Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1146, biến hóa trong nháy mắt. Sự việc đã xảy ra, lần này không được để xảy ra tình huống như vậy nữa. Khóe miệng Vương Tử Quân có chút co giật, sau đó hắn lên tiếng. Tình huống của người gây tai họa thế nào rồi? Làm sao lại vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng như vậy? Bí thư Vương, người này tên là Đỗ Ức Khang, là tổng giám đốc công ty Long Tâm Đạt ở thành phố Đông Hồng. Theo điều tra thì người này trước kia từng bị bắt giữ vì say rượu lái xe, thế nhưng dưới sự phối hợp của lãnh đạo Cục Công an thành phố, chỉ tiến hành phê bình giáo dục, sau đó trực tiếp thả người. Đoạn Văn Đống nói đến đây thì giọng điệu có vài phần trầm thấp. Vương Tử Quân không tiếp tục mở miệng, hắn cũng không ngờ Đỗ Ức Khang là người như vậy. Hắn trầm ngâm nửa phút, sau đó trầm giọng nói. Anh nhanh chóng gửi một phần tư liệu của Đỗ Ức Khang lên đây cho tôi. Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn không tiếp tục mở miệng thế nhưng ánh mắt lại có vài phần lạnh lùng. Chào Cục trưởng Trân. Chào Cục trưởng Trân. Trân Hồng lỗi đi trên bậc thang trong văn phòng Cục Công an tỉnh, liên tục có nhân viên công tác và người ra vào chào hỏi hắn, nhưng nếu so sánh với những người chào hỏi bình thường thì nhân viên công tác phải cung kính đứng sang một bên. Đám nhân viên công tác giống như bị điểm huyệt. Sau khi Trân Hồng lỗi đi qua thì bọn họ mới dám hoạt động trở lại. Nhưng hôm nay thật sự rất đáng ngạc nhiên, Cục trưởng Trân thường ngày có gương mặt rất lạnh lùng, bây giờ lại mỉm cười gật đầu, biểu hiện rất ôn hòa. Cục trưởng Trân hôm nay thế nào ấy nhỉ? Hình như anh ấy cười với tôi thì phải. Nguồn truyện TUNGHOANH.COM. Một nhân viên công tác hơn 30 tuổi vui vẻ thì thầm với đồng sự ở bên cạnh. Viên đồng sự nhìn hình bóng đi xa của Trân Hồng lỗi, sau đó cười cười nói. Anh không biết gì sao? Đúng là quá kém thông tin. Tôi nói cho anh biết, hôm nay tỉnh ủy sẽ mở hội nghị thường ủy, hình như sắp đề bạt Cục trưởng Trân kiêm nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh. Phó Chủ tịch tỉnh, hừ, như vậy chẳng lẽ sẽ có người mới đến tiếp nhận công tác của Cục trưởng Trân sao? Nhân viên công tác sờ lên đầu dùng giọng có chút mong đợi nói. Nhưng câu trả lời của viên đồng sự hoàn toàn phá vỡ sự chờ mong của nhân viên công tác kia, chợt nghe viên đồng sự cười hì hì nói. Đổi người cái gì mà đổi người, Cục trưởng Trân sẽ là Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Cục trưởng Cục Công an tỉnh, lợi hại hơn bây giờ rất nhiều. Vậy thì ngày tốt lành của anh không phải sẽ nhanh kéo đến sao? Tôi nghe nói nhà của anh ở quê chỉ cách nhà Cục trưởng Trân một đoạn đường mà thôi. Viên đồng sự nhìn ánh mắt hâm mộ của tên nhân viên công tác mà cười hì hì nói. Tôi cũng chỉ miễn cưỡng có danh tiếng cùng quê với lãnh đạo mà thôi. Cục trưởng Trân nói dù là bất kỳ người nào cũng khôn được lấy mình ra rêu rao, nếu không anh ấy sẽ đẩy xuống đồn công an bên dưới. Người này dù nói những lời giải quyết khá thô bạo, thế nhưng thực tế lại thông qua phương pháp này để nói rõ cho bạn mình biết, Cục trưởng Trân không xem mình là người ngoài, thế nên giọng nói càng lúc càng đắc ý. Trân Hồng lỗi căn bản không biết về những sự kiện như vậy trong Cục Công an tỉnh. Hắn ngồi trong phòng làm việc của mình, gương mặt lại trở nên nghiêm túc, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Phó Chủ tịch tỉnh, vị trí này đã dễ như trở bàn tay. Trân Hồng lỗi thật sự rất chờ đợi vị trí này, thậm chí còn có chút lo lắng. Nhưng đối với hắn thì vị trí kia còn chưa là quan trọng nhất, quan trọng là sau này hắn có thể trở thành bí thư ủy ban tư pháp. Chỉ là Vương Tử Quân mới tiến lên nhận chức bí thư ủy ban tư pháp chưa lâu, thời gian ngắn khó thể được điều động. Thế nên hắn bây giờ chỉ có thể an phận làm phó chủ tịch tỉnh kiêm cục trưởng cục công an tỉnh mà thôi. Nếu Trân Hồng lỗi có được vị trí này, sau này sẽ có quyền lên tiếng rất lớn trong ủy ban tư pháp tỉnh ủy, sẽ càng tiến gần lên vị trí bí thư ủy ban tư pháp. Những năm qua Trân Hồng lỗi luôn cảm thấy mình đang cố gắng che giấu cá tính, đó chính là hắn không hy vọng ai vung tay múa chân trên đầu mình, thế nên hắn nắm chặt khối công tác của mình, không hy vọng bất kỳ ai nhúng tay vào, hắn phải là người độc quyền. Nhưng sự thật căn bản không được như ý, sau vài năm giấu tài thì cũng có ngày bị đưa ra ánh sáng. 5 giờ chiều mở hội nghị thường ủy, tuy chủ tịch Trừ căn bản không cho ra bất kỳ chỉ thị gì, thế nhưng thông qua nhóm người Xà Tiểu Cường, hắn biết chủ tịch Trừ đã vì chuyện này mà đặc biệt đến gặp mặt Bí Thư Diệp. Bí Thư Diệp không phản đối. Chủ tịch tỉnh giúp đỡ, Bí Thư tỉnh ủy không phản đối, như vậy thông qua ở hội nghị thường ủy không còn là vấn đề. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, tuyến trên vì giữ gìn quyền uy của ban ngành tỉnh ủy, thế cho nên khi có yêu cầu bổ nhiệm phó chủ tịch tỉnh thì cơ bản sẽ xem xét ý kiến của tỉnh ủy địa phương, huống hồ Bí Thư Diệp còn là ủy viên Bộ Chính trị.
Nói ra thì cũng phải cảm tạ Bí Thư Vương, nếu như không phải công ty Kim Bảo đồng nghiệp quá cứng rắn với Chủ tịch Trử, như vậy Chủ tịch Trử sẽ không cứng nhắc đưa Trần Hồng Lỗi tiến lên vị trí Phó Chủ tịch tỉnh. Sau khi tuyến trên xác định Vương Tử Quân là Bí Thư Ủy ban Tư pháp, Chủ tịch Trử đã đặc biệt tìm hắn trò chuyện, nội dung cũng là yêu cầu hắn phục tùng sắp xếp của tổ chức, chăm chú phối hợp công tác của Bí Thư Vương. Đối với cuộc nói chuyện khi đó thì Trần Hồng Lỗi dù ngàn điều không phục nhưng vẫn không dám nói lời ngỗ nghịch nào với Chủ tịch Trử Vận Phong. Hắn tuân thủ yêu cầu của Chủ tịch Trử Vận Phong giống như quân lệnh, đảm bảo sẽ giúp đỡ công tác của Vương Tử Quân. Nhưng bây giờ Chủ tịch Trử lại cố gắng đẩy Trần Hồng Lỗi lên vị trí Phó Chủ tịch tỉnh, xem ra vị lãnh đạo này đã bị Bí Thư Vương làm cho nổi giận. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan bầu không khí bình tĩnh trong phòng làm việc. Trần Hồng Lỗi nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó bình tĩnh nghe máy. Anh Trần, anh có bận rộn gì không? Giọng nói bình thản của Trử Ngôn Huy từ bên kia truyền đến. Đối với người khác thì Trần Hồng Lỗi căn bản rất ngạo nghễ, thế nhưng đối với Trử Ngôn Huy thì hắn lại cực kỳ chú ý. Sau khi cười một tiếng thì hắn khẽ nói. Tôi đang ở trong phòng làm việc, cậu có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì. Tôi gọi điện là vì sợ lát nữa điện thoại của anh sẽ là đường dây nóng, không phải sớm chúc mừng anh sao. Anh sẽ có ngày nổi tiếng, như vậy cũng xem như tôi và anh em cùng chung tài phú. Trử Ngôn Huy nói một câu tận đáy lòng, thế nhưng giọng điệu lại cực kỳ khẳng định. Trần Hồng Lỗi đã trải qua tình huống này, thế cho nên biết rõ lời nói của Trử Ngôn Huy không phải là trò đùa. Năm xưa khi hắn tiến lên làm cục trưởng cục công an tỉnh, tai phải nghe điện thoại đến mức điếc đặc. Ngay cả những người ngày thường kết giao không có gì đặc sắc vẫn gọi điện thoại cho hắn. Trần Hồng Lỗi căn bản cảm thấy phiền phức với những lời chúc mừng như vậy, thế nhưng nếu không có ai gọi điện thoại đến thì hắn càng cảm thấy khó chịu hơn. Con người dù tâm trí kiên trì thế nào thì cũng sẽ rơi vào trong một vòng tròn quái dị trên mặt trận danh lợi, căn bản là thân bất do kỷ. Trần Hồng Lỗi căn bản cũng không chính diện đáp lại câu nói trêu chọc của Trử Ngôn Huy, hắn chỉ khẽ cười. Trử Ngôn Huy bên kia cũng đã nói tiếp. Anh Trần, tôi có một người anh em gần đây mời được đầu bếp tốt, làm món cá rất ngon, tối nay chúng ta đi nếm thử, cũng xem như chúc mừng anh tiến chức. Trần Hồng Lỗi không do dự mà trực tiếp đồng ý, người khác mời thì biết đâu hắn sẽ lo lắng. Dù sao thì đây là thời điểm quan trọng, thế nhưng với Trử Ngôn Huy thì hắn lại yên tâm. Trử Ngôn Huy khác với người thường, hắn không những có thân phận khác biệt, còn làm việc cực kỳ cẩn thận. Trử Ngôn Huy cũng không trò chuyện quá lâu với Trần Hồng Lỗi, sau khi nói vài câu thì cúp điện thoại. Quan hệ giữa Trần Hồng Lỗi và Trử Ngôn Huy luôn là bất bình đẳng, Trần Hồng Lỗi không dám làm chậm trễ Trử Ngôn Huy, thế nhưng lúc này hắn lại đột nhiên thở dài một hơi. Đời người thật sự là bất đắc dĩ, rất nhiều người thể hiện cực kỳ ngăn nắp, thế nhưng cũng phải nếm thử tình huống lòng người thay đổi, nhân gian ấm lạnh. Khi đứng ở một vị trí thì tỏ ra kính sợ người khác, cần phải cẩn thận, tôn trọng. Không phải là một thể nghiệm ảnh hưởng đến tự tôn sao? Quyền lực là thứ tốt, kẻ say rượu thường lớn gan, trên thực tế thì có gì đáng lo lắng hơn quyền lực? Rất nhiều người có cái giá rất lớn, thế nhưng căn bản không biết thứ nhất là quyền lực và thứ hai mới là tiền tài, chỉ có tiền mà không có tiền vẫn phải cúi đầu trước người khác. Mặc dù đó chỉ là những ý nghĩ vào lúc này, thế nhưng cảm thụ của nó lại làm cho Trần Hồng Lỗi cảm thấy rất thoải mái, hắn rút ra một gói thuốc, khẽ châm một điếu. Khi Trần Hồng Lỗi châm lửa thì có người gọi đến, hắn nhìn thoáng qua số điện thoại, sau đó tiện tay nghe máy. Tôi là Trần Hồng Lỗi. Ha ha ha, anh Trần, chúc mừng anh, sau này anh là lãnh đạo tỉnh, kính mong anh quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Chu Tiến Liên ở đầu dây bên kia dùng giọng vui mừng đắc ý nói. Trước nay Trần Hồng Lỗi căn bản không quá quan tâm đến Chu Tiến Liên, đối phương làm cho hắn sinh ra cảm giác không thoải mái. Nhưng nếu nói về cấp bậc thì sợ rằng Chu Tiến Liên còn vượt qua cả hắn. Mặc dù nói tranh án tòa án không bằng cục trưởng cục công an, thế nhưng trên phương diện cấp bậc thì Chu Tiến Liên là cấp phó bộ, hắn chỉ là giám đốc sở mà thôi. Thật ra những năm này thì Chu Tiến Liên luôn xưng anh em với hắn, thế nhưng Trần Hồng Lỗi cảm thấy nụ cười của đối phương rất cạn, đến mức mơ hồ thấy được nụ cười che giấu gương mặt nhàn nhạt. Hắn cảm nhận được cái kiêu ngạo theo bản năng của Chu Tiến Liên, đối phương không coi ai ra gì. Đi đường đều nhìn lên trời, điều này làm cho Trần Hồng Lỗi cảm thấy bức bối. Tất cả biến đổi trong nháy mắt, hôm nay Trần Hồng Lỗi sẽ tiến vào trong hàng ngũ các vị phó chủ tịch tỉnh, sẽ được phân công công tác tư pháp trong Ủy ban Nhân dân tỉnh,
như vậy sau này sẽ là thủ trưởng của Chu Tiến Liên. Tuy cấp bậc ngang nhau, thế nhưng hắn có lòng tin sẽ thu thập được đối phương. Còn chưa thể xác định, cậu Chu, chúng ta là người một nhà, anh cũng đừng nói hay với tôi. Trần Hồng Lỗi căn bản không nhiệt liệt với Chu Tiến Liên như với Chử Ngôn Huy, hắn dùng giọng ôn hòa nói. Chu Tiến Liên nghe bên trong lời nói của Trần Hồng Lỗi có vài phần ngạo nghễ, thế nhưng hắn vẫn cười ha hả nói. Anh Trần, anh cũng đừng khiêm tốn, lúc này trong tỉnh có ai không biết anh sẽ tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh. Sau này anh sẽ là người chủ quản khối tư pháp của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau này khối tòa án chúng tôi còn cần được anh quan tâm nhiều hơn. Được rồi, cậu Chu, chúng ta không phải là người ngoài, lúc này hội nghị thường ủy còn chưa mở, anh chúc mừng làm gì cho sớm. Trần Hồng Lỗi không muốn nói nhiều lời với Chu Tiến Liên, thế nên hắn khách khí hai câu với đối phương, lấy lý do có việc để tắt máy. Cốc cốc cốc, Trần Hồng Lỗi là cục trưởng cục công an, căn bản là bận rộn công tác. Hắn mở miệng nói mời vào, một nữ cảnh sát chưa đến 30 tuổi có diện mạo xinh đẹp đi đến. Cục trưởng Trần, vừa rồi thành phố Đông Hồng vừa báo lên một vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Nữ cảnh sát nói, sau đó bàn tay trắng nõn đưa sang một phần văn kiện. Trần Hồng Lỗi tiếp nhận văn kiện, hắn định mở ra xem xét, chợt thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó chợt kinh hoàng. Hắn phất phất tay với nữ cảnh sát vào đưa văn kiện, cho đối phương rời đi, sau đó cầm lấy điện thoại nói. Chào Bí Thư Diêu, tôi là Trần Hồng Lỗi. Cục trưởng Hồng Lỗi, anh có bận rộn gì không? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói thân cận của Diêu Trung Tắc. Cảm ơn Bí Thư Diêu quan tâm, Cục Công an chúng tôi dù có nhiều việc thế nhưng chúng tôi luôn tin tưởng dưới sự giúp đỡ của Chủ tịch Chử và Ngài, chúng tôi sẽ phân rõ nặng nhẹ, sẽ tiến hành theo từng bước. Tuy giọng nói của Trần Hồng Lỗi có chút cứng nhắc nhưng phần nhiều lại là cung kính. Siêu Trung Tắc căn bản rất hài lòng với câu trả lời của Trần Hồng Lỗi, chợt thấy hắn nói. Có lòng tin là tốt, hai người chúng ta đã công tác với nhau từ lâu rồi, anh là người có khả năng sáng tạo sự nghiệp, điều này tôi tuyệt đối không nhìn lầm. Câu khích lệ của Diêu Trung Tắc làm cho Trần Hồng Lỗi cảm thấy có chút không thoải mái, thế nhưng hắn vẫn phải thành thật nói. Cảm ơn Bí Thư Diêu khích lệ. Tôi có được ngày hôm nay không phải là nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của ngài sao? Ha ha ha, lời này của cậu cũng không đúng, cậu có ngày hôm nay phải cảm tạ chính mình. Nếu như không phải cậu có biểu hiện xuất sắc, năm xưa Chủ tịch Chử sẽ không đặc biệt đề bạt cậu, còn về phần tôi, chỉ có thể có chút tác dụng mà thôi. Tuy Diêu Trung Tắc nói rằng mình chỉ có chút tác dụng, thế nhưng Trần Hồng Lỗi là người thông minh, hắn biết rõ đối phương nói như vậy là có ý gì. Mặc kệ lãnh đạo tốn bao nhiêu công sức cho anh cần phải có lòng mang ơn, điều này Trần Hồng Lỗi căn bản là hiểu được. Sau khi Trần Hồng Lỗi tiếp tục mở miệng cảm ơn sự quan tâm của Diêu Trung Tắc, lúc này Diêu Trung Tắc mở miệng căn dặn vài sự việc Trần Hồng Lỗi cần chú ý, sau đó hai bên càng thêm thân mật hơn. Được rồi, Hồng Lỗi, sau này chúng ta tiếp tục trò chuyện, lúc này hội nghị thường ủy sắp bắt đầu, tôi cũng phải đi qua ngay. Siêu Trung Tắc bên kia đã cúp điện thoại thế nhưng chống ngực của Trần Hồng Lỗi vẫn đập rất mạnh, lúc này hội nghị thường ủy sắp được bắt đầu. Chương 1147, đường khúc khuỷu, tương lai tươi sáng. Vương Tử Quân nghiêm mặt cất bước đi vào phòng họp, bước tiến của hắn rất nhanh, thế cho nên Du Giang Vĩ đi theo phía sau lại giống như khá chậm. Những nhân viên công tác trong khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy nào có ai không nhớ rõ gương mặt các vị thường ủy tỉnh ủy. Huống chi Vương Tử Quân còn là một vị thường ủy tỉnh ủy làm cho nhiều người cảm thấy đố kỵ. Trước kia dù Vương Tử Quân đến làm gì thì những người chung quanh đều tươi cười hớn hở, hôm nay bọn họ lại có thái độ khác thường, trên mặt giống như có một tầng sương. Đám nhân viên công tác căn bản đều hiểu lúc này tâm tình của Bí Thư Vương không tốt, nếu như ngay cả phương diện này bọn họ cũng không hiểu, như vậy cũng đừng nghĩ rằng có thể công tác ở trong văn phòng thường ủy tỉnh ủy được nữa. Vì vậy cho dù là người bình thường thích trò chuyện cũng không dám lên tiếng chào Vương Tử Quân, chỉ sợ mở miệng không tốt sẽ bị Bí Thư Vương coi là nơi chút giận. Dù sao Bí Thư Vương cũng là một vị thường ủy tỉnh ủy, là một tồn tại làm cho bọn họ ngưỡng mộ, thế cho nên dù Vương Tử Quân rơi xuống thế hạ phong trong lúc tranh đấu, như vậy đám tiểu nhân vật bọn họ cũng không thể nào đắc tội được. Bí Thư Vương, chờ tôi với. Khi Vương Tử Quân định đi lên lầu, Bí Thư ủy ban kỷ luật Hoắc Quang Lĩnh chợt hô lên. Hoắc Quang Lĩnh cầm trong tay một phần văn kiện, khi gọi Vương Tử Quân thì cũng nhanh chóng tiến lên.
Sau khi đi vào trong tỉnh Nam Giang thì Vương Tử Quân có hợp tác với Hoắc Quang Lĩnh ở vụ án Hà Duyên Cường, thế cho nên hai bên xem như có quan hệ không tệ. Vương Tử Quân tuy có tâm tình không tốt, thế nhưng đối mặt với Hoắc Quang Lĩnh thì hắn vẫn tươi cười nói. Bí thư Hoắc, đã lâu rồi không gặp, anh bận rộn gì thế? Còn bận rộn cái gì nữa, còn không phải là vụ án Hà Duyên Cường sao? Bí thư Tử Quân, Hà Duyên Cường chính là một con cá lớn, thế nhưng căn bản là cực kỳ cứng miệng. Hoắc Quang Lĩnh nói đến Hà Duyên Cường thì giọng điệu hạ thấp xuống một chút. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cực kỳ chú ý đến biểu hiện của Hà Duyên Cường trong tay ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Người này căn bản đã được điều tra rõ ràng, thế cho nên cũng thú nhận rất bộc trực, nhưng lại nhận tất cả về phía mình, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút bức bối, thế nhưng căn bản không có chứng cứ nào khác, nên không thể làm gì được. Hoắc Quang Lĩnh có lẽ cảm thấy rất đau đầu với một người như Hà Duyên Cường, Vương Tử Quân nhìn hai hàng chân mày nhíu thật chặt của Hoắc Quang Lĩnh, hắn chợt cười cười nói. Buông dây dài câu cá lớn, bí thư Hoắc có lẽ là nhân sĩ chuyên nghiệp ở phương diện này, chắc chắn sẽ kiên nhẫn hơn tôi. Hoắc Quang Lĩnh cười cười, cũng không nói gì thêm. Sau khi đi qua hai viên cảnh vệ, hắn khẽ vỗ vai Vương Tử Quân rồi nói. Cậu Vương, lực cản chỉ là tạm thời, con đường có nhấp nhô nhưng tương lai lại tươi sáng, có một vài việc không nên nhìn vào những gì xảy ra nhất thời. Hoắc Quang Lĩnh nói rất ẩn giấu, nhưng hắn tin tưởng rằng Vương Tử Quân nghe sẽ hiểu. Nói về quan hệ thì Hoắc Quang Lĩnh rất gần với Diệp Thừa Dân, chẳng lẽ đối phương biết tin gì rồi? Vương Tử Quân thầm cảm thấy trong lòng có lộp bộp, sau đó cố gắng thu lại tâm tư của mình, dù sao thì lúc này cũng không phải thời điểm nói chuyện. Cảm ơn anh, tôi biết rồi. Vương Tử Quân nhìn Hoắc Quang Lĩnh rồi trầm giọng nói. Hoắc Quang Lĩnh cũng chú ý quan sát Vương Tử Quân, hắn biết rõ Vương Tử Quân sắp gặp phải những thứ gì. Vừa rồi sở dĩ hắn nói những lời kia với Vương Tử Quân, căn bản là muốn Vương Tử Quân cảm nhận được ý nghĩ thân cận của mình. Thế nhưng có một vài lời khi mà chưa bàn bạc với Bí Thư Diệp thì hắn cũng không thể tự tiện nói ra khỏi miệng. Khi hai người đi theo bậc cầu thang tiến lên phía trước, trưởng phòng tuyên truyền Trương Thu Mi và Phó Chủ tịch Thường ủy Kim Hành Thuấn từ một bên đi đến. Bốn người gặp mặt nhau, Kim Hành Thuấn mở đầu lên tiếng. Bí Thư Hoắc, Bí Thư Vương, hai vị lãnh đạo đang nghiên cứu đại sự gì vậy? Vương Tử Quân không có ấn tượng gì hay về Kim Hành Thuấn. Nhưng hai bên là các thành viên cùng một ban ngành, tối thiểu cũng phải có chút lễ phép. Nhưng sự việc hôm nay làm cho tâm tình của hắn rất khó chịu, vì thế chỉ miễn cưỡng gật đầu mà thôi. Hoắc Quang Lĩnh cũng thích giữ gương mặt lạnh lẽo, Vương Tử Quân không nói gì thì hắn cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu mà qua. Kim Hành Thuấn không những không cảm thấy thoải mái vì thái độ của Vương Tử Quân và Hoắc Quang Lĩnh, thậm chí hắn còn khẽ liếc mắt nhìn Trương Thu Mi. Tất nhiên Trương Thu Mi cũng không phải là người thường. Nàng có thể tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy, kinh nghiệm công tác và tiếp xúc là cực kỳ mạnh mẽ. Nàng khẽ gật đầu với ánh mắt của Kim Hành Thuấn, bộ dạng giống như đã hiểu rõ. Nhưng hai người Kim Hành Thuấn và Trương Thu Mi cũng không nói gì thêm, đến cấp bậc của bọn họ thì một số lời không nên nói sẽ chôn vùi trong lòng, nói ra căn bản không có trình độ, hơn nữa còn làm mất mặt. Vì vậy phần lớn thời gian bọn họ chú trọng giữ bên trong hơn nói ra ngoài. Sau khi nhân viên công tác đẩy cửa phòng họp, trong phòng đã có vài vị thường ủy tỉnh ủy chờ sẵn. Lúc này vị lãnh đạo phân khu trước kia căn bản không tham gia hội nghị, thế nhưng bây giờ lại ngồi nghiêm chỉnh trên vị trí của mình. Khi nhóm người Vương Tử Quân đi vào thì nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người, không, phải nói là tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Vương Tử Quân đang ở vị trí chính giữa nhóm người. Dù sao thì tất cả mọi người đều biết Vương Tử Quân mới là nhân vật chính của hội nghị hôm nay. Nhân vật chính dù nhất định sẽ bị gõ đầu, sẽ phải tổn hại lợi ích, sẽ là hồng tâm cho đám người bắn tên vào. Thế nhưng nhân vật chính này có thân phận cực kỳ xứng đáng, chẳng qua đối phương có chút bị động mà thôi. Vì sự kiện tai nạn xe hơi mà vẻ mặt Vương Tử Quân căn bản là không tốt, vẻ mặt này ánh lên trong mắt đám người, làm cho bọn họ sinh ra cảm thụ khác thường. Lý Thừa Uyên đến sớm hơn hai người Kim Hành Thuấn và Trương Thu Mi một chút. Hắn thấy biểu hiện của Vương Tử Quân thì chợt để lộ ra nụ cười mỉa mai. Những vị thường ủy tỉnh ủy khác lại có ánh mắt khác nhau, sau đó bọn họ kẻ thì tiếp tục nói chuyện, kẻ thì nhàn nhã uống nước, kẻ thì tiếp tục xem xét văn kiện. Đào Nhất Hành là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, là người đầu tiên đến phòng họp. Hắn căn bản có chút chờ mong với hội nghị thường ủy hôm nay, thế nhưng bây giờ khi nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân,
tất cả cảm giác chờ mong của hắn đã tan biến sạch sẽ. Tuy Đào Nhất Hành biết rõ kết quả lần này căn bản là không thể cải biến, thế nhưng đứng từ góc độ của hắn, hắn càng hy vọng Vương Tử Quân có thể cho ra phản ứng thật sự dữ dội. Vì Vương Tử Quân xung đột mạnh với Trử Vận Phong, như vậy thì không gian ra đòn vu hồi của Bí Thư Diệp sẽ ngày càng lớn. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng nản lòng thoái chí của Vương Tử Quân, rõ ràng là biết khó mà lui, muốn bỏ qua không chống cự. Chương 1148, một cái giá của tính mạng là rất cao. Ôi, rốt cuộc vẫn là cán bộ trẻ tuổi, bệnh lớn nhất chính là khó thể vượt qua nghịch cảnh. Tuy Đào Nhất Hành thầm cảm khái trong lòng thế nhưng cũng không nhịn được phải nhìn sang Vương Tử Quân. Lúc này vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn như cũ, cũng không trò chuyện với Trương Thu Mi ở bên cạnh, thế nhưng lại đang múa bút viết lách gì đó. Các đồng chí đều đến rất sớm. Khi tiếng cười vang lên thì Diêu Trung Tắc chậm rãi đi đến, phía sau hắn chính là thư ký cầm theo một cái ly thủy tinh, bên trong là nước trà đã được pha sẵn. Diêu Trung Tắc hầu như gật đầu chào mọi người, sau đó ngồi xuống ở vị trí tay phải của lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, sau đó nói với Trương Thu Mi. Trưởng phòng Thu Mi, tôi nghe nói tiểu tử nhà chị sắp kết hôn, đến khi đó chị cũng đừng quên phát thiệp mời, trước kia tôi đã từng ẵm tiểu tử nhà chị rồi. Trương Thu Mi thấy Diêu Trung Tắc nhắc đến chuyện con mình kết hôn ở trường hợp này thì tỏ ra rất vui, nàng cười hì hì nói. Bí thư Diêu, ngài cho dù muốn chạy cũng khó thoát được đâu. Tôi đã tính toán rồi, con trai kết hôn, tôi sẽ vơ vét một lượt, tôi cũng đang định xem xét vơ vét tiền biếu của ngài. Hai người Diêu Trung Tắc và Trương Thu Mi trò chuyện với nhau, thế là đám người bị thu hút vì đám cưới của con trai Trương Thu Mi. Lúc này Lý Thử Huyên chợt nói. Trưởng phòng Trương, tôi dù chưa từng ẵm con trai nhà chị, thế nhưng tôi đã từng ẵm cô dâu. Lý Thử Huyên nói đến đây thì cố ý ngừng lại một chút. Đó là thời điểm hơn 20 năm trước, nhưng tôi là một người chú, cũng không thể giả mù giả điếc được, xem như vắt chảy ra nước thôi. Tiếng cười vang lên rộn rã từ trong miệng mọi người, Trương Thu Mi trừng mắt nhìn Lý Thử Huyên rồi nói. Chủ tịch Lý, anh đã là người làm ông rồi, sao còn không đứng đắn một chút chứ? Làm ông rồi thì thế nào? Chúng ta không thể đoàn kết hoạt động nghiêm túc sao? Vương Tử Quân nhìn đám người chung quanh cười ngật ngưỡng mà thật sự cười không nổi. Vụ tai nạn chết 4 người, trong đó có 2 học sinh tiểu học luôn xuất hiện trong lòng hắn, tâm tư của hắn cực kỳ bị đè nén. Tâm tình của Vương Tử Quân giống như không phù hợp với bầu không khí lúc này, chỉ là không hợp như vậy lại bị đám người chú ý quan sát, lại xem đó là biểu hiện thất lạc. Con người là như vậy. Lúc này hội nghị thường ủy sẽ thông qua một quyết nghị cực kỳ bất lợi cho mình, dù là ai cũng khó thể nào thờ ơ được. Mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau, đúng lúc cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong hầu như là sóng vai nhau đi vào trong phòng. Vẻ mặt hai người bọn họ đều chứa nụ cười, điều này làm cho đám thường ủy tỉnh ủy trong phòng cảm thấy tâm tình của lãnh đạo hình như là khá tốt. Thật ra tâm tình của Diệp Thừa Dân cũng không tốt cho lắm. Dù sao thì lão cũng không tình nguyện mở hội nghị thường ủy này, nhưng lúc này lão chỉ có thể mỉm cười đối mặt mà thôi. Lão là bí thư tỉnh ủy, dưới tình thế khó thể nghịch chuyển thì cần phải thản nhiên đối mặt, để cho sự kiện phát triển theo hướng có lợi cho mình. Nhưng khi thấy Vương Tử Quân thì ánh mắt của Diệp Thừa Dân có chút biến đổi, nhìn vào vẻ mặt âm trầm của Vương Tử Quân thì lão cảm thấy có chút thất vọng. Tuy lão không yêu cầu Vương Tử Quân phải là người giận hờn không biểu hiện ra gương mặt, thế nhưng mọi người là các nhân vật chính trị, phải có thái độ thắng không kiêu bại không nản mới được. Nhưng bây giờ sau khi có ngăn trở thì Vương Tử Quân lại tỏ ra sa sút tinh thần, điều này thật sự không nên chút nào. Chẳng lẽ mình kỳ vọng quá cao vào người này, trong đầu Diệp Thừa Dân vốn có tâm tư, bây giờ lại có chú dao động. Trử Vận Phong thì lại khác, đầu tiên lão đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, biểu hiện của Vương Tử Quân làm cho lão sinh ra cảm giác khinh thường. Khi chính mình còn chưa chuẩn bị đẩy chân hồng lỗi tiến lên vị trí phó chủ tịch tỉnh kiêm cục trưởng cục công an thì đối phương không phải mạnh mẽ cứng nhắc lắm sao. Chính mình mở miệng chỉ thị thả Đồng Cánh Hoàn ra ngoài, nhưng hôm sau thì người của viện kiểm sát đã chạy đến bắt người mang đi, lúc này khí thế hào hùng lực lượng hùng mạnh chạy đi đâu hết rồi. Trử Vận Phong tán thưởng những người có ý chí kiên định, dù là bạn hay là địch cũng là như vậy, chỉ cần kiên định ý nghĩ của mình, nhất định sẽ là người có thể sáng tạo sự nghiệp. Nhưng biểu hiện của Vương Tử Quân lúc này lại làm cho Trử Vận Phong thất vọng. Các đồng chí, chúng ta bắt đầu họp. Diệp Thừa Dân khẽ ho khan một tiếng, sau đó trầm giọng nói.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này đám người hầu như đã được biết về chủ đề chính của hội nghị, thế nhưng hội nghị lần này cũng có nhiều chủ đề, hạng mục đầu tiên chính là thảo luận làm sao để tiếp tục thúc đẩy tăng cấp các hạng mục. Cũng không có nhiều tranh luận với các chủ đề không lớn này, bình thường chỉ là lãnh đạo chủ quản lên tiếng thì được thông qua. Tất cả những đề tài thảo luận được hội nghị chuẩn bị sẵn được thông qua cực kỳ gọn gàng chỉ sau một giờ, nhưng sau khi những chủ đề kia được thông qua, bầu không khí trong phòng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đề tài thảo luận cuối cùng chính là quan trọng nhất, khi chủ đề chưa được bắt đầu thảo luận thì mọi người đã thấy được kết quả, thế nhưng tất cả vấn đề có liên quan đến nhân sự đều căn bản động đến tâm tư của con người. Dựa theo chuẩn bị thì người đầu tiên lên tiếng là trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị. Khi hắn ho khan một tiếng chuẩn bị mở miệng thì Vương Tử Quân ngồi bên cạnh chợt nói. Bí thư Diệp, tôi muốn nói hai câu. Vương Tử Quân đột nhiên lên tiếng làm cho ánh mắt của tất cả mọi người chuyển đến. Lục Trạch Lương đã vận khí nơi đan điền, chuẩn bị mở miệng lên tiếng thì Vương Tử Quân đã nói trước, điều này không khỏi làm hắn nghẹn họng, thiếu chút nữa thì dính nội thương. Ninh dù là nội thương cũng không có cách nào khác, Vương Tử Quân đã mở miệng, như vậy hắn không thể nào ngăn cản được. Dù sao đây cũng là hội nghị thường ủy, Vương Tử Quân là người có quyền lợi lên tiếng. Diệp Thừa Dân luôn quan sát Vương Tử Quân, từ khi bắt đầu họp đến bây giờ thì Vương Tử Quân căn bản không nói gì, vẻ mặt luôn bình tĩnh, điều này làm cho lão càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Vương Tử Quân xem ra đã chán nản trước áp lực của Trử Vận Phong, biểu hiện này của Vương Tử Quân làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy có chút thất vọng. Đây là thất vọng xảy ra trong tranh đấu, tuy lão không giúp đỡ Vương Tử Quân tiến lên, thế nhưng đã chuẩn bị xong đường lui. Một người căn bản không trải qua mưa gió, sẽ có thể là trợ thủ để chính mình chỉnh hợp tỉnh Nam Giang này sao? Ý thức này xuất hiện và chối bỏ tất cả ý nghĩ trước đó của Diệp Thừa Dân, thế nên ý nghĩ giúp đỡ Vương Tử Quân của Diệp Thừa Dân càng thêm nhỏ. Chương 1148, hai cái giá của tính mạng là rất cao. Nhưng khi Diệp Thừa Dân cho rằng Vương Tử Quân sẽ vẫn bảo trì sự trầm mặc, đúng lúc Vương Tử Quân lại mở miệng. Hắn muốn làm gì, không phải là muốn chủ động ngả bài với Trử Vận Phong, đồng ý để cho chân hồng lỗi tiến lên đấy chứ. Khi Diệp Thừa Dân đang trầm mặc thì những người khác cũng có rất nhiều suy nghĩ. Vẻ mặt Trử Vận Phong lại xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, tuy lão không biết Vương Tử Quân sẽ nói gì, thế nhưng tất cả đã chuẩn bị xong, lão không quan tâm đối phương sẽ nói gì vào lúc này. Siêu Trung Tắc là bí thư chủ quản nhân sự, căn bản là người cực kỳ có quyền ở phương diện nhân sự. Hắn xoay xoay cây bút trong tay, căn bản không quan tâm đến những lời Vương Tử Quân sắp mở miệng nói ra, dù sao thì vịt cũng đã được luộc chín, căn bản là không thể nào bay đi được. Vẻ mặt những người khác cũng khác biệt, thế nhưng dưới ánh mắt soi mói của đám người, vẻ mặt Vương Tử Quân càng thêm âm trầm. Anh nói đi. Giọng nói của Diệp Thừa Dân trong phòng họp yên tĩnh căn bản là cực kỳ có lực lượng, một câu nói làm cho đám người chuyển lực chú ý đến chủ đề hội nghị. Dù lúc này Vương Tử Quân nói gì thì cũng là thứ làm cho bọn họ cần phải quan tâm. Sau khi Vương Tử Quân nghe được lời đồng ý của Bí thư Diệp Thừa Dân, hắn quay micro đến trước mặt, sau đó dùng giọng trầm thấp nói. Bí thư Diệp, Chủ tịch Trử, các vị thường ủy, tôi thông báo cho mọi người một tin tức không tốt. Nửa giờ trước trong thành phố Đông Hồng có phát sinh một vụ tai nạn nghiêm trọng, nguyên nhân là vì lái xe say rượu. Hậu quả là 4 người chết ngay tại chỗ, trong số đó có 2 học sinh tiểu học. Giọng nói của Vương Tử Quân rất trầm thấp, tuy hắn nhận được tin tức này từ hơn nửa giờ trước, thế nhưng khi nói ra những lời vào lúc này thì vẫn cảm thấy đau xót. Vương Tử Quân thông báo tin tức làm cho đám người nơi đây cực kỳ khiếp sợ, thứ nhất là khiếp sợ vì tính nghiêm trọng của nó, thứ hai là khiếp sợ vì không hiểu vì sao Vương Tử Quân lại nói ra tin tức này. Vẻ mặt Diệp Thừa Dân có chút run rẩy, hắn trầm giọng nói. Đồng chí Tử Quân, đã bắt được người gây tai họa chưa? Đã bắt được người này, thế nhưng bắt được thì có thể làm được gì? Vương Tử Quân nói đến đây thì chợt đứng lên nói. Cho dù người gây tai họa có biết được tội lỗi của mình, như vậy những tính mạng kia cũng căn bản không thể nào đền bù được. Theo kiểm chứng thì người gây tai họa là một vị lãnh đạo doanh nghiệp trong thành phố Đông Hồng, cũng không phải là lần đầu tiên anh ta say rượu lái xe. Nhưng trước đó khi anh ta vi phạm luật an toàn giao thông, vì có người lên tiếng biện hộ dùm, thế cho nên thoải mái vượt qua kiểm tra, cũng không bị trừng phạt xứng đáng. Nếu như lúc đó anh ta bị xử lý thích đáng, tôi cho rằng có thể tránh khỏi nỗi đau ngày hôm nay.
chấp pháp cần phải nghiêm, phải truy cứu những hành vi trái pháp luật, đây là yêu cầu căn bản của luật pháp. Thế nhưng có một vài đồng chí mở miệng rất đường hoàng, trên một vài vấn đề lấy lý do xây dựng hoàn cảnh đầu tư mà căn bản bỏ qua vấn đề này. Tôi cảm thấy bọn họ làm vậy căn bản không phải là đẩy mạnh hoàn cảnh xã hội, rõ ràng đang phá hủy hoàn cảnh tốt mới đúng. Giọng nói của Vương Tử Quân càng lúc càng lớn, sau khi hắn nói ra vài chữ đẩy mạnh hoàn cảnh đầu tư thì ánh mắt mọi người tập trung về phía Trử Vận Phong. Trử Vận Phong là chủ tịch tỉnh, căn bản cực kỳ coi trọng hoàn cảnh xã hội để thu hút đầu tư. Lúc này Vương Tử Quân lên tiếng quá mạnh mẽ, mọi người đang chờ Trử Vận Phong nã phát pháo thứ hai. Đã nhiều năm căn bản chưa từng có ai nã pháo vào Trử Vận Phong ở hội nghị thường ủy. Thế cho nên sau khi Vương Tử Quân lên tiếng thì đám thường ủy có thâm niên cảm thấy thật sự khiếp sợ, rung động, đồng thời còn có người cảm thấy chờ mong. Gương mặt Trử Vận Phong có hơi đỏ hồng, lão dù sao cũng không ngờ lúc này Vương Tử Quân lại tiến lên nã pháo lên người mình ở hội nghị thường ủy, hơn nữa lời nói căn bản không chút khách khí. Có vài lời của Vương Tử Quân căn bản lọt vào tai nhưng giống như đánh lên mặt Trử Vận Phong. Bí thư Vương, những gì anh vừa nói có phải là thật không? Phó Chủ tịch Thường ủy Kim Hành Thuấn luôn theo sát Trử Vận Phong, lúc này thấy tình huống khó khăn với Trử Vận Phong, thế là trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói xen vào. Nhưng Vương Tử Quân cũng căn bản không cho Kim Hành Thuấn cơ hội, hắn nhìn thoáng qua Kim Hành Thuấn, sau đó lạnh giọng nói. Chủ tịch Kim, tôi còn đang tiến hành báo cáo công tác cho hội nghị Thường ủy, mong ngài để tôi nói xong thì có ý kiến được không? Vẻ mặt Kim Hành Thuấn chợt biến đổi. Lúc này Vương Tử Quân căn bản không thèm nể mặt hắn. Tuy Vương Tử Quân là người có vị trí cao hơn hắn trong hội nghị thường ủy, thế nhưng khi mở miệng cũng không nên để cho hắn mất mặt như vậy. Chẳng qua lời nói của Vương Tử Quân lúc này là cực kỳ chính đáng, không có chút vấn đề, thế cho nên hắn căn bản không biết nói gì cho phải. Cho Bí thư Vương nói tiếp. Diệp Thừa Dân cũng thật sự khiếp sợ, lão cũng không ngờ Vương Tử Quân vốn suy sụp tinh thần lại cho ra phản kích sắc bén như vậy. Hơn nữa đối tượng phản kích lại là Trử Vận Phong. Sau khi đi vào tỉnh Nam Giang, tuy Diệp Thừa Dân đã ngồi vững vàng trên vị trí của mình, thế nhưng đối mặt với một cán bộ lão thành công tác lâu năm ở Nam Giang như Trử Vận Phong, lão cảm nhận được áp lực rất lớn. Diệp Thừa Dân đã bị đè nén từ khá lâu, tích lũy lại là rất nhiều, bây giờ nghe được những lời phản kích của Vương Tử Quân thì chợt sinh ra cảm giác sảng khoái. Chúng ta cần phải tiến thêm một bước để kiện toàn pháp chế. Nhưng càng cần phải chấp hành nghiêm khắc, chỉ khi nào chấp hành nghiêm khắc thì mới làm cho người ta cảm nhận được đúng sai, có thể tránh khỏi những hậu quả đáng tiếc. Nhưng có một vài đồng chí của chúng ta căn bản là liên tục tìm ra nhiều lý do để tiến hành quấy nhiễu tình huống chấp pháp. Vương Tử Quân nói đến đây thì cầm lấy một phần tài liệu trong tay ném lên bàn. Hôm trước có người vượt đèn đỏ và đánh cả cảnh sát giao thông ở thành phố Đông Hồng, tính chất cực kỳ ác liệt, đã bị bắt lại. Thế nhưng ngày hôm sau người này nhanh chóng được thả ra, mà người thả người chính là Cục trưởng Cục Công an tỉnh. Đồng chí Trần Hồng Lỗi hôm nay không có mặt ở đây, thế nhưng tôi rất muốn hỏi một câu, rốt cuộc là ai cho anh ta quyền lợi để anh ta đứng trên pháp luật? Tôi còn muốn hỏi anh ấy một câu, anh ta là Cục trưởng Cục Công an nhưng không nghiêm khắc chấp pháp, như vậy sao có thể yêu cầu nhân viên bên dưới nghiêm khắc chấp pháp được? Rõ ràng phải là trên sao dưới vậy, tôi càng muốn hỏi anh ta xem. Khi anh ta cho ra quyết định như vậy, có nghĩ đến hậu quả sau này không? Chương 1149, 10 ôm công, không làm nhân tâm ủy khuất. Bí thư Diệp, khi mà người ta mất đi sự kính sợ với pháp luật, khi đó hậu quả căn bản là khôn lường. Giống như sự việc hôm nay, nếu như lần trước anh ta say rượu lái xe và bị trừng trị thích đáng, như vậy sẽ không có thảm kịch hôm nay, sẽ không có 4 tính mạng từ biệt cuộc sống. Đây là một bài học. Rõ ràng là bài học bằng máu. Giọng nói của Vương Tử Quân càng lúc càng lớn, lúc này Trử Vận Phong ngồi phía tay trái của Diệp Thừa Dân có vẻ mặt rất kém. Lúc này lão thật sự có chút ngột ngạt, có chút không phục, muốn phản kích. Thế nhưng đối mặt với thế công cực mạnh của Vương Tử Quân, lão cảm thấy mình căn bản không có gì để nói. 4 tính mạng cứ như vậy lại mất đi, hơn nữa lời nói của Vương Tử Quân cực kỳ có lý, nếu như trước đó chấp pháp thật nghĩa ưng. Cũng sẽ không phát sinh hậu quả nghiêm trọng hôm nay. Chính mình một lòng muốn phát triển tỉnh Nam Giang, thế nhưng có một vài quyết định sẽ có lợi cho Nam Giang sao? Hàng loạt vấn đề liên tục xuất hiện trong lòng Trử Vận Phong, tác động lên tâm lý của Trử Vận Phong. Trử Vận Phong căm tức công kích của Vương Tử Quân,
thế nhưng lão không thể không thừa nhận những lời nói của Vương Tử Quân căn bản là trâu ngọc, cực kỳ có lý lẽ. Một người chấp pháp nếu không nghiêm khắc yêu cầu chính mình, như vậy sao có thể yêu cầu người khác tuân thủ pháp luật? Một người lãnh đạo trong đơn vị chấp pháp cũng không phải là thần thánh mà không tôn trọng pháp luật, như vậy chúng ta sao có thể tin tưởng anh ta có thể làm tốt, đưa đội ngũ cán bộ tiến lên? Lúc này xem như Vương Tử Quân nói ra tất cả ý nghĩ trong lòng mình, cảm xúc của hắn thật sự bành trướng. Trong lòng hắn vốn có chút đố kỵ, thế nhưng tất cả chợt tan biến. Tôi là bí thư ủy ban tư pháp, tôi cho rằng đồng chí Trần Hồng Lỗi căn bản không thích hợp với vị trí cục trưởng cục công an tỉnh, mong các vị thường ủy suy xét ý kiến của tôi, cho anh ta một bài học thật đắt giá. Vương Tử Quân nói làm cho đám người chợt kinh hoàng, lời nói cực kỳ khí phách. Hội nghị thường ủy hôm nay vốn sẽ đẩy Trần Hồng Lỗi tiến lên, không ngờ lại là hội nghị thường ủy buộc tội Trần Hồng Lỗi. Tuy Vương Tử Quân cho ra lý do rất nhỏ, thế nhưng sự kiện trả giá bằng mạng người kia căn bản rất có khả năng làm chứng, làm cho mọi người cảm nhận được sự nguy hiểm của Trần Hồng Lỗi vào lúc này. Gương mặt Diêu Trung Tắc căn bản giống như bị băng có, tâm tình cực kỳ bức bối. Trước khi tổ chức hội nghị thường ủy thì hắn đã nghĩ kỹ để đề cử Trần Hồng Lỗi tiến lên vị trí phó chủ tịch tỉnh, nhưng lúc này đối mặt với một đòn cực mạnh của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy đó thật sự là một trò cười rất lớn. Nói trắng ra là mình căn bản không hiểu rõ về cán bộ, lấy đá đập chân mình, làm thành trò cười cho thiên hạ. Xem như Diêu Trung Tắc mất thể diện ở hội nghị thường ủy lần này, dù sao thì hắn cũng là người cố gắng thúc đẩy sự kiện Trần Hồng Lỗi tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh với bí thư Diệp. Nhưng Diêu Trung Tắc dù sao cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được, hắn lựa chọn phương án trầm mặc trước thế phản công mạnh như cầu vồng của Vương Tử Quân. Cũng không phải lúc này hắn không có lời nào để nói. Căn bản là tình huống này Vương Tử Quân chĩa vào Trử Vận Phong, hắn không phải là kẻ bị đối phương đánh vào mặt, hắn cần gì phải khổ sở. Biết đâu đối phương sẽ quay mũi dùi chĩa vào người mình thì sao? Khi ánh mắt Diêu Trung Tắc đổ dồn về phía Trử Vận Phong, lúc này ánh mắt những người khác cũng nhìn về phía Trử Vận Phong. Đám người ngồi đây ai cũng biết Trần Hồng Lỗi là ái tướng tâm phúc của Trử Vận Phong, lúc này Vương Tử Quân đứng trên hội nghị thường ủy trực tiếp yêu cầu triệt tiêu vị trí của Trần Hồng Lỗi. Trử Vận Phong há có thể không mở miệng cho được. Hơn nữa vừa rồi mỗi lời nói của Vương Tử Quân đều giống như một quả bom, không khách khí ném về phía chủ tịch Trử Vận Phong. Trử Vận Phong thật sự giận tím mặt, lão nâng ly lên uống nước, lúc này tất cả mọi người đều bảo trì sự trầm mặc. Đám người nơi đây đều hiểu rõ thói quen này của Trử Vận Phong, chủ tịch Trử uống cũng không phải là vì khát nước, nhất định là có gì đó cần nói, muốn cường điệu tính trịnh trọng của sự việc. Thật sự là như vậy. Trử Vận Phong nhanh chóng đậy nắp ly nước. Từ sau khi tiến lên vị trí lãnh đạo đến bây giờ thì Trử Vận Phong đã không biết tham gia qua bao nhiêu hội nghị thường ủy, thế nhưng lão chưa từng rơi vào tình huống khốn khổ như lúc này. Đúng là quá coi thường người khác, Trử Vận Phong vốn cho rằng Vương Tử Quân là một con dê chờ làm thịt, không ngờ đối phương lại ra tay sắc bén như vậy, nói những lời tàn nhẫn như thế, chỉ sau vài phút đã thay đổi cục diện sự việc. Đám thường ủy tỉnh ủy vốn đã chuẩn bị sẵn những lời nói tốt cho Trần Hồng Lỗi, thế nhưng bây giờ lại phải nghĩ xem nói gì để giải thích cho Trần Hồng Lỗi. Trử Vận Phong đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân, chợt thấy bí thư Diệp ngồi ở phía bên kia với tư thế bất động, vẻ mặt lạnh lùng. Những vị thường ủy tỉnh ủy khác cũng có biểu hiện khác biệt, đám người theo sát bên cạnh Trử Vận Phong lại giống như ngồi trên đống lửa đứng trên đống than, trán vã mồ hôi, ai cũng dùng ánh mắt bức thiết nhìn về phía lão. Bộ dạng chờ lãnh đạo cho ra chỉ thị. Dung là đám bao cỏ không ra gì, bây giờ tình thế khó khăn xuất hiện, tôi sẽ cho ra chỉ thị thế nào đây? Các anh không chịu nghĩ biện pháp để chủ động một chút sao? Vương Tử Quân bây giờ đã chiếm hết tất cả xu thế đại nghĩa, cho dù Trử Vận Phong tôi có uy vọng cao vời thế nào, các anh cũng cần phải lên tiếng giúp sức, nếu không thì thay đổi được gì. Trong đầu Trử Vận Phong lóe lên những ý nghĩ như vậy, ánh mắt của lão chuyển lên người Vương Tử Quân. Mặc dù lão biết lần này mình căn bản là thất bại, thế nhưng lão lại không khỏi cảm thấy có chút kính trọng đối thủ của mình. Cuối cùng thì cũng không phải là người tầm thường. Kim Hành Thuấn nhìn Trử Vận Phong, khi hắn đang định mở miệng thì Trử Vận Phong đã nói. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Bí Thư Vương, nhưng có một điều cần phải nói rõ, Trần Hồng Lỗi thả người là theo ý của tôi. Đồng Cánh Hoàn có liên quan đến phương diện đầu tư của công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp. Vì vậy căn cứ vào phương diện dùng trăm phương ngàn kế để làm tốt công tác kêu gọi đầu tư, căn cứ vào nguyên tắc tất cả phục vụ cho sự phát triển kinh tế, thế nên tôi đã cho ra chỉ thị như vậy.
Khi đó tôi căn bản không ý thức được sự việc sẽ nghiêm trọng như thế, bây giờ tôi xin kiểm điểm trước hội nghị thường ủy. Lời nói của Trử Vận Phong không quá lớn, thế nhưng lại cực kỳ có lực lượng. Khi âm thanh của Trử Vận Phong vang lên, cả phòng họp lặng ngắt như tờ. Chương 1150, choáng váng. Chào Cục trưởng Trân. Xà Tiểu Cường nhanh chóng nghe máy, giọng điệu vẫn rất nhiệt tình, thế nhưng Trân Hồng Lỗi nghe giọng nói của đối phương có chút khác thường, giống như đối phương có gì đó đang giấu mình. Chẳng lẽ người này chuẩn bị mang đến cho mình niềm vui bất ngờ? Hi hi, tiểu tử này cũng thật là, mình là người công tác trong Cục Công an đã nhiều lần chơi chiến thuật tâm lý, bày trò này với mình khôn phải chẳng có tác dụng sao? Tiểu Cường, cậu đang bận rộn gì vậy? Trân Hồng Lỗi tuy cười thầm thế nhưng cũng không nói ra, dù sao thì khi người ta vui vẻ thì nói gì cũng được, căn bản không phát sinh chuyện xấu. Thật lòng thì Trân Hồng Lỗi căn bản là dày vò nhiều năm, bây giờ thành chánh quả, tất nhiên hắn sẽ không thể không vui, thế cho nên căn bản tiếp nhận trò chọc ghẹo của Sa Tiểu Cường. Cục trưởng Trân, tôi đang chuẩn bị cùng lãnh đạo về nhà, tôi thấy ngày mai anh nên gọi điện thoại cho lãnh đạo. Sa Tiểu Cường vừa nói vừa tiếp tục. Lãnh đạo đã đi ra. Tôi phải đi đây, điều này. Tôi tin tưởng vào thực lực của anh, sau này tất cả không là vấn đề. Sa Tiểu Cường nói rất ấp úng, nhưng lời này rơi vào trong tai lại làm cho Trân Hồng Lỗi cảm thấy vui mừng. Hắn thầm nghĩ tiểu tử này năm xưa là người thành thật, bây giờ đi theo chủ tịch Trử thời gian dài cũng bắt đầu học được nhiều thói quen không hay. Biết đâu tiểu tử này đang cố gắng chúc mừng mình. Trân Hồng Lỗi cúp điện thoại, hắn chợt cảm thấy thoải mái. Hắn nằm lên ghế salon, cảm xúc trong lòng chợt bành trướng. Hội nghị thường ủy đã thông qua, như vậy hắn chỉ có thể ngồi chờ bổ nhiệm, nếu hắn vượt qua cửa ải này, sau này hắn sẽ là một cán bộ cấp phó bộ đường đường chính chính. Quyền lực chính là một ngọn tháp vàng, càng đi lên cao thì càng khó khăn, vị trí càng ít. Trân Hồng Lỗi có lòng tin với chính mình, thế nhưng khi đối mặt với rất nhiều cạnh tranh, hắn vẫn cảm thấy có chút nguy nan. Nếu hắn có thể tiến lên một bước sớm hơn người khác, như vậy đường đi của hắn về sau sẽ thuận tiện hơn. 20 phút trôi qua, điện thoại của Trân Hồng Lỗi vẫn không chịu đổ chuông, nhưng hắn lại căn bản không quan tâm. Đây có lẽ đã được lãnh đạo sắp xếp, nếu không sẽ chẳng nhất trí hành động như vậy, chẳng lẽ Chủ tịch Trử muốn tự mình chúc mừng hắn sao? Trân Hồng Lỗi nghĩ đến Chủ tịch Trử nhiều năm qua quan tâm đến mình, hắn không khỏi cảm thấy có chút xúc động. Sau này mình công tác nhất định sẽ dùng thành tích để biểu hiện với Chủ tịch Trử. Để cho Chủ tịch Trử biết mình nhìn đúng người, có mắt nhìn người. Tút tút tút. Chuông điện thoại lại vang lên, Trân Hồng Lỗi nhìn thoáng qua số gọi đến, chợt nghe trong điện thoại vang lên âm thanh. Cục trưởng Trân Hồng Lỗi, tôi là Đào Nhất Hành. Chào thư ký trưởng Đào, tôi là Trân Hồng Lỗi. Trân Hồng Lỗi không ngờ Đào Nhất Hành lại gọi điện thoại cho mình, trước nay đối phương căn bản không có quan hệ gì đặc biệt với mình, bây giờ cũng tham gia náo nhiệt, chẳng lẽ muốn làm tốt quan hệ với mình sao? Chào Cục trưởng Trân, bây giờ tôi sẽ thông báo cho anh quyết định của hội nghị thường ủy. Sau khi được các vị thường ủy tỉnh ủy nghiên cứu, đã quyết định xử phạt trong đảng đối với anh, mong anh tự tra cứu tài liệu của mình, 10 giờ sáng mai đưa đến văn phòng tỉnh ủy. Đào Nhất Hành tuy nói không quá lớn nhưng giọng điệu tràn đầy nghiêm túc. Trân Hồng Lỗi nghe Đào Nhất Hành công bố quyết định mà ngây cả người, hắn thầm nghĩ mình không nghe lầm đấy chứ. Không, có lẽ là thư ký trưởng đang đùa với mình. Hắn khẽ cười một tiếng nói. Thư ký trưởng, tôi sẽ cẩn thận tuân thủ chỉ thị của ngài, ha ha ha. Đào Nhất Hành là người có tính cách rất tốt đẹp, gặp ai cũng cười hì hì, vì vậy Trân Hồng Lỗi cho rằng thư ký trưởng đang đùa với mình cũng là hợp lý. Đào Nhất Hành tuy cảm thấy có chút kỳ quái vì câu trả lời của Trân Hồng Lỗi, thế nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, lúc này trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ phải làm sao để làm tốt mối quan hệ với Vương Tử Quân. Nhìn biểu hiện của Vương Tử Quân ngày hôm nay thì rõ ràng là đòn phản kích có tính ngẫu nhiên, thế nhưng nói theo phương diện tổng thể thì tư duy của Vương Tử Quân cực kỳ kín đáo, nhịp nhàng ăn khớp, cẩn thận từ tốn. Đây là một nhân vật lợi hại, bây giờ Bí Thư Diệp cần những nhân vật như vậy, sau sự kiện này có lẽ Bí Thư Diệp sẽ càng thêm tín nhiệm Vương Tử Quân mà thôi. Đối với một người có tương lai vô hạn như vậy, nếu không làm tốt công tác kết giao, chẳng phải quá đáng tiếc sao? May mà những ngày qua quan hệ giữa hai bên là rất tốt, thế cho nên sẽ dễ dàng tiến thêm một bước nữa. Vì vậy Đào Nhất Hành cũng không quan tâm đến Trân Hồng Lỗi, trực tiếp cúp điện thoại.
Trần Hồng Lỗi bên này càng cho rằng mình đã khám phá ra được tình huống thư ký trưởng nói đùa với mình, thế cho nên trong lòng có chút đắc ý. Hắn đặt điện thoại xuống, bắt đầu xem bản kế hoạch công tác của mình, cảm thấy có nhiều chỗ cần phải sửa chữa. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Trần Hồng Lỗi nói một câu mời vào, thấy thư ký Lê Tái Phi đi vào. Trần Hồng Lỗi không lên tiếng, chợt nghe thấy Lê Tái Phi nói. Cục trưởng, đã tối rồi, ngài xem. Trần Hồng Lỗi nhìn đồng hồ, không phải là trời đã tối rồi sao? Thế nào lại không có ai gọi điện thoại cho mình? Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, thế là trầm giọng hỏi. Tiểu Lê, có ai gọi điện thoại không? Lê Tái Phi lúc này chợt hiểu có chút gì đó bất ngờ, đến 6 giờ thì điện thoại của lãnh đạo như đường dây nóng, thế nhưng khi đến 7 giờ thì căn bản không còn chút âm thanh nào, không ai gọi điện thoại đến cả. Cục trưởng Trần, nãy giờ rất hiên tĩnh, cũng không có ai gọi điện thoại đến. Câu trả lời của Lê Tái Phi làm cho Trần Hồng Lỗi cảm thấy có chút không yên càng thêm bất an. Không ai gọi điện thoại cho mình, điều này sao có thể được? Hắn chợt nghĩ đến nội dung cuộc điện thoại của Đào Nhất Hành. Không phải là thư ký trưởng không nói đùa với mình đấy chứ? Trần Hồng Lỗi nghĩ đến kết quả này mà cảm thấy hai chân tê dại, kiểm điểm xử phạt trong đảng sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khi Trần Hồng Lỗi đang trầm ngâm thì điện thoại đặt trên bàn vang lên, hắn nhìn thấy người gọi đến là Chử Ngôn Huy. Hắn nhìn thoáng qua thư ký của mình, tỏ ý cho đối phương đi ra ngoài, sau đó trầm giọng nói. Tôi là Trần Hồng Lỗi. Anh Trần, anh ở trên lầu sao? Tôi mời anh đi uống rượu. Chử Ngôn Huy nói không quá lớn thế nhưng giọng điệu lại có chút quan tâm. Chử Ngôn Huy ở bên dưới lầu, thế nhưng lại nói lời mời mình. Điều này làm cho Trần Hồng Lỗi càng thêm khó chịu. Hắn hiểu tính cách của Chử Ngôn Huy, nếu như mình đã là phó chủ tịch tỉnh thì Chử Ngôn Huy phải nói lời nịnh bợ mình mới đúng. Ngôn Huy, có chuyện gì xảy ra sao? Trần Hồng Lỗi không được bình tĩnh như vừa rồi, hắn thật sự có xúc động khó thể kìm nén được. Chương 1151, yếu thế cũng là một đạo lý trong quan trường. Chử Ngôn Huy do dự một chút, sau đó trầm giọng nói. Anh Trần, không có gì là không thể, lần này không thành thì còn lần sau, lui chính là đảm bảo điều kiện để mình tiến lên. Chử Ngôn Huy còn nói thêm gì đó nhưng Trần Hồng Lỗi căn bản không nghe lọt tai, lúc này hắn đã hiểu, thì ra Đào Nhất Hành nói sự thật. Hắn thật sự bị xử phạt đảng, ngày mai phải làm kiểm điểm với tỉnh ủy. Trần Hồng Lỗi nghĩ đến tình huống mình trông mong tiến chức bây giờ lại có kết quả như vậy, thế là cực kỳ khó chịu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khi Trần Hồng Lỗi cầm lấy điện thoại thì tiếng chuông đổ vang, người gọi đến là Trương Thiên Tâm. Diêu Trung Tắc nói ra những sự kiện phát sinh ở hội nghị thường ủy cho Trần Hồng Lỗi. Tuy Diêu Trung Tắc nói lời cổ vũ Trần Hồng Lỗi, thế nhưng lời nói vào tai lại làm cho tay chân Trần Hồng Lỗi lạnh buốt, biểu hiện của hắn cực kỳ quái dị, căn bản là không biết bất đắc dĩ hay căm tức. Vương Tử Quân. Khi Trần Hồng Lỗi nhắc đến Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân đang phiền não nghe điện thoại. Sau hội nghị thường ủy thì điện thoại của hắn liên tục vang lên, có những cuộc điện thoại hắn không muốn nghe, thế nhưng điện thoại của đám người Đậu Minh Đường thì hắn căn bản không thể không tiếp. Vương Tử Quân từ chối nhiều lời mời cơm, hắn thật sự cảm thấy rất mỏi miệng, tối nay hắn thật sự không có tâm tình ăn cơm với người khác. Thư ký trưởng, cảm ơn ngài đã giúp đỡ công tác của tôi, hai ngày nữa tôi sẽ mời anh vài ly. Vương Tử Quân ngồi lên xe dùng giọng nhiệt tình nói với Đào Nhất Hành. Đào Nhất Hành gọi điện thoại khoảng 5 phút, hắn liên tục nói lời quan tâm đến Vương Tử Quân. Tuy lời nói của Đào Nhất Hành rất có trình độ, thế nhưng vẫn toát lên ý nghĩ nịnh bợ. Vương Tử Quân cảm thấy hôm nay là trận chiến kịch liệt nhất sau khi mình đi vào tỉnh Nam Giang, thế nhưng hắn căn bản vô tâm với những lời chúc mừng của đám người chung quanh. Xe chạy vào trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy, lúc này nhà nhà đều đã lên đèn. Vương Tử Quân nhìn ngôi nhà sáng đèn của mình. Tất cả những phiền muộn nhanh chóng bị vứt ra sau đầu, hắn cũng không muốn làm gì vào lúc này, chỉ muốn về nhà sống cuộc sống như bao gia đình bình thường mà thôi. Một đêm này không biết có bao nhiêu người mất ngủ, càng không biết có bao nhiêu người phải tổn hao nhiều tâm tư cân nhắc kết quả của hội nghị thường ủy hôm nay. Số điện thoại của một vài nhân vật mấu chốt lại giống như biến thành đường dây nóng. Chu Tiến Liên rõ ràng là một nhân vật như vậy, hắn đã chuẩn bị sẵn tiệc mừng cho Trần Hồng Lỗi. Thế nhưng không ngờ khi mà hắn chuẩn bị đi chúc mừng thì kết quả lại thay đổi. Sau khi biết được tin tức truyền đến từ hội nghị thường ủy, Chu Tiến Liên thật sự không thể tin vào lỗ tai của mình.
Thế nhưng sự thật nói cho hắn biết tất cả đúng là như vậy, vì người gọi điện thoại báo tin cho hắn cũng đang cực kỳ khiếp sợ. Chử Vận Phong là một vị thần căn bản không thể xâm phạm, thế nhưng trong một hội nghị thường ủy mà ai ai cũng nghĩ chủ tịch Chử sẽ giành thắng lợi, lại bị đối phương đánh cho tơi bời, căn bản không có lực hoàn thủ. Sau khi nghiên cứu cẩn thận hội nghị thường ủy hôm nay, Chu Tiến Liên càng thêm nhíu mày. Tuy sự việc giống như là ngẫu nhiên, thế nhưng ông trời giống như lại giúp Vương Tử Quân, cũng căn bản ăn khớp với những gì mà Vương Tử Quân sắp xếp trước đó. Chu Tiến Liên không khỏi thầm nghĩ quan trường Nam Giang luôn xem Vương Tử Quân căn bản là một bí thư ủy ban kỷ luật mọt sách, là người mới đến, sao có thể chống lại một người đã thâm căn cố đế như chủ tịch Chử. Bây giờ xem ra trí tuệ chính trị của Vương Tử Quân căn bản không phải như người thường. Biểu hiện của người này căn bản là am hiểu đạo quan trường, làm cho người ta cười nhưng cũng có thể làm cho người khác phải mếu. Thử nghĩ mà xem, một lĩnh vực căn bản không nằm trong khống chế của Vương Tử Quân, hơn nữa Vương Tử Quân căn bản biểu hiện không yếu thế, nhưng sao có thể khống chế được cục diện. Vương Tử Quân biểu hiện yếu thế làm cho người khác chủ quan, đến khi bọn họ ý thức được sự việc bất ổn, khi đó sẽ là ngày Vương Tử Quân nắm tất cả vào trong tay mình. Có lẽ kết quả của ngày hôm nay làm cho nhiều người khó chịu, với tư thế yếu đuối như của Vương Tử Quân, sẽ có thể khống chế điều tiết được sao? Chu Tiến Liên thầm nghĩ như vậy và ý thức được sự âm hiểm đáng sợ của bí thư ủy ban tư pháp mới đến Nam Giang. Nếu như Vương Tử Quân mang thù và đối phó với mình, chính mình nên làm gì bây giờ? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Chu Tiến Liên có chút do dự, sau đó bấm số điện thoại của Phó Chánh án Lý. Hắn căn bản không khách sáo như trước, căn bản đi thẳng vào vấn đề. Chánh án Lý, ngày mai anh nhanh chóng đến thành phố Ba Uẩn, đốc thúc tòa án thành phố Ba Uẩn nhanh chóng xử lý vụ việc của công ty Kim Bảo đồng nghiệp. Lúc đầu Chánh án Lý còn chưa hiểu rõ vấn đề nên mở lời pha trò, thế nhưng thái độ này lại bị Chu Tiến Liên phê bình nặng tay. Chánh án Lý gần đây cũng hiểu tâm lý của Chu Tiến Liên, thế cho nên nhanh chóng mở miệng đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chu Tiến Liên đặt điện thoại xuống mới thở dài một hơi, hắn uống một ngụm trà, trầm ngâm giây lát rồi lẩm bẩm. Những ngày tới mình cũng nên đến báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân tỉnh cho Bí thư Vương. Có nhiều người có đúng tâm tư như của Chu Tiến Liên, Đoạn Văn Đống cũng là một trong số đó. Nhưng hắn là người được Vương Tử Quân đề bạt, hắn nắm chắc tâm lý hơn cả Chu Tiến Liên. Thật ra những ngày qua hắn cũng cảm thấy rất không xong, những sự kiện phát sinh gần đây làm hắn cực kỳ lo lắng cho tương lai của mình. Thế nhưng tin tức Trần Hồng Lỗi bị cảnh cáo trong đảng ngày hôm nay lại giống như một cơn gió mạnh thổi tan tất cả những lo lắng trong lòng hắn. Tuy cảnh cáo trong đảng cũng không phải là hình phạt gì nghiêm khắc, nhưng sự kiện này căn bản là một đả kích không cách nào đền bù được với uy tín và con đường làm quan của Trần Hồng Lỗi. Cho dù Trần Hồng Lỗi có muốn tiến lên vị trí phó chủ tịch tỉnh, trong năm nay căn bản là không thành công. Một năm cũng đủ làm cho Bí thư Vương chỉnh hợp tất cả. Khi Đoạn Văn Đống đang do dự có nên gọi điện thoại chúc mừng Bí thư Vương hay không, đúng lúc điện thoại của hắn vang lên. Đoạn Văn Đống cầm lấy số điện thoại nhìn thoáng qua, chợt thấy đó là của Đậu Minh Đường, hắn không khỏi bấm nút nghe. Đậu Minh Đường là thường ủy tỉnh ủy, là bí thư thị ủy Đông Hồng, có thể nói là người quyết định trực tiếp đối với phương diện Đoạn Văn Đống có thể tiến lên làm cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng hay không. Cục trưởng Văn Đống, vụ án tai nạn xử lý thế nào rồi? Đã làm tốt công tác trấn an gia đình người thiệt mạng chưa? Điện thoại vừa thông thì bí thư Đậu Minh Đường đã dùng giọng trực tiếp hỏi. Chương 1151 2 yếu thế cũng là một đạo lý trong quan trường. Bí thư Đậu, vụ án đang được tiến hành, nhưng người gây tai họa còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đang còn say rượu. Đoạn Văn Đống phỏng đoán tâm tư của bí thư Đậu Minh Đường, sau đó trầm giọng báo cáo. Gia đình người bị hại cực kỳ kích động. Chúng tôi đã trọng điểm làm công tác trấn an, đảm bảo người gây tai họa sẽ bị nghiêm trị thích đáng. Đậu Minh Đường lại hỏi thêm vài vấn đề, rõ ràng bí thư thị ủy rất quan tâm đến sự kiện này. Đặc biệt là phương diện trấn an người bị hại, bí thư Đậu càng đưa ra vài yêu cầu của mình. Khi sắp kết thúc cuộc trò chuyện thì Đậu Minh Đường chợt cười nói. Cục trưởng Văn Đống, dù thế nào cũng phải làm tốt công tác này. Những ngày qua anh chủ trì công tác của Cục Công an thành phố. Thành tích căn bản là rất rõ ràng, tôi và thị ủy hy vọng và tin tưởng vào thời điểm quan trọng này anh càng biểu hiện cho tốt. Cảm ơn bí thư Đậu đã tín nhiệm, tôi đảm bảo với bí thư sẽ hoàn thành nhiệm vụ công tác lần này, tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo.
Đoạn Văn Đống là người công tác lâu năm, tất nhiên sẽ hiểu ý nghĩa lời nói của bí thư Đậu Minh Đường. Đậu Minh Đường cười hai tiếng rồi dặn dò Đoạn Văn Đống phải biết kết hợp công tác và nghỉ ngơi, sau đó mới cúp điện thoại. Đoạn Văn Đống đặt điện thoại xuống và tâm tình mãi mà chưa thể bình tĩnh, có những lời của bí thư Đậu, xem như hắn đã vững vàng tiến lên vị trí cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng. Những ngày qua tuy Đoạn Văn Đống chủ trì công tác của Cục Công an thành phố, thế nhưng căn bản chưa từng có lời nói khẳng định nào từ lãnh đạo trực tiếp. Hắn biết rõ sở dĩ xuất hiện cục diện này là vì bí thư Đậu Minh Đường còn đang do dự. Lúc này bí thư Vương Thắng Lợi ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy, điều này làm cho Đậu Minh Đường nhanh chóng tỏ ra lựa chọn, mà Đoạn Văn Đống chính là người được hưởng lợi trong sự kiện này. Tối mùa hè Trử Vận Phong thường thích ngồi trong nhà mình uống trà hóng mát, nhưng đối với một người như lão thì chút sở thích này căn bản cũng quá xa xỉ. Dù sao thì lão cũng là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, căn bản có nhiều việc cần lão mở miệng chỉ thị, buổi tối về nhà làm xong các công tác thường ngày cũng đã hơn 10 giờ. Nhưng mỗi tuần thì Trử Vận Phong luôn cố gắng tranh thủ thời gian rảnh để thả lỏng tâm tình, hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn. Hoa tỏa mùi hương, gió khẽ thổi phất phơ, trên bàn đá đặt bình trà theo đúng sở thích của Trử Vận Phong, hương trà khẽ phát tán trong gió thoảng. Lúc này ấn tượng của Trử Vận Phong với người ta không còn là một vị chủ tịch tỉnh hét ra lửa nữa rồi. Lúc này Trử Vận Phong căn bản giống như một nhân viên công tác về hưu, cực kỳ an nhàn. Nhưng tâm tư của Trử Vận Phong căn bản không thể nào bình tĩnh, dù mọi chuyện liên tục lóe lên trong đầu. Lúc này đài tiếng nói vốn đang có chuyên mục về kinh tế, đột nhiên lại biến thành chương trình thời sự. Chợt nghe giọng nói trầm bổng du dương của người dẫn chương trình quen thuộc vang lên bên tai. Sáng hôm nay Thường ủy tỉnh ủy, Bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Vương Tử Quân đến tham gia hội nghị mở rộng của khối cảnh sát giao thông toàn tỉnh Nam Giang. Vương Tử Quân yêu cầu các đồng chí cảnh sát giao thông chấp pháp nghiêm túc văn minh, theo đúng quy định pháp luật. Trử Vận Phong khẽ nhíu mày, lão biết về hội nghị này, căn bản là lão thật lòng hoan nghênh. Thế nhưng tâm lý của lão cũng có chút không thoải mái, sự cố vài ngày trước chính là nguyên nhân để lão bị người ta bắn pháo vào người trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Tuy những lời nói của Vương Tử Quân làm cho Trử Vận Phong cảm thấy ý thức của mình về pháp luật căn bản là chưa đủ, thế nhưng cảm giác bị nhục làm cho lão cực kỳ khó tiếp nhận. Ông, bà nội nói ông đi nghỉ ngơi. Trử Thăng Minh mập mạp chạy từ phòng khách ra lớn tiếng nói với Trử Vận Phong. Trong nhà này người có thể lớn tiếng với Trử Vận Phong chỉ có thể là Trử Thăng Minh, ngay cả vợ con cũng không dám nói chuyện lớn tiếng với Chủ tịch Trử. Trử Vận Phong căn bản rất sủng ái đứa cháu nội của mình. Lão ôm lấy Trử Thăng Minh rồi nói. Nói với bà nội của cháu, lát nữa ông sẽ đi nghỉ ngơi. Trử Vận Phong nói đến đây thì khẽ ve vuốt gương mặt mập mạp của cháu trai. Minh Minh, ông nghe nói trường tổ chức đi chơi công viên, cháu thấy thế nào, có thú vị không? Đặc biệt thú vị, cháu và Vương Bắc Thần còn cùng nhau làm một cái bánh ngọt. Trử Thăng Minh nghe ông nội nói về chuyện đi chơi, thế là tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Khi thấy gương mặt vui vẻ của cháu nội thì nụ cười trên mặt Trử Vận Phong càng thêm tươi sáng, lão nhẫn nại hỏi. Thật vậy sao, không ngờ cháu nội của ông lại lợi hại như vậy, cháu nói cho ông xem, các cháu làm bánh ngọt thế nào. Là Vương Bắc Thần dạy cháu làm, chúng cháu nhặt một vài cành cây, lá cây, sau đó dùng nước trộn vào đất. Trử Vận Phong nghe cháu mình mở miệng nói thao thao bất tuyệt, chợt hiểu cái bánh ngọt của cháu mình làm bằng đất. Cháu ở trường có nghe lời cô giáo không? Trử Vận Phong lúc này mới buông bỏ tất cả tâm tư của mình, toàn ý nói cười với cháu nội. Tất nhiên là phải nghe lời cô giáo rồi, hôm nay có một người bạn qua đường không xếp hàng, cháu còn dạy bảo cho cậu ấy một chặp. Trử Thăng Minh có vẻ rất hưng phấn với những sự việc nở mày nở mặt của mình ở trường. Trử Vận Phong cười ha hả nói. Cháu làm rất đúng, không tuân thủ quy tắc giao thông thì rất nguy hiểm. Cháu làm như vậy thật sự sẽ được ông nội ban thưởng. Đúng rồi, cháu không thể dạy bảo người khác không không được, cháu cũng phải làm gương cho người khác. Ông cứ yên tâm, chúng cháu qua đường thì tất cả xe cộ bị các chú cảnh sát giao thông chặn lại, thật sự rất dễ dàng. Ngay cả cô giáo Triệu cũng nói, xe cũng phải nhường đường cho học sinh. Câu nói của con cháu thường rất có khả năng xâm nhập nhân tâm, Trử Vận Phong những ngày qua quan sát tình huống giao thông trong tỉnh. Thật sự giống như những gì Trử Thăng Minh đang nói, đã khác rất nhiều, căn bản là ít người dám lái xe khi say rượu. À, được rồi, cháu đi ngủ đi. Trử Vận Phong vỗ vỗ gương mặt mềm mại của cháu trai, sau đó cười híp mắt nói.
Sau hơn một tháng kiểm tra xử lý, Tòa án Nhân dân thành phố Ba Uẩn quyết định cho ra phán quyết với sự cố vỡ hồ chứa chất thải của công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp, yêu cầu công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp bồi thường cho ba thôn bị thiệt hại 3 tỷ. Công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp tỏ vẻ thỏa mãn với phán quyết này, đồng thời tòa cũng tuyên án với những người có trách nhiệm tương quan của chi nhánh công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp ở thành phố Ba Uẩn. Phương diện xử lý sự kiện này căn bản đã khai sáng dòng chảy cho công tác thẩm tra bồi thường trong tỉnh Nam Giang. Lúc này chúng tôi xin mời luật sư Quách Đạt Quang nói vài lời. Phương diện thẩm tra xử lý vụ án này thể hiện đầy đủ tính nghiêm túc của pháp luật, đúng theo tinh thần chấp pháp theo đúng quy định pháp luật của lãnh đạo tỉnh. Trử Vận Phong nghe những lời bình trên đài mà vung tay tắt luôn. Mặc dù lão tiếp nhận kết quả thẩm tra xử lý vụ án ở thành phố Ba Uẩn, thế nhưng thông tin trên đài vẫn làm lão cảm thấy có chút không thoải mái. Chương 1152, lãnh đạo muốn ngủ có người kê gối. Chu Ba Nhâm lúc này đã xác định công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp căn bản không thể ở lại thành phố Ba Uẩn, điều này làm cho thành phố Ba Uẩn căn bản thiếu đi một sản nghiệp lớn. Hai ngày trước bí thư thị ủy Ba Uẩn là Lật Binh Đông đến chỗ hắn, tuy không nói gì thế nhưng hắn hiểu rõ tính cách của Lật Binh Đông, lúc này Lật Binh Đông cực kỳ quan tâm đến sự kiện công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp rời đi. Vương Tử Quân, Trử Vận Phong khẽ nhắc đến ba chữ kia mà trong lòng có chút mê mang, tuy lão không cho là mình nói sai. Thế nhưng lời nói của Vương Tử Quân lại làm cho lão cảm thấy điếc cả tai. Trử Vận Phong cảm thấy có chút mê mang, thế là chậm rãi nhắm mắt ngu. Sau khi dùng bữa sáng ở nhà, Trử Vận Phong chuẩn bị đi đến phòng làm việc. Nhưng lão còn chưa ra khỏi nhà thì Lật Binh Đông đã đến đứng ngoài cửa. Khi thấy Lật Binh Đông cầm theo một cái túi nhựa, lão chỉ có thể đưa bộ hạ cũ của mình vào trong nhà. Nói đi, có chuyện gì? Hôm nay tôi còn phải tham gia một hội nghị quan trọng. Trử Vận Phong tuy lạnh mặt nói với Lật Binh Đông, thế nhưng Lật Binh Đông căn bản không rất hưởng thụ với vẻ mặt của lãnh đạo, ít nhất thì điều này cũng có nghĩa là lãnh đạo không xem hắn là người ngoài. Chủ tịch Trử, hôm nay tôi có chuyện tốt cần thông báo với ngài, ngày hôm qua tập đoàn Đắc Khố Mạn nói cho chúng tôi biết, bọn họ sẽ xây dựng nhà máy gia công của mình ở thành phố Ba Uẩn. Lật Binh Đông nói đến đây thì vẻ mặt cực kỳ vui vẻ. Hạng mục của tập đoàn, Trử Vận Phong luôn cực kỳ quan tâm. Đây là hạng mục đầu tư hơn 50 tỷ, khi đó làm cho lão cực kỳ động tâm, vì thế mà phát sinh chút tranh chấp với chủ tịch thành phố Ma Đô. Cuối cùng tập đoàn Đắc Khố Mạn lại lựa chọn đến thành phố Ma Đô có nhiều điều kiện tốt hơn. Lúc này sao lại vậy? Thế nào lại đổi chiều? Trử Vận Phong có tâm tình không vui, thế nhưng ngay sau đó lại trở nên hưng phấn. Dù sao chỉ cần hạng mục của tập đoàn Đắc Khố Mạn rơi vào đầu Nam Giang, sẽ có tác dụng không ngờ đến sự phát triển kinh tế của thành phố Ba Uẩn. Tiểu tử cậu không phải là sáng sớm chạy đến lừa gạt tôi đấy chứ? Tôi nghe nói hợp đồng liên hợp đầu tư của Đắc Khố Mạn và Ma Đô đã được hoàn thành rồi mà. Trử Vận Phong nhìn gương mặt vốn nghiêm túc nhưng đã xuất hiện nụ cười của Lật Binh Đông, thế là hắn trầm giọng nói. Ôi, Chủ tịch Trử, tôi lừa ai cũng không dám gạt ngài, chuyện này căn bản không thể đùa được. Lúc đầu tôi cũng không tin. Thế nhưng giám đốc của tập đoàn Đắc Khố Mạn đã bay đến Nam Giang, một giờ sau sẽ đến. Lật Binh Đông cũng có chút không tin đây là sự thật, thế nhưng sau khi xác minh thì lại thấy không phải là giả. Tập đoàn Đắc Khố Mạn thật sự phái người đến, hơn nữa còn là tiến hành đầu tư ở thành phố Ba Uẩn. Thật sự tốt quá, như thế này nhé, cậu đi nghênh đón đoàn người của tập đoàn Đắc Khố Mạn. Hôm nay tôi cũng không làm việc gì khác, nhất định sẽ làm tốt công tác của các cậu. Trử Vận Phong châm trước một lát, sau đó trầm giọng nói với Lật Binh Đông. Lật Binh Đông đến nhà Trử Vận Phong cũng là vì điều này, bây giờ sự việc xem như hoàn thành, hắn cũng bất chấp ở lại lâu, nhanh chóng đi xử lý những sự việc khác. Trử Vận Phong nhìn xe của Lật Binh Đông chạy đi mà trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, lão căn bản rất tán thưởng Lật Binh Đông, cũng vì người này công tác không sợ khổ và cực kỳ có lực lượng. Lúc này Lật Binh Đông là bí thư thị ủy Ba Uẩn. Thế nhưng những mặt tốt căn bản không giảm mà còn tăng, điều này không khỏi làm cho hắn sinh ra cảm giác không nhìn lầm người. Một giờ sau Trử Vận Phong tiếp giám đốc North Philly của tập đoàn Đắc Khố Mạn ở đại sảnh thương vụ của khách sạn Thanh Vân. Đây là một người đàn ông hơn 50 tuổi, nhìn qua rất có phong độ của một người Đức. Sau khi nói vài câu hoan nghênh đơn giản, cuối cùng Trử Vận Phong mở miệng nói ra nghi hoặc của mình. Sau khi phiên dịch nói rõ ràng, North Philly căn bản không cần suy nghĩ. Lớn tiếng nói một câu. Tuy Trử Vận Phong cũng học một chút tiếng Anh,
thế nhưng trình độ của lão chỉ có thể dùng để ứng phó đơn giản mà thôi, căn bản chỉ có thể nhờ phiên dịch giúp mình hiểu nội dung câu nói đầy những từ ngữ chuyên nghiệp của đối phương. Người phiên dịch cũng không dám làm chậm trễ vấn đề của chủ tịch tỉnh, sau khi Notfile mở miệng thì hắn nói. Chủ tịch Trử, Notfile tiên sinh nói anh ấy lựa chọn thành phố Ba Uẩn, cũng là vì sau vụ xử lý công ty Kim Bảo đồng nghiệp, anh ấy cảm thấy thành phố Ba Uẩn cực kỳ tôn trọng pháp luật. Có một thành phố có hoàn cảnh tốt như vậy, thế cho nên bọn họ cực kỳ tin tưởng vào đầu tư lần này. Trử Vận Phong có chút sững sốt, lão nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của Notfile, cuối cùng cũng nở nụ cười. Nhưng lúc này ánh mắt lão xẹt qua mặt Lật Binh Đông, lại phát hiện vẻ mặt đối phương căn bản là rất bình thường. Quá trình hội kiến diễn ra cực kỳ thuận lợi, những vấn đề khung cũng được giải quyết xong, chuyện kế tiếp cũng không cần sự có mặt của Trử Vận Phong. Sau khi dùng bữa cơm chào đón Notfile, Trử Vận Phong ngồi xe rời khỏi khách sạn Thanh Vân. Lật Binh Đông đưa Trử Vận Phong đến bên cạnh xe, trước khi lên xe thì Trử Vận Phong chợt hỏi Lật Binh Đông. Binh Đông, cậu nói tôi xem, có phải là tôi đã sai rồi không? Lật Binh Đông biết rõ Chủ tịch Trử lúc này nói như vậy có ý nghĩa gì, hắn rất muốn phủ quyết, thế nhưng cuối cùng lại căn bản không nói được lời nào. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng hạng mục mà hắn mơ ước ở lại thành phố Ba Uẩn bây giờ rơi vào trong tay thật sự là vì công lao của người kia. Mạc Tiểu Bắc nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc trong nhà, tuy trong nhà có nhân viên phục vụ, thế nhưng có một số việc mà nàng muốn tự mình làm. Tiểu Bảo Nhi đang ở trong phòng say sưa với món đồ chơi mà Vương Tử Quân mới mua cho, còn Vương Tử Quân thì đang ngồi trên ghế thản nhiên đọc sách. Tuy Mạc Tiểu Bắc là người từ trong quân đội đi ra, thế nhưng nàng cũng cảm thấy rất hài lòng đối với tình huống bây giờ. Nàng có một đứa con trai thông minh, có một người chồng yêu thương thông cảm. Khi người cùng nhà dùng cơm vui vẻ với nhau thì nàng cảm thấy hạnh phúc lớn lao. Tuy Mạc Tiểu Bắc biết rõ tình huống bên ngoài của Vương Tử Quân, thế nhưng có một số việc nàng thông minh lựa chọn phương án trầm mặc. Nàng là người từ nhỏ đã có chính kiến của mình, nàng cũng có cái nhìn của riêng mình với từng sự việc. Mẹ, mẹ đến mà xem, con đã ghép được rồi. Giọng nói vui vẻ của Mạc Tiểu Bắc truyền đến. Mạc Tiểu Bắc biết rõ con trai của mình đã xếp xong một hình của bộ đồ chơi xếp hình mà Vương Tử Quân mua cho, thế nên nàng tranh thủ thời gian dừng tay, đi vào trong phòng của Tiểu Bảo Nhi. Quả nhiên lúc này Tiểu Bảo Nhi đã xếp được một tấm hình khá đẹp. Mẹ, con chỉ mất 5 phút thôi đấy. Tiểu Bảo Nhi nhìn Mạc Tiểu Bắc rồi mở miệng giống như đã làm được việc gì đó rất giỏi. Mạc Tiểu Bắc căn bản không quan tâm đến những chuyện bình thường, nhưng đối với Tiểu Bảo Nhi thì nàng cực kỳ quan tâm. Nàng ôm lấy con trai hôn một cái, sau đó cười hì hì mở miệng khen ngợi. Ôi, con trai của mẹ, con đúng là quá tuyệt vời. Khi Tiểu Bảo Nhi đang phấn chấn tinh thần tiếp tục xếp hình ảnh tiếp theo, Mạc Tiểu Bắc đi ra khỏi phòng, nàng nhìn Vương Tử Quân đang trầm mê trong sách, thế là dùng giọng bất mãn oán giận nói. Tiểu Bảo Nhi vừa rồi mới xếp được một hình, anh cũng không đi ra khen con một tiếng sao. Có em khen là được rồi. Anh còn phải làm một người bố nghiêm túc chứ. Vương Tử Quân cũng không ngẩng đầu lên, hắn dùng giọng không quan tâm nói. Nào có người bố nào như anh, em nói cho anh biết, sau này anh phải có một nửa trách nhiệm với công tác học tập của Tiểu Bảo Nhi. Anh nhìn mình kìa, về nhà thì rất thoải mái, anh có phải còn muốn em hầu hạ mỏi tay nữa sao? Mạc Tiểu Bắc dùng giọng căm tức nói. Vương Tử Quân đặt sách xuống nói. Cũng có sao đâu. Nhưng anh thấy tốt nhất là nên mua một cái ghế nằm, như vậy đọc sách sẽ thoải mái hơn. Mạc Tiểu Bắc nhìn gương mặt dày của Vương Tử Quân, thế là nàng oán hận đặt quả táo đã gọt vỏ xuống trước mặt hắn, sau đó gắt giọng. Nằm đọc sách cũng không tốt, vì vậy anh không nên có ý nghĩ như vậy. Vương Tử Quân biết rõ Mạc Tiểu Bắc nói như vậy, ngoài miệng thì gay gắt nhưng lại luôn quan tâm chăm sóc mình. Hắn vươn tay muốn ôm nàng vào lòng. Nhưng bàn tay còn chưa kịp đưa ra thì nàng đã nhảy lên giống như một tinh linh, nhanh chóng biến mất trước mặt hắn. Vương Tử Quân cười cười, hắn tiếp tục cầm sách lên, chuẩn bị hưởng thụ cảm giác ấm áp trong nhà mình. Nhưng đúng lúc này thì tiếng gõ cửa vang lên. Vương Tử Quân nghe được âm thanh này mà khẽ nhíu mày, hắn khẽ chép miệng với Mạc Tiểu Bắc, để nàng đi ra xem người ngoài kia là ai. Mạc Tiểu Bắc đã thích ứng với vị trí của Vương Tử Quân, nàng hiểu rõ chồng muốn mình làm gì. Thế là cũng không nói nhiều mà nhanh chóng đi về phía cửa. Ngay sau đó cửa đã được mở ra, vài người đi vào trong nhà. Vương Tử Quân chợt sững sờ, chẳng lẽ là bạn cũ đến nhà?
nếu không thì sao Mạc Tiểu Bắc lại cho nhiều người đi vào như vậy? Sợ chậm trễ người ta sao? Vương Tử Quân đặt sách xuống rồi đi ra. Nhưng khi Vương Tử Quân vừa mới đi đến cửa phòng, hắn thấy nhóm người kia đã đi ra ngoài, chiếc ghế da lưng ngã ra phía sau đã được đặt trong phòng khách. Sau khi đám người kia bỏ đi, Mạc Tiểu Bắc đi đến trước mặt Vương Tử Quân, sau đó hô lên với con trai. Tiểu Bảo Nhi, ra mà xem, bố mua cho con cái ghế nằm đẹp lắm. Tiểu Bảo Nhi đang liều mạng xếp hình, nghe nói bố mua cho mình món mới, thế là cực kỳ hưng phấn, nhanh chóng chạy ra. Nó cực kỳ hiếu kỳ với chiếc ghế ở trong phòng khách, sau khi hưng phấn kêu lên một tiếng thì leo lên mặt ghế. Mạc Tiểu Bắc nhìn con trai đang hưng phấn ở trên ghế, nàng khẽ chép miệng với Vương Tử Quân, gương mặt có vài phần đắc ý. Vương Tử Quân nào không nhìn rõ tâm tư của Mạc Tiểu Bắc, nhưng hắn vẫn thành thật nói. Tiểu Bắc, không phải anh mua cái ghế này. Sao, không phải anh thì người ta sẽ đưa đến sao? Mạc Tiểu Bắc nói đến đây thì hai mắt mở to, sau đó đứng yên nhìn Vương Tử Quân. Dưới ánh mắt của Mạc Tiểu Bắc, Vương Tử Quân biết nàng đang nghĩ cái gì, hắn cố gắng giải thích, thế nhưng sợ rằng giải thích chỉ càng tô càng đen mà thôi, vì vậy chỉ có thể giả vờ hồ đồ là hay. Cho dù không phải anh mua, anh cũng không được sử dụng. Mạc Tiểu Bắc khẽ nháy mắt với Tiểu Bảo Nhi, sau đó dùng giọng trêu chọc nói. Vương Tử Quân lắc đầu bất đắc dĩ, hắn có chút chột dạ, chẳng lẽ Tần Hồng Cẩm tặng ghế cho mình sao? Tiểu Bảo Nhi nằm trên ghế mà liên lục lăn qua lăn lại, liên tục uốn éo, căn bản rất hài lòng với món này. Vương Tử Quân nhìn gương mặt hưng phấn của con trai, trong lòng cũng rất hưng phấn. Cốc cốc cốc, Vương Tử Quân còn chưa đi lên phòng, tiếng gõ cửa đã vang lên, Mạc Tiểu Bắc lại phải đi ra mở cửa. Lần này là một nhóm người đàn ông trẻ tuổi mặc áo lao động màu vàng đi đến, bọn họ đi vào trong căn biệt thự này mà có thể nói là cực kỳ kính sợ. Người đàn ông đi đầu thấy Mạc Tiểu Bắc thì dùng giọng cung kính nói. Đồng chí, đây là ghế nằm mà các ngài đã đặt. Người đàn ông kia nói xong thì nhóm người phía sau nhanh chóng đưa vào trong nhà Vương Tử Quân một chiếc ghế nằm giống hệt như chiếc ghế mà Tiểu Bảo Nhi đang chơi đùa trong phòng khách. Chúng tôi hình như cũng không đặt ghế thì phải. Mạc Tiểu Bắc dùng giọng nghi hoặc nói. Đồng chí, đúng là như vậy, là nhà chị đặt, đây còn có hóa đơn rõ ràng. Người đàn ông kia nói xong thì đưa hóa đơn cho Mạc Tiểu Bắc. Địa chỉ nhà thật sự giống hệt, chỉ là ai trả tiền. Mạc Tiểu Bắc dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân cười cười nói. Ký nhận đi. Sau khi đám người đi ra khỏi nhà, Vương Tử Quân thoải mái nằm lên ghế, trong lòng thầm suy đoán xem ai là người đến tặng ghế cho mình. Thế nào, muốn em đấm bóp cho không? Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân nằm trên ghế với bộ dạng dương dương tự đắc, nàng chớp mắt rồi cười hì hì nói. Tốt, những lời này căn bản không phải thốt ra từ miệng Vương Tử Quân, mà là của Tiểu Bảo Nhi ở bên cạnh. Nó đang học tập bộ dạng của bố, vỗ tay lên chân, sau đó hét lớn. Mẹ, trước tiên massage cho Tiểu Hoàng đế cái đã. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của con trai rồi dùng giọng hung ác nói. Sau này xem tivi ít đi một chút, bây giờ cắt một nửa thời gian xem tivi. Vương Tử Quân nói làm cho Tiểu Bảo Nhi đang cực kỳ khí thế chợt trở nên ỉu xìu. Nó dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Mạc Tiểu Bắc, muốn mẹ mở lời giúp cho mình. Mạc Tiểu Bắc giả vờ như không thấy gì, nàng không chịu cho con trai cơ hội. Anh nói xem có phải là những cái ghế này là cùng một người tặng chúng ta không? Mạc Tiểu Bắc sờ lên chiếc ghế rồi dùng giọng nghi hoặc hỏi. Có lẽ là không phải, nếu như là một người, vì sao không mua hai cái trong một cửa hàng, cần gì phải lãng phí tâm tư mua hai lần? Vương Tử Quân lắc đầu dùng giọng khẳng định nói. Mặc dù Mạc Tiểu Bắc căn bản dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn nhiều chuyện diễn ra, thế nhưng nàng lại cực kỳ quan tâm đến những thứ xảy ra trong nhà mình. Khi thấy hai cha con Vương Tử Quân tỏ ra cực kỳ thản nhiên thì nàng không nhịn được nói. Biết đâu người ta làm như vậy chính là vì muốn tỏ vẻ với mình. Vương Tử Quân không lên tiếng, hắn nằm trên ghế chậm rãi đong đưa, trong lòng thầm nghĩ xem có chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Bảo Nhi, con nói xem cái ghế kia nên dành cho bố hay cho mẹ. Mạc Tiểu Bắc đối mặt với tình huống Vương Tử Quân không nhìn mình, nàng khẽ nháy mắt, sau đó hỏi con trai. Có cừu không báo thì căn bản không phải là Tiểu Bảo Nhi, có đôi khi có đứa con thông minh thì cũng không phải là chuyện gì tốt. Tiểu Bảo Nhi nhìn gương mặt với nụ cười của Mạc Tiểu Bắc, nó biết mẹ cần mình làm gì,
thế là nó trực tiếp phản bội Vương Tử Quân mà cười hì hì nói. Cái ghế này dành cho mẹ thì hay hơn. Dưới sự tấn công của hai mẹ con Mạc Tiểu Bắc, Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc đã ngồi lên một góc ghế, thế là đành phải lắc đầu đứng lên. Bố, sau này bố nên ngồi cái ghế cũ của mình. Tiểu Bảo Nhi nhìn Vương Tử Quân rồi cười hì hì nói. Khi Vương Tử Quân nghĩ rằng không nên chấp nhất với vợ con, tiếng gõ cửa lại vang lên. Vương Tử Quân nhìn vợ đang nằm hưởng thụ trên ghế, cuối cùng thì cũng phải tự đi mở cửa. Chương 1153, mầm tốt xứng đất màu mỡ. Mạc Tiểu Bắc rất tự tin với tính cách của chồng mình, trong quan trường có nhiều người thường nhìn chằm chằm vào kẻ khác, vô tình cũng có thể bị người ta nói này nọ. Vì vậy những người tiếp cận Vương Tử Quân đều phải mở đường từ Mạc Tiểu Bắc, thế cho nên muốn làm những chuyện không hay cũng căn bản là không thực tế. Vương Tử Quân mở cửa biệt thự, có vài công nhân mặc áo xanh với gương mặt khách khí đi đến, một người trong số đó dùng giọng cẩn thận nói. Chào ngài, chúng tôi là người của công ty đồ gia dụng Thiên Đắc Hy, ngài đặt ghế ở công ty chúng tôi, lúc này chúng tôi đưa đến cho ngài. Mạc Tiểu Bắc đang dùng giọng sinh động như thật kể chuyện cổ tích cho con trai nghe, khi thấy Vương Tử Quân mang theo một chiếc ghế đi vào thì nhanh chóng dừng lời. Tuy nàng không phải là người trong quan trường, thế nhưng dù sao thì mưa dầm thấm đất. Hơn nữa nàng là người cực kỳ thông minh, cũng hiểu nhiều chuyện quan trường, hôm nay liên tiếp nhận được vài chiếc ghế, thế nên vẻ mặt cũng có chút khó coi. Vương Tử Quân đặt chiếc ghế bên cạnh Tiểu Bảo Nhi, sau đó cười hỏi. Con trai, bố tặng con một cái ghế được không? Mạc Tiểu Bắc nhìn chiếc ghế rồi dùng giọng kỳ quái hỏi. Thế nào lại tặng ghế, năm nay lưu hành tặng món này sao? Vương Tử Quân lắc đầu không nói, thầm nghĩ ngày hôm qua mình xuống lầu, vừa vặn gặp đám người trung tầng trong ủy ban tư pháp cùng nhau đi xuống lầu. Tất nhiên hắn sẽ là người được vây quanh như sao sáng quanh trăng, tất cả câu chuyện đều lấy hắn làm trung tâm. Khi đó giống như có người dùng giọng lơ đãng hỏi một câu, đó là bí thư Vương thích ở nhà làm gì? Hắn thuận miệng đáp, khi mình còn ở thành phố La Nam thì thích nằm ghế đọc sách, thật sự là rất vui thú thoải mái, đáng tiếc là khi dọn nhà không đem ghế đến. Xem ra Vương Tử Quân nói một lời vô tâm mà người ta coi là thật, thế là nhanh chóng tặng ghế dựa như ong vỡ tổ. Những chiếc ghế này tuy là hàng cao cấp, thế nhưng nhìn vào giá cả thì căn bản không phải là không tuân theo quy định. Lãnh đạo cũng là người, cần phải để cho thuộc hạ làm thân cận, điều này căn bản là sự thật. Không phải lãnh đạo là áng mây cao cao tại thượng, chỉ thấy người bên dưới mà không ai với lên được, như vậy sẽ mãi mãi không có người thân cận. Chính mình tùy tiện nói một câu mà đã thu được nhiều chiếc ghế như vậy, điều này nói rõ mình có uy tín trong ủy ban tư pháp tỉnh ủy, hơn nữa cũng dựng lên quyền uy cao vời của mình. Tuy hắn không thích quà cáp, thế nhưng cũng không phải là vì vậy mà không có gì đưa đến. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn dặn dò Mạc Tiểu Bắc. Ngày mai em mua giúp anh vài thứ, giá trị tương đồng, nói là từ La Nam đưa đến, để trả lễ cho người ta. Mạc Tiểu Bắc khẽ gật đầu. Nàng căn bản không thích những chuyện thế này, thế nhưng đây là cuộc sống, đó là chuyện thường. Năm xưa khi còn ở thủ đô, Mạc Lão Gia Tử dạy bảo nàng cực kỳ nghiêm, thế nhưng chỉ cần là người từ quê đến thì Mạc Lão Gia Tử sẽ nhận lấy tất cả những món quà dành cho mình. Quà đáp lễ cũng phải tương đồng một chút, đó là biện pháp không tệ. Cũng không phải là quà cáp trả lễ làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, căn bản là người ta cảm nhận được sự tôn trọng của chồng nàng với mình. Khi hai vợ chồng thương lượng tốt với nhau, tiếng đập cửa lại vang lên. Vương Tử Quân lúc này thật sự đã có chút sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ không phải lại có người đến tặng ghế nữa chứ. Lúc này Mạc Tiểu Bắc thì thầm nói. Vợ, em đi ra xem thử, nếu người ta tiếp tục đến tặng ghế, cũng đừng mở cửa. Mạc Tiểu Bắc gật gật đầu, những chiếc ghế kia tuy rất đáng yêu, thế nhưng quá nhiều thì chính nàng cũng sợ. Nàng đi ra nhìn qua mắt mèo, sau đó lặng lẽ đi về. Lại là người đến tặng quà. Mạc Tiểu Bắc khẽ nói. Mạc Tiểu Bắc tỏ ý bảo con trai không nên lên tiếng, Tiểu Bảo Nhi cảm thấy trò này rất vui, hơn nữa nó lại là nhân vật quan trọng, thế cho nên tỏ ra rất vui vẻ. Nó trợn mắt nhăn mày với mẹ, lúc này giả vờ làm voi, chút nữa lại làm heo, căn bản là dáng điệu thơ ngây chân thành làm cho người ta buồn cười, làm cho Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc thiếu chút nữa cười thành tiếng. Khi một nhà ba người đang giả vờ không có ở nhà, tiếng đập cửa chợt ngừng lại. Đi rồi sao? Khi Vương Tử Quân đang thầm nghĩ như vậy, còn chưa kịp cảm thấy may mắn, đột nhiên điện thoại vang lên.
Vương Tử Quân nhìn thấy người gọi đến là Hoắc Quang Lĩnh, thế là nhanh chóng nghe máy. Bí thư Vương, anh có ở nhà không? Vương Tử Quân rất xem trọng minh hữu Hoắc Quang Lĩnh, lúc này mới cười nói. Lúc này có được nửa ngày rảnh rỗi, tôi cũng đang ở nhà. Anh đừng nói cứng, tôi biết rõ anh không có ở nhà, tranh thủ thời gian nói cho tôi biết anh đang ở đâu, vì tôi đang đứng trước cửa nhà anh. Vương Tử Quân không nói thêm điều gì, hắn nhanh chóng đi ra cửa nhìn, thấy Hoắc Quang Lĩnh đang đứng bên ngoài gọi điện thoại, thư ký của đối phương đang cầm theo một chiếc xe hơi chạy bằng điện. Vương Tử Quân cũng không chần chừ mà vội vàng mở cửa ra nói. Ôi anh Hoắc, vừa rồi tôi không dám mở cửa, vì tưởng rằng lại có người đến tặng ghế. Hoắc Quang Lĩnh nhìn những chiếc ghế trong nhà Vương Tử Quân, thế là cười lên ha hả. Tiểu Bảo Nhi cầm chiếc xe đồ chơi của Hoắc Quang Lĩnh chạy đi chơi, Mạc Tiểu Bắc thì biết rõ hai người đàn ông có việc cần bàn, thế là pha trà rót nước rồi rời khỏi phòng. Hoắc Quang Lĩnh là bí thư ủy ban kỷ luật, Vương Tử Quân biết rõ đối phương sẽ căn bản không vô duyên vô cớ đến nhà mình. Hắn tuy có quan hệ khá tốt với Hoắc Quang Lĩnh thế nhưng có một số việc không nên mở miệng sớm thì căn bản không nói lời nào thì hay hơn. Hai người nói vài lời thì di chuyển chủ đề lên vụ án của Hà Duyên Cường, Hoắc Quang Lĩnh tuy nhìn qua có sĩ khí rất cao, thế nhưng giống như vụ án kia căn bản không có tiến triển gì. Người này căn bản là cứng miệng, không nói gì cả. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi nói. Bí thư Hoắc, dù là kẻ nào cũng có khuyết điểm, Hà Duyên Cường là cán bộ công an lão thành, tố chất của người này căn bản là người thường khó so sánh được. Nếu muốn làm cho người này mở miệng, anh nhất định phải hốt bệnh đúng thuốc, phải tấn công vào vị trí hiểm yếu, lúc này quan trọng nhất là đột phá phòng tuyến tâm lý của anh ấy. Điều này thì tôi hiểu rõ, lúc này đang ra tay từ bên ngoài. Hoắc Quang Lĩnh nói rồi nâng ly trà lên. Bí thư Tử Quân, tôi lần này đến chỗ anh, chủ yếu là có việc cần nhờ anh hỗ trợ. Có đôi khi nói chuyện chú trọng nghệ thuật mở lời, vị trí khác biệt thì lời nói cũng không giống nhau. Vương Tử Quân rất hy vọng có kết giao tốt đẹp với nhân vật như Hoắc Quang Lĩnh, thế nên hắn mở miệng đồng ý không chút do dự. Anh nói đi, chỉ cần tôi làm được thì dễ nói. Vài ngày nữa tỉnh ủy sẽ điều chỉnh một nhóm cán bộ, phó bí thư Cổ Cẩm Lượng của ủy ban kỷ luật chúng tôi là người có tác phong vững chắc, ý nghĩ nhanh nhạy, là một mầm mống tốt. Lúc này anh ấy cần được rèn luyện, tôi chuẩn bị đưa anh ấy xuống làm chủ tịch một thành phố trong tỉnh. Hoắc Quang Lĩnh nói rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt Vương Tử Quân. Trong tỉnh sắp tiến hành điều chỉnh nhân sự, Vương Tử Quân trước đó căn bản không nghĩ đến chuyện này, gần đây hắn liên tục thúc đẩy khối tư pháp công tác đúng trình tự pháp luật, rất bận rộn, thế nên căn bản có chút sơ sót ở phương diện này. Chương 1154, sắp xếp ăn quả. Lúc này nghe được Hoắc Quang Lĩnh nói như vậy, Vương Tử Quân chợt kinh ngạc. Hắn đã từng làm bí thư thị ủy. Hắn biết rõ tầm quan trọng của điều chỉnh nhân sự. Tuy hắn không phải là trưởng phòng tổ chức, thế nhưng hắn là bí thư ủy ban tư pháp, hắn nhất định phải giữ gìn lợi ích của cán bộ trong ngành. Một vị lãnh đạo có uy tín chẳng những làm tốt công tác của mình, càng phải tìm đường ra cho cấp dưới, chỉ như vậy mới có thể làm cho người ta tin phục, làm cho người ta đi theo anh. Mặc dù Vương Tử Quân đến Nam Giang chưa quá lâu, thế nhưng hắn là bí thư ủy ban tư pháp, nếu như hắn không thể tính toán cho nhân viên của mình. Như vậy ai sẽ khăng khăng đi theo hắn chứ? Ủy ban tư pháp là một ban ngành khá quan trọng, nhân viên công tác cũng không ít, tốt đẹp nhất chính là khống chế cơ chế lưu thông, như vậy sẽ làm cho mình nắm cán bộ trong cơ quan như lòng bàn tay, căn bản không cho ai nhúng tay vào công tác nhân sự trong đơn vị của mình. Thế nhưng hắn cũng là lãnh đạo đơn vị, là thường ủy tỉnh ủy, cũng cần nghĩ cách cho cán bộ của mình đi ra ngoài. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân cười nói với Hoắc Quang Lĩnh. Người được bí thư Hoắc đề cử nhất định là mầm mống tốt, cho những đồng chí như vậy đi về vị trí trọng yếu, sẽ là xúc tiến lớn lao cho sự phát triển của tỉnh Nam Giang. Vương Tử Quân trả lời làm cho Hoắc Quang Lĩnh cảm thấy rất hài lòng, hắn tuy đến Nam Giang lâu hơn so với Vương Tử Quân, thế nhưng căn bản không có lời nói ở phương diện nhân sự. Lần này hắn muốn đẩy của mình lên, sau khi tìm và phản ánh với bí thư Diệp, sau đó nhanh chóng đến nhà Vương Tử Quân. Hy vọng Vương Tử Quân có thể viện thủ, ra tay trợ giúp mình. Vương Tử Quân trả lời sảng khoái làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất vui vẻ. Lúc này sau khi Vương Tử Quân nã pháo lên người Trử Vận Phong, lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân ở hội nghị thường ủy đã không thua kém gì hắn. Hoắc Quang Lĩnh nói xong chính sự, lại nói thêm vài câu không ăn nhập,
sau đó rời khỏi nhà của Vương Tử Quân. Sau khi tiến chân Hoắc Quang Lĩnh, Vương Tử Quân cảm thấy hai người thông qua cuộc trò chuyện lần này, quan hệ đã đến gần hơn một tầng. Lúc này trong đầu Vương Tử Quân đã bị vấn đề nhân sự chi phối, lần này biên độ điều chỉnh cán bộ trong tỉnh Nam Giang không quá lớn, thế nhưng ít nhất cũng phải có 5-6 vị chủ tịch thành phố hoặc là bí thư thị ủy được điều chỉnh, mà cấp phó cũng phải có 10 vị. Trên phương diện nhân sự thường là do 3 vị bí thư, phó bí thư và trưởng phòng tổ chức cùng nhau nghiên cứu. Ý kiến của lãnh đạo đứng đầu là cực kỳ quan trọng, bọn họ nhìn chúng người nào, đặc biệt là bí thư nhìn chúng người nào thì khả năng tiến lên là rất lớn. Nhưng dù là bất cứ chuyện gì cũng không nên ăn một mình, vấn đề nhân sự càng không thể là như vậy. Vì vậy mà các vị thường ủy tỉnh ủy trên cơ bản cũng có ý của mình, rốt cuộc người nào có thể ra tay mạnh nhất, cần phải xem lực ảnh hưởng của người đó là như thế nào. Trong ủy ban tư pháp, phải có người được đưa ra ngoài, một khi có người đi ra ngoài, như vậy lực ảnh hưởng ở địa phương sẽ thêm lớn. Chẳng những sẽ lưu lại nhiều cơ hội cho người trong cơ quan, hơn nữa còn làm cho người ta cảm thấy mình căn bản là lo nghĩ cho người trong đơn vị, sao hắn lại không làm những chuyện nhất cử lưỡng tiện như vậy được. Điều chỉnh một vị phó bí thư của Ủy ban Tư pháp để xuống tuyến dưới nhận chức, điều này căn bản là rất tốt. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến tình huống công tác của các nhân viên bên dưới, một danh sách được hắn cẩn thận đưa ra. Nhưng Vương Tử Quân bây giờ còn không phải là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, lại càng không phải là bí thư tỉnh ủy, thế cho nên ý kiến của hắn có được thông qua hay không cũng cần xem vào người khác. Tất nhiên ngày hôm sau khi đi làm thì Vương Tử Quân nhanh chóng liên hệ với bí thư Diệp Thừa Dân. Trước tiên Vương Tử Quân gọi điện thoại để liên hệ với bí thư Diệp Thừa Dân, sau đó hắn đi về phía văn phòng thường ủy. Khi đi lên lầu, Vương Tử Quân gặp mặt trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương. Trước kia quan hệ giữa Vương Tử Quân và Lục Trạch Lương chỉ là tầm thường, nhưng sau khi Vương Tử Quân nã pháo Trử Vận Phong ở hội nghị thường ủy, quan hệ giữa hai người càng khó nói. Chẳng qua hai người bọn họ đều là người tâm tư nhẫn nhụi, giống như căn bản không thấy những biến hóa này. Tuy hai người gặp mặt nhau với nụ cười sáng lạn, thế nhưng trên thực tế thì Vương Tử Quân mẫn cảm ý thức được quan hệ giữa hai bên càng thêm bất hòa. Bí thư Vương, gần đây phương diện trật tự trị an ở tỉnh Nam Giang càng mạnh hơn so với trước kia, đặc biệt là phương diện giao thông, tai nạn giảm xuống còn rất ít. Sau khi thấy Vương Tử Quân thì Lục Trạch Lương cười nói. Vương Tử Quân cười cười nói với lời nịnh nọt của Lục Trạch Lương. Trưởng phòng Lục, Cục Công an cho ra thành tích như vậy, còn không phải là một trưởng phòng tổ chức như anh làm quá tốt công tác sao? Ngài đã điều động cho khối công an nhiều binh hùng tướng mạnh, điều này không phải chỉ là việc đơn giản, chỉ là một bữa sáng sao? Hai người trò chuyện với nhau đều nở nụ cười, sau khi lên lầu 2 thì Vương Tử Quân đi về phía phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân, Lục Trạch Lương thì tiếp tục lên lầu, đi về phía phòng làm việc của phó bí thư Diêu Trung Tắc. Hai người đều biết rõ mục đích của đối phương, thế nhưng hai bên đều không chỉ ra. Sau khi đi vào trong phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân, lúc này Diệp Thừa Dân đang xem văn kiện. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì Diệp Thừa Dân nhanh chóng đặt văn kiện xuống nói với Khuất Chấn Hưng. Bí thư Vương thích uống trà, cậu mau đi lấy trà vài ngày trước nhận từ quê đi pha cho bí thư Vương, sau đó để lại cho bí thư Vương một ít để cậu ấy từ từ uống. Được lãnh đạo cho lễ vật chính là đãi ngộ cực kỳ tốt, Khuất Chấn Hưng đồng ý một tiếng, sau đó nhanh chóng đi pha trà cho Vương Tử Quân. Sau khi cảm tạ Khuất Chấn Hưng thì Vương Tử Quân cười nói. Bí thư Diệp, trà của ngài làm cho tôi không dám uống, chỉ sợ uống xong phương diện thưởng thức trà lại gia tăng, khi đó không có trà ngon để uống thì quá phiền toái. Diệp Thừa Dân tỏ ra rất vui với câu nói đùa của Vương Tử Quân, lão chỉ vào Vương Tử Quân rồi nói. Cậu đúng là một tên tham lam, tôi nói cho cậu biết, trà khác thì tôi không gánh được, thế nhưng trà này thì cậu cứ uống thoải mái. Quê tôi có hàng chục ngàn hecta trà, cậu muốn uống bao nhiêu thì tùy thích. Diệp Thừa Dân căn bản rất thỏa mãn với Vương Tử Quân, dù sao thì sau khi Vương Tử Quân giao phong với Trử Vận Phong, áp lực của lão cũng giảm đi rất nhiều. Trước kia có nhiều người căn bản là bằng mặt không bằng lòng, bây giờ tất cả đã thuận lợi hơn khá nhiều. Bí thư Diệp, lãnh đạo nói chuyện là nhất ngôn cửu đỉnh, tôi cũng không khách khí. Vương Tử Quân dùng giọng không chút che đậy miệng nói. Điều này làm cho Khuất Chấn Hưng ở bên cạnh không ngừng hâm mộ. Dưới tình huống bình thường, cấp dưới căn bản không nên cho rằng lời hứa hẹn của lãnh đạo là thật, anh cần phải nhanh chóng quên lời hứa hẹn của lãnh đạo, sao có thể rơi vào tình huống được một tấc lại tiến lên một thước được.
Nhưng Vương Tử Quân lại khác, hắn nói như vậy hình như làm cho Bí Thư Diệp thêm vui vẻ, không có chút không hài lòng, biết đâu đây chính là một đãi ngộ đặc thù của Vương Tử Quân. Khuất Chấn Hưng thầm nghĩ như vậy, thế là nhanh chóng pha trà, sau đó xoay người đi ra đóng cửa lại. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp hai ngụm, sau đó mới nói. Bí Thư Diệp, lần này tôi đến tìm ngài chính là vì muốn cầu viện. Sao, Bí Thư Tử Quân tìm tôi để cầu viện sao? Điều này thật sự làm cho tôi cảm thấy rất vui. Cậu nói đi, có gì cần tôi giúp sao? Đối với sự thẳng thắn thành khẩn của Vương Tử Quân, Diệp Thừa Dân căn bản tỏ ra rất vui. Bí Thư Diệp, tuy tôi không dám ở trước mặt ngài nói nhiều về công tác của khối tư pháp trong tỉnh, thế nhưng dù thế nào cũng có chút thành tích. Sở dĩ có chút thành tích như vậy cũng là vì có một đội ngũ có gan công tác sáng nghiệp. Vương Tử Quân nở nụ cười thản nhiên, gương mặt tràn đầy tự tin. Tôi cực kỳ hài lòng với các đồng chí trong Ủy ban Tư pháp, thế cho nên vào đúng thời điểm quan trọng cũng phải kéo đẩy một chút, để các đồng chí có động lực công tác. Nhưng nhìn từ góc độ bồi dưỡng cán bộ, tôi cảm thấy nếu đẩy lên cao thì sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của bọn họ. Câu cửa miệng của mọi người chính là cây chuyển chết người chuyển sống, cán bộ luân chuyển sẽ có nhiều lợi ích. Nếu cứ mãi công tác ở một cương vị, như vậy ánh mắt sẽ dần hẹp hòi, có bất lợi ở phương diện khống chế. Vì vậy tôi nghĩ rằng trong quá trình điều chỉnh lần này thì Bí Thư Diệp cũng nên suy xét đến các đồng chí của Ủy ban Tư pháp chúng tôi, để cho bọn họ xuống tuyến dưới rèn luyện vài năm, cũng xem như đẩy mạnh công tác cơ sở của bọn họ. Vẻ mặt Diệp Thừa Dân mãi mà không có gì thay đổi, khi Vương Tử Quân nói ra câu đầu tiên thì lão căn bản đã hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, lão biết rõ mục đích của Vương Tử Quân đến đây lần này là như thế nào. Nếu nói từ phương diện tâm lý, Diệp Thừa Dân căn bản rất đồng ý với ý kiến của Vương Tử Quân, cũng sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ. Vì vậy sau khi Vương Tử Quân nói xong, Diệp Thừa Dân dùng giọng không nhanh không chậm nói. Bí Thư Tử Quân, ý nghĩ của anh là rất tốt, nhưng danh sách lần này là có hạn, cậu nên làm tốt công tác tuyển chọn. Diệp Thừa Dân nói những lời như vậy trên cơ bản đã đồng ý, hơn nữa lão cũng không hỏi Vương Tử Quân đề cử ai, thái độ như vậy rõ ràng là ủng hộ và tín nhiệm. Vương Tử Quân là người thông minh, nào không hiểu rõ ý nghĩ của Bí Thư Diệp, hắn lập tức cười nói. Cảm ơn Bí Thư Diệp đã giúp đỡ, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác tuyển chọn, sẽ đề bạt các đồng chí thích hợp nhất lên cương vị mới, tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo. Lục Trạch Lương là trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang, hắn là một trong những người có quyền quyết định ở phương diện điều chỉnh nhân sự. Tuy quyền quyết định lớn nhất nằm trong tay của Diệp Thừa Dân, thế nhưng ý kiến của một vị trưởng phòng tổ chức như hắn căn bản là khá quan trọng, đồng thời cũng là công tác chủ yếu của hắn. Dù anh đã đi qua nhiều đường, thế nhưng không thông qua ở Lục Trạch Lương, như vậy khả năng được đề bạt cũng sẽ giảm xuống hơn phân nửa. Cũng là vì nguyên nhân này mà Lục Trạch Lương là một người chạm tay có thể phỏng ở tỉnh Nam Giang, rất nhiều người trông mong được kết giao với hắn. Thân ở quan trường thì tất cả những vấn đề liên quan đến nhân sự đều cực kỳ quan trọng. Nếu có kẻ nào đó không chịu chạy cửa sau, bình tĩnh ngồi ở nhà chờ kết quả được công bố, nói chung chỉ có hai tình huống, một là người kia có thành tích quá rõ ràng, đủ để làm người ta ngậm kín miệng, không thể không đề bạt mình, lãnh đạo cấp cao sẽ thấy rõ anh là một người có khả năng, nếu không đề bạt thì căn bản là khó thể ăn nói, hai là anh có quan hệ cực kỳ sâu đậm với một vị lãnh đạo nào đó, phần cảm tình đã đến mức không cần phải bôi trơn. Nhưng có được mấy người như vậy? Hơn nữa cho dù anh thuộc vào hàng ngũ như vậy, khó tránh khỏi phương diện phỏng đoán xem vị trí của mình trong mắt lãnh đạo là thế nào, đã phỏng đoán thì tất nhiên tâm lý sẽ bất ổn, sợ hãi, luôn ở trong trạng thái không yên. Vì vậy một khi cơ hội đến thì ai ai cũng tiến lên nắm bắt, không người nào dám đặt cược với tương lai của mình. Vì vậy mà dù có quan hệ nhiều ít thế nào, dù bất kỳ ai muốn tiến chức đều phải chạy như vịt. Sau khi Bí Thư Diệp Thừa Dân đến nhận công tác ở tỉnh Nam Giang thì căn bản chưa từng điều chỉnh nhân sự ở phạm vi lớn, bình thường chỉ là thuận tay phát triển mà thôi. Nhưng vì là như vậy nên vô tình tạo nên quyền can thiệp của Bí Thư Diệp Thừa Dân vào trong phương diện nhân sự tỉnh Nam Giang, Lục Trạch Lương chỉ cảm thấy sợi dây trói trên người mình càng lúc càng chặt. Khi có vài vị Bí Thư Thị ủy đến tuổi về hưu, khi đó căn bản không thể nào không kéo tấm màn nhân sự. Lục Trạch Lương là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Hắn căn bản nắm chặt điểm mấu chốt này, tất nhiên hắn là người bận rộn nhất vì luôn bị người ta theo sát bên cạnh. Tuy hắn ở trong khu biệt thự dành cho thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng điện thoại thì căn bản luôn ở bên cạnh, lúc nào người ta cũng theo đuổi không bỏ.
Lục Trạch Lương thật sự cảm thấy rất khó xử với sự kiện điều chỉnh nhân sự lần này, dù sao thì trên một số phương diện cũng phải không ngưu mà hợp với ý kiến của hai vị lãnh đạo đứng đầu trong tỉnh, không nên gây ra tình huống chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Đối mặt với tình hình này thì hắn căn bản không thể nào ung dung bình tĩnh được, càng không thể hàm hồ suy đoán, nhất định phải cho ra lựa chọn chính xác của mình. Lục Trạch Lương ngồi trong phòng làm việc của mình nhìn danh sách được thư ký đưa đến rồi cau mày. Có hai người thích hợp tiến lên làm bí thư thành phố Ô Phổ, một người là chủ tịch. Đối với hai người kia, Lục Trạch Lương căn bản có khuynh hướng về phía Khổng Bình Cương, dù sao thì hắn cũng có cảm tình với Khổng Bình Cương, hơn nữa Khổng Bình Cương còn là người được chủ tịch Trử Vận Phong mở miệng nhắc đến. Nhưng hắn cũng không dám gạch tên của Triệu Cao Tề, dù sao thì Triệu Cao Tề luôn là người theo sát bí thư Diệp Thừa Dân, cũng không phải là người bình thường trước mặt Diệp Thừa Dân, rất được chào đón là khác. Sau khi do dự mãi thì Lục Trạch Lương cầm danh sách đi tìm Phó Bí Thư Diêu Trung Tắc. Đối phương là Phó Bí Thư chủ khảo công tác nhân sự, chính mình đến báo cáo công tác cho Phó Bí Thư Diêu Trung Tắc là sự kiện cực kỳ bình thường. Lục Trạch Lương có quan hệ tốt với Diêu Trung Tắc, thế cho nên đến nơi này cũng không có gì là không thích ứng. Hắn ngồi trên ghế salon trong phòng làm việc của Phó Bí Thư Diêu, hắn đưa bản danh sách làm mình đau đầu đến trước mặt Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc cười cười nói. Trưởng phòng Lục, có một số việc anh nên đề cử hai người, còn cuối cùng phân định thế nào cũng không phải là trách nhiệm của một người là trưởng phòng tổ chức như anh. Nhìn vẻ mặt với nụ cười xảo quyệt của Diêu Trung Tắc, Lục Trạch Lương chợt hiểu cái gì xảy ra, hắn cười cười nói. Nếu bí thư Diêu có việc bận thì tôi căn bản là làm theo chỉ thị của ngài. Diêu Trung Tắc cười cười, sau đó hắn lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra ném cho Lục Trạch Lương, lại nói. Trưởng phòng Lục. Tôi chỉ có một việc tư cần nhờ anh hỗ trợ. Là thế này, năm xưa tôi xuống nông thôn công tác thì ở trong nhà một người trong thôn, tâm tính của nhân dân là rất tốt, chất phác lương thiện, phần tình nghĩa này làm tôi cảm thấy cả đời khó quên. Con cái của gia đình kia vẫn luôn đi theo tôi. Siêu Trung Tắc nói rồi giống như thật sự xúc động, mắt có hơi ướt giống như nhớ lại những khó khăn và tình cảm của nhân dân cho mình vào năm xưa xuống cơ sở công tác. Hắn trầm ngâm một lát rồi tiếp tục nói. Thật sự là thời gian công tác ở thành phố Ba Uẩn đã qua đi không thể nào tiếp tục quay lại. Thời gian đó tuy khó khăn vất vả thế nhưng là tài phú mà ai cũng mong muốn có được. Lục Trạch Lương xem như đã hiểu ý nghĩ của Diêu Trung Tắc, vị trí phó chủ tịch thành phố Ba Uẩn có nhiều người cạnh tranh, thế nhưng trưởng phòng Liễu Hà Hỷ ở ban nghiên cứu chính sách tỉnh có quan hệ không tệ với Diêu Trung Tắc. Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau, Diêu Trung Tắc lại nói ra vài ý nghĩ về vài phương diện tuyển người. Lục Trạch Lương đánh dấu vài người, sau đó trao đổi một chút, trên cơ bản hai người đã cùng chung một mục đích. Khi Lục Trạch Lương nói lời cáo từ, Diêu Trung Tắc chợt nói. Hôm qua Bí Thư Diệp nói với tôi một chuyện, đó là các anh nên chú ý một chút đến người của Ủy ban Tư pháp, cần phải đẩy hai vị cán bộ vĩ đại của Ủy ban Tư pháp lên cương vị mới. Diêu Trung Tắc nói một câu không quá quan tâm nhưng lời nói bay bổng, Lục Trạch Lương nghe cũng tùy ý. Hắn khẽ gật đầu với Diêu Trung Tắc rồi rời đi, nhưng khi đi ra khỏi cửa, hắn chợt lẩm bẩm. Trước nay phương diện nhân sự là tăng người thì ít vị trí, tôi nào dám cho ra danh sách quá nhiều người như vậy. Chương 1155, năm thang thoi đưa, người càng già lão. Trước nay phương diện điều chỉnh nhân sự luôn là một việc làm cho ngàn vạn người chú ý, điều kiện trong cơ quan tỉnh ủy tuy rất tốt thế nhưng nếu muốn tiến thêm một bước thì nhất định phải xuống tuyến dưới rèn luyện vài năm. Hơn nữa cơ hội xuống thành phố tuyến dưới rèn luyện căn bản không chỉ là tiếp cận thực tế và khảo nghiệm với người trong cơ quan tỉnh ủy, hơn nữa sẽ là một phần lý lịch căn bản không thể thiếu đối với tương lai phát triển thành lãnh đạo địa phương sau này. Có vài người có vị trí không thấp trong cơ quan tỉnh ủy, thế nhưng dù thế nào cũng có mặt lãnh đạo thượng cấp, thế cho nên bọn họ chỉ có thể là ban ngành cấp 2 mà thôi. Một khi bọn họ đi xuống thành phố bên dưới, như vậy căn bản không còn giống như trước, cho dù bọn họ không phải là phó chủ tịch thường ủy, ít nhất cũng là một thành viên ban ngành. Trong những khu văn phòng khác có nhiều người dục dịch, tất nhiên những người có lý lịch tốt trong khối ủy ban tư pháp cũng không thể ngồi yên, bắt đầu kéo quan hệ của mình ở khắp nơi, muốn tìm một chén canh cho mình ở sự kiện điều chỉnh nhân sự lần này. Bí thư Mạnh, tôi nghe nói lần này có vài cấp giám đốc sở, ngài sao không tranh thủ một chút? Mạnh Chí Đạo ngồi trong phòng làm việc của mình, vị trưởng ban chỉ đạo tuyên truyền giáo dục Thôi Nghinh Quốc đi đến bên cạnh cười hì hì hỏi. Mạnh Chí Đạo lắc đầu nói. Nghinh Quốc,
cậu cũng không phải không biết tình huống vào lúc này, mọi người ai cũng trừng mắt méo miệng, cậu nói tôi tham gia náo nhiệt, cũng tranh chấp không lại người ta. Cũng không thể nói như vậy được. Bí thư Mạnh, nói về lý luận hay thành tích thì anh cũng không kém người khác, vì sao không tranh chấp một chút? Tôi nói nhé, với những gì tôi hiểu về ngài, nói thật ra thì ngài không thiếu cái gì, chỉ thiếu một phần sức mạnh xông lên mà thôi. Thôi Nghênh Quốc rót nước cho Mạnh Chí Đạo, sau đó cố gắng lên tiếng thúc đẩy. Mạnh Chí Đạo cười cười nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói. Được rồi, cậu cũng đừng nói lời cổ động tôi, cậu có ý kiến gì sao, nói tôi nghe xem, để xem tôi có thể thông qua hay không. Hi hi, vẫn là lãnh đạo hiểu tôi. Thật sự là muốn tiến vào cơ quan tỉnh ủy là quá khó khăn, muốn đi ra cũng khó khăn, ví dụ như cơ quan của chúng ta, phương diện phân biệt đối xử quá cao nên cũng không đến lượt tôi, cho nên tôi nghĩ muốn đi một đường vòng, dù thế nào cũng chỉ giỏi lắm là phó sở mà thôi. Thôi Nghênh Quốc thấy Mạnh Chí Đạo vạch trần tâm tư của mình, hắn cũng không chút xấu hổ mà dùng giọng sảng khoái nói. Mạnh Chí Đạo căn bản rất giúp đỡ với những ý nghĩ này của hạ cấp, hắn buông ly trà trong tay xuống, sau đó nói. Cậu đã báo cáo cho Bí thư Vương chưa? Còn chưa, tôi căn bản không phải đang hỏi ý của ngài sao? Mạnh Chí Đạo lắc đầu, hắn và Thôi Nghênh Quốc công tác với nhau lâu năm, biết rõ thuộc hạ của mình mạnh vì gạo bạo vì tiền, hơn nữa còn có chút thân thích với Phó Chủ tịch Thường vụ Lý Thừa Uyên. Nghe đối phương nói như vậy, rõ ràng là có vài phần đồng ý từ Lý Thừa Uyên, nếu không cũng không dám mở lời như vậy. Tôi cảm thấy cậu nên tự mình đến báo cáo cho Bí thư Vương. Dù sao Bí thư Vương cũng là lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban Tư pháp, lại là Thường ủy tỉnh ủy. Bí thư Vương có tác dụng cực kỳ quan trọng khi lên tiếng nói tốt cho cán bộ trong Ủy ban Tư pháp. Bí thư Mạnh, tôi cũng nghĩ như vậy, thế nhưng tôi ít khi đến báo cáo công tác cho Bí thư Vương, căn bản không quen thuộc Bí thư Vương, nếu bây giờ mạo muội đến bên cạnh Bí thư, chỉ sợ sẽ có tác dụng ngược. Thôi Nghênh Quốc tỏ ra khá khó xử, có một câu hắn còn không dám nói ra. Đó chính là mong sao Mạnh Chí Đạo đi cùng mình đến gặp Bí Thư Vương. Dù sao thì gần đây Mạnh Chí Đạo luôn theo sát Bí Thư Vương, nếu có Mạnh Chí Đạo lên tiếng đỡ cho vài câu, như vậy hy vọng của hắn khi đối mặt với Bí Thư Vương sẽ tăng lên vài phần. Có vài việc mà mọi người thầm hiểu ý kiến của nhau là được, nói ra thì căn bản là khá đần độn vô vị. Mạnh Chí Đạo biết rõ mục đích của Thôi Nghênh Quốc, mặc dù hắn có chút bức bối nhưng căn bản vẫn mở miệng phối hợp nói. Bây giờ là cơ hội khó có được, nếu anh cảm thấy không đủ can đảm, tôi sẽ cùng anh đến gặp Bí thư Vương. Thôi Nghênh Quốc thật sự chỉ muốn nghe những lời này, sau khi nghe Mạnh Chí Đạo nói như vậy thì tâm tình rất sảng khoái, hắn nhanh chóng đứng lên kéo Mạnh Chí Đạo đi tìm báo cáo công tác cho Bí thư Vương. Chỉ là chưa đến cửa phòng làm việc của Bí thư Vương Tử Quân, chợt thấy Bí thư Vương trầm mặt đi lên cầu thang, dù Giang Vĩ ở bên cạnh Bí thư Vương Tử Quân thì lại càng nóng lòng gọi điện thoại. Bí thư Vương. Mạnh Chí Đạo lên tiếng bắt chuyện với Bí thư Vương. Vương Tử Quân thấy Mạnh Chí Đạo thì khẽ gật đầu, cũng không nói gì, chỉ đi về phía bậc cầu thang. Khi Mạnh Chí Đạo đi theo Vương Tử Quân xuống lầu, lúc này chiếc xe số 7 của Thường ủy tỉnh ủy đã lẳng lặng chờ bên dưới. Mạnh Chí Đạo nhìn xe chạy như bay mà không khỏi dùng giọng cực kỳ tiếc nuối nói với Thôi Nghênh Quốc. Nghênh Quốc, lần này căn bản là không khéo rồi, Bí thư Vương vừa vặn có việc cần phải đi. Lần sau chúng ta tìm cơ hội khác vậy. Thôi Nghênh Quốc cảm thấy rất thất lạc, thế nhưng biểu hiện vẫn tỏ ra cảm tạ Mạnh Chí Đạo. Cảm ơn Bí thư Mạnh, lần sau còn phải làm phiền ngài. Vương Tử Quân không phải không tình nguyện để Mạnh Chí Đạo trò chuyện với mình, mà hắn không có tâm tư trò chuyện vào lúc này, trong đầu hắn chỉ còn lại cuộc điện thoại vừa rồi. Đó là một cú điện thoại của Vương Tử Hoa, nói là lúc này bệnh tình của ông nội đang rất nguy kịch. Thời gian trôi qua, sức khỏe của Vương lão gia tử ngày càng yếu hơn, đặc biệt là khoảng thời gian gần đây càng thêm già yếu. Mặc dù đã mời bác sĩ hạng nhất, hộ lý chuyên nghiệp, đủ mọi phương diện không thiếu, thế nhưng dù là điều kiện tốt cỡ nào cũng không thể thắng được sức mạnh của thời gian. Tháng trước Vương Tử Quân còn đưa Tiểu Bảo Nhi đến thăm ông nội, lúc đó tinh thần của ông cụ rất tốt, Tiểu Bảo Nhi đáng yêu làm cho ông cụ liên tục cười ha hả. Vương Tử Quân nhìn một già một trẻ vui vẻ với nhau. Thế là hắn tràn đầy hy vọng vào sức khỏe của ông nội. Nhưng càng hy vọng thì rõ ràng giống như đâm vào bọt xà phòng, khi Vương Tử Quân đang chú ý công tác, Vương Tử Hoa chợt gọi điện thoại đến, nói là ông cụ đang hôn mê, cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu so sánh với những người căn bản là cùng thế hệ thì Vương lão gia tử căn bản đã rất tốt,
đã được hơn chục năm, thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân nghe được tin tức này cũng cảm thấy rất đau xót. Tuy hắn cố gắng trấn định tâm thần, thế nhưng cảm giác sợ mất đi người thân vẫn làm cho hắn cảm thấy run rẩy. Không nên có việc gì xấu xảy ra mới tốt. Khi xe chạy ra sân bay thì Vương Tử Quân gọi điện thoại cho bí thư Diệp Thừa Dân để xin nghỉ. Diệp Thừa Dân cực kỳ quan tâm đến vấn đề sức khỏe của Vương Lão Gia Tử, dặn dò Vương Tử Quân không nên quá quan tâm đến công tác, có gì cần cứ mở miệng, Lão sẽ chỉ đạo văn phòng tỉnh ủy xử lý gọn gàng. Tuy với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân thì căn bản không cần Diệp Thừa Dân giúp đỡ, thế nhưng hắn vẫn phải cảm tạ ý tốt của bí thư Diệp Thừa Dân. Khi Vương Tử Quân xuống xe, người phụ trách ở sân bay đã nhanh chóng tiến ra nghênh đón. Vốn giám đốc sân bay còn muốn chào hỏi vị lãnh đạo tỉnh ủy trẻ tuổi vài câu, thế nhưng khi thấy gương mặt tối tăm của Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng nuốt những lời nói đã chuẩn bị sẵn của mình vào trong bụng. Sau khi Vương Tử Quân vào trong phòng dành cho khách quý nghỉ ngơi 10 phút thì Mạc Tiểu Bắc đưa Tiểu Bảo Nhi đi đến. Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân ở trong phòng khách quý, nàng cũng không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, dùng hành động của mình để tỏ ra giúp đỡ chồng. Bố, ông cố không có việc gì đấy chứ? Tiểu Bảo Nhi quệt mồm nói, giọng điệu giống như muốn khóc đến nơi. Vương Tử Quân sờ lên mặt Tiểu Bảo Nhi, hắn cố gắng làm cho nụ cười của mình ấm áp một chút, sau đó mở miệng an ủi. Tiểu Bảo Nhi cứ yên tâm, ông cố không có việc gì. Nửa giờ sau thì máy bay đã hạ cánh. Vương Tử Quân kéo bàn tay nhỏ của con trai cùng Mạc Tiểu Bắc đi ra ngoài sân bay. Khi hắn chuẩn bị đón một chiếc taxi đi đến bệnh viện quân khu, một người thanh niên chợt nhanh chóng tiến lên chào đón. Xin hỏi ngài có phải là anh họ của Chủ tịch Vương, là Vương Tử Quân tiên sinh có phải không? Là anh họ của Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân có chút sững sốt, ngay sau đó đã nghĩ đến Vương Tử Hoa. Lúc này Vương Tử Hoa đang là phó chủ tịch một thành phố trong tỉnh Chiết Giang, người thanh niên này có lẽ là vâng lệnh Vương Tử Hoa đến đón mình. Hắn nghĩ đến Vương Tử Hoa, chợt cảm thấy người thanh niên hơn 20 tuổi này có chút quen mặt, hình như đã gặp ở nơi nào rồi. Nhưng Vương Tử Quân lật tung trí nhớ của mình ở tỉnh Chiết Giang mà căn bản không có hình bóng người này. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân khẽ nói. Tôi là Vương Tử Quân. Sau khi nghe được ba chữ Vương Tử Quân thì Bành Thượng Vân có thể xác định người này chính là vị anh họ mà Chủ tịch Vương yêu cầu mình ra đón. Nhưng người anh họ này còn có vẻ trẻ hơn cả Chủ tịch Vương, hơn nữa vợ của Vương Tử Quân căn bản còn xinh đẹp hơn phu nhân của Chủ tịch Vương. Nhưng vợ đẹp thì có được gì? Nào có thể có được quyền lực như của Chủ tịch Vương? Bành Thượng Vân là một quân nhân xuất ngũ ra đảm nhiệm vị trí lái xe cho Chủ tịch Vương. Hắn cảm nhận được đầy đủ sức quyến rũ của quyền lực, cũng bị sức quyến rũ của nó thuyết phục. Trong mắt Bành Thượng Vân thì lãnh đạo của hắn là Vương Tử Hoa, đây chính là một người cực kỳ giỏi giang, trẻ tuổi như vậy mà đã là phó chủ tịch thành phố, đừng nói đến phương diện bố của Chủ tịch Vương là phó chủ tịch tỉnh. Tuy trong mắt Bành Thượng Vân thì Vương Tử Quân căn bản không bằng Chủ tịch Vương, thế nhưng hắn cũng không dám đắc tội với đối phương, dù sao đây cũng là anh của Chủ tịch Vương Tử Hoa. Sau khi leo lên chiếc Santana của Vương Tử Hoa, điện thoại của Vương Tử Quân chợt vang lên, người gọi điện thoại đến là Vương Giải Phóng. Sau khi nối thông điện thoại thì chợt nghe Vương Giải Phóng dùng giọng như chút được gánh nặng nói. Tử Quân, ông của cậu đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn. Vương Tử Quân căn cứ vào giọng nói hưng phấn của Vương Giải Phóng mà thở dài một hơi, đối với hắn thì ông cụ vượt qua thời kỳ nguy hiểm là tin tức tốt đẹp nhất. Vương Tử Quân nói với Vương Giải Phóng rằng sẽ tự mình đi đến bệnh viện, sau đó hắn cúp điện thoại. Hắn không kìm nén được niềm vui, thế nên không khẽ vân về gương mặt non mềm của Tiểu Bảo Nhi, lại lớn tiếng nói. Con trai, ông cố không có việc gì. Khi một nhà Vương Tử Quân đang chìm đắm trong hạnh phúc Vương Lão Gia Tử đã qua giai đoạn nguy hiểm, Bành Thượng Vân cũng mở miệng góp vui. Vương Lão Gia Tử là người hiền gặp chuyện tốt, làm sao có chuyện gì được. Tôi thấy ông cụ còn phải hưởng phúc vài chục năm nữa. Tuy biết rõ Bành Thượng Vân nói ra những lời nịnh hót nhưng thật lòng thì Vương Tử Quân cũng rất vui. Chỉ cần là những lời nói tốt cho Vương Lão Gia Tử, dù không hợp lý thì hắn cũng rất tình nguyện lắng nghe. Tiểu Bành, mượn lời nói may mắn của cậu, xin hỏi cậu đang công tác gì vậy? Nếu người ta đã mở miệng, Vương Tử Quân cũng tất nhiên cũng quan tâm một chút. Bành Thượng Vân căn bản có chút không thoải mái vì Vương Tử Quân gọi mình là Tiểu Bành, dù gì thì hai bên đứng chung một chỗ, Vương Tử Quân vẫn nhìn trẻ hơn cả hắn.
Hơn nữa hắn là cán bộ trong ban lái xe của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Vương cũng chưa từng nhắc đến người anh họ của mình, xem ra người này là một giảng viên đại học. Nhưng Bành Thượng Vân có mất hứng cũng không dám nói, dù sao đối phương cũng là anh của Chủ tịch Vương, vì vậy hắn mỉm cười đáp. Nhà tôi ở thành phố Vân Hoa, đầu năm nay chuyển nghề vào công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố, lúc này là lái xe cho Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không hỏi đến chuyện công tác của Bành Thượng Vân, chỉ hỏi vài chuyện gia đình, nhưng trong lòng thầm nghĩ xem mình sao lại quen mặt đối phương như vậy. Nhưng Vương Tử Quân cũng không nhắc đến điều này, vì lái xe là người luôn đi theo chủ, chỉ một lát sau Bành Thượng Vân đã nói về những việc lớn của Chủ tịch Vương trong thành phố, hơn nữa còn là vài thông tin lãnh đạo tỉnh ủy tín nhiệm Chủ tịch Vương của mình như thế nào. Vương Tử Quân căn bản chỉ nghe mà không có ý kiến gì. Trạng thái trầm mặc của Vương Tử Quân làm cho Bành Thượng Vân sinh ra ý nghĩ khác, tất nhiên bộ dạng kia giống như là người không tiếp xúc chính trị. Bành Thượng Vân tuy nói đủ chuyện nhưng lái xe rất tốt, 20 phút sau đã dừng lại ở bệnh viện quân khu. Lúc này Vương Tử Quân đã hoàn toàn bình tĩnh lại, tuy hắn vội vàng vì ông nội, thế nhưng lúc này đã có đủ biểu hiện ung dung bình tĩnh. Anh Tử Quân, Tô Anh mặc một chiếc váy dài màu tím tranh thủ tiến lên chào đón. Thiếu nữ năm xưa bây giờ đã là một người mẹ, lúc này gương mặt nàng có vẻ khá đau thương, hai mắt hơi đỏ hồng. Ông nội đã tỉnh lại rồi à? Vương Tử Quân nhìn Tô Anh rồi vội vàng hỏi. À, đã tỉnh, nhưng tinh thần kém hơn trước kia rất nhiều. Tô Anh nói rồi nước mắt lại rơi xuống. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó hắn đi về phía phòng bệnh. Khi hắn đẩy cửa đi vào, thấy Vương Lão Gia Tử mặc áo bệnh nhân lẳng lặng nằm bên kia. Cánh tay lộ gân xanh, cơ thể vô lực. Vương Lão Gia Tử nhìn thấy Vương Tử Quân thì ánh mắt sáng rực lên, nhưng há miệng mà không nói được lời nào. Bộ dạng của ông nội làm cho Vương Tử Quân cảm thấy thảm thiết, hắn nắm bàn tay của ông, cảm thấy trong lòng có ngàn vạn lời nói nhưng lại thấy tất cả chỉ là dư thừa. Tử Quân, bác sĩ nói ông cụ đã qua giai đoạn nguy hiểm, lúc này sức khỏe suy yếu, hai người nữa sẽ khỏe lại. Vương Quang Vinh vỗ vỗ vai Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Quang Vinh đến sớm hơn Vương Tử Quân một chút, mái đầu hoa râm làm cho lão có chút già lão. Tuy là người của hai thế giới nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy trong lòng có chút ê ẩm. Vì thân phận của Vương Lão Gia Tử, vì vậy thỉnh thoảng có người đến an ủi, chẳng những có bộ hạ cũ của Vương Lão Gia Tử, còn có lãnh đạo tỉnh. Chỉ cần nửa ngày cũng làm cho phòng bệnh đầy hoa tươi. Trong quan trường ít khi biểu hiện quá quy củ, thế nhưng thực tế thì chỗ nào cũng chú trọng quy củ. Có những quy củ cũng được áp dụng trong phòng bệnh. Nói về hành động chủ yếu nhất là bắt tay, người cấp bậc cao nhất lúc này là Vương Quang Vinh. Vì Vương Quang Vinh là phó chủ tịch thường vụ thành phố Ma Đô, cấp phó bộ, thật sự có địa vị có danh phận. Chương 1156, điển hình tuổi trẻ tài cao. Nếu so sánh với Vương Quang Vinh thì Vương Giải Phóng có chút xấu hổ, dù là chú của Vương Tử Quân, thế nhưng thời gian trở thành thường ủy tỉnh ủy còn ít hơn cả Vương Tử Quân. Hơn nữa cũng chỉ có vị trí trước thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy trong ban ngành thường ủy mà thôi, vì vậy nên có chút kém thế. Có vài người bắt tay Vương Tử Quân trước, cũng có người bắt tay Vương Giải Phóng trước, thật sự có chút lộn xộn. Mặc dù cũng không có ai có tâm tư so đo, thế nhưng người đến thăm Vương Lão Gia Tử càng nhiều thì vẫn có người lưu ý đến phương diện này. Đây là một sự giác ngộ, nếu như không cẩn thận suy xét thì căn bản không có vấn đề, nếu như xem xét sâu xa. Có thể tìm ra nhiều ý nghĩa khác nhau. Sự việc này căn bản là cực kỳ vi diệu, nếu không phải là người sâu sắc thì căn bản khó thể nào phát giác được. Vương Tử Hoa là người trẻ tuổi đã là phó chủ tịch thành phố, bây giờ là phúc lớn, là điển hình tuổi trẻ tài cao trong mắt nhiều người. Thế nhưng hôm nay hắn nhìn tình huống xấu hổ của bố mình, trong lòng có chút hương vị khác thường. Tuy Vương Tử Quân là người đi càng xa thì càng có lợi, thế nhưng đối mặt với một người anh như vậy, áp lực của hắn là quá lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn ít nhắc đến Vương Tử Quân. Những người đến thăm Vương Lão Gia Tử chủ yếu là lãnh đạo ban ngành tỉnh ủy và các vị cựu chiến binh, thân phận quá rõ ràng. Vì vậy khi bọn họ đến thăm hỏi thì chỉ cần bắt tay ân cần thăm hỏi ba người Vương Quang Vinh, còn Vương Tử Hoa căn bản không được đứng chen vào. Vương Tử Hoa không được ở bên cạnh, tất nhiên Bành Thượng Vân cũng là như vậy, hắn đi bên ngoài hành lang cùng bị thư ký của Vương Giải Phóng chỉ huy làm nhiều việc vặt. Cũng không rảnh rỗi. Nhưng là như vậy thì hắn cảm thấy rất vui. Dù sao hắn thấy được nhiều đại nhân vật đến thăm hỏi gia trưởng Vương gia,
Điều này nói rõ tương lai của Chủ tịch Vương là vô hạn. Hắn là một lái xe cho lãnh đạo, cuộc sống sau này cũng tốt hơn hẳn. Anh Triệu, anh nhìn xem, đó là xe số 1 tỉnh ủy. Bành Thượng Vân căn bản rất quan tâm đến số xe của lãnh đạo tỉnh ủy, khi hắn đứng bên cạnh cửa sổ lơ đãng nhìn ra bên ngoài, chợt hô lên với thư ký của Vương Giải Phóng. Vương Giải Phóng luôn biểu hiện mình là lãnh đạo trước mặt Bành Thượng Vân, nhưng khi nghe nói là xe số 1 của tỉnh ủy đến thì cũng bất chấp nhiều, hắn nhìn qua rồi vội vàng nói. Cậu ở đây xem xét, tôi đi báo cho lãnh đạo một tiếng. Bành Thượng Vân đồng ý một tiếng giống như nhận được nhiệm vụ gì trọng đại, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe số 1 tỉnh ủy, giống như sợ chiếc xe kia biến mất. Nhưng hắn cũng không ý thức được rằng dù mình có nhìn chằm chằm vào cũng không làm được gì hơn. Nhưng ít nhất thì Bành Thượng Vân cũng sẽ được báo đáp, ít nhất cũng là người đầu tiên thấy bí thư tỉnh ủy Chiết Giang Hàn Điền Thịnh chạy đến. Hắn nhìn gương mặt bí thư tỉnh ủy Hàn Điền Thịnh rõ ràng hiện ra trước mặt, thế là trong lòng hắn không khỏi có chút kích động. Dù thế nào thì hắn cũng có được cơ hội tận mắt trông thấy lãnh đạo tỉnh ủy. Khi Bành Thượng Vân cảm thấy cực kỳ hưng phấn thì thấy lãnh đoàn lãnh đạo từ trong nhà đi ra. Đi đầu là bác của Chủ tịch Vương, nghe nói là Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố Ma Đô, trước kia là Thư ký trưởng Văn phòng tỉnh ủy Chiết Giang. Sau khi nghe nói về vị trí hiện tại của bác lãnh đạo, hắn thật sự có chút kích động. Dù sao thì trong nhà có hai vị cán bộ cấp phó bộ, tương lai của Chủ tịch Vương sẽ càng tiến lên như diều gặp gió. Ủa, sao Vương Tử Quân kia lại đi ra, còn Chủ tịch Vương đâu? Khi thấy trong số người đi ra đón Hàn Điền Thịnh không có lãnh đạo của mình thì Bành Thượng Vân có chút thất vọng. Dù sao thì lúc này lộ mặt trước lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy là một chuyện cực kỳ tốt với đường làm quan của tất cả mọi người. Bành Thượng Vân nhìn đoàn người Vương ra bắt tay với bí thư Hàn Điền Thịnh, sau đó vây quanh bí thư Hàn như sao sáng quanh trăng đi vào phòng bệnh, hắn chợt co đầu rụt cổ. Hắn sợ mình đứng đây rình coi bị lãnh đạo phát hiện, như vậy thì rất oan uổng. Vương Tử Quân chủ động đứng sau lưng Vương Giải Phóng, mặc dù nói về vị trí thì hắn đứng trên chú mình, thế nhưng hắn vẫn phải giữ thể diện cho chú. Hàn Điền Thịnh căn bản là lần đầu tiên thấy mặt Vương Tử Quân, khi bắt tay thì tỏ ra rất khách khí. Gương mặt treo nụ cười như đón gió xuân. Bí thư Hàn trò chuyện càng bình dị gần gũi, làm cho người ta cảm nhận được sức quyến rũ rất lớn. Vương Tử Quân là một trong những cán bộ trẻ tuổi nhất của cấp bậc phó bộ, được Hàn Điền Thịnh cực kỳ coi trọng, thế cho nên 2/3 lời nói đều dành cho Vương Tử Quân. Tuy tinh lực chủ yếu đặt trên phương diện trò chuyện với Hàn Điền Thịnh thế nhưng Vương Tử Quân vẫn rất chú ý, đó là chú Vương Giải Phóng và bí thư Hàn Điền Thịnh căn bản không có quá nhiều cảm tình. Cũng may mọi người ở trong quan trường, căn bản là làm tốt tất cả công tác vặt vãnh. Trên quan trường có ai mà không như thế, cho dù là cựu địch thì cũng phải ngậm trong miệng, nếu không sẽ mất thân phận, còn biểu hiện kém trưởng thành. Chút vấn đề như thế này nếu không giữ vững, căn bản khó phát triển tốt trong quan trường. Vương Giải Phóng là một vị phó chủ tịch thường vụ tỉnh có vị trí khá thấp trong ban ngành thường ủy, phải là người xử lý tốt quan hệ với bí thư tỉnh ủy mới đúng. Mặc dù hai người tỏ ra rất thân mật, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm nhận được sự khác biệt. Cảm giác là một chuyện, bây giờ Vương Tử Quân căn bản không thể nói ra. Hắn cùng Hàn Điền Thịnh đi lên lầu, cố gắng áp chế nghi vấn trong lòng. Vương Tử Quân cảm thấy tâm ý viên mãn, hắn đi cùng Hàn Điền Thịnh vào trong phòng, căn bản không chú ý đến Bành Thượng Vân đứng ở bên kia. Lúc này Bành Thượng Vân đứng nơi đó nhưng căn bản là không ai quan tâm đến sự hiện hữu của hắn. Anh Triệu, tôi thấy bí thư Hàn rất bình dị gần gũi, vừa rồi còn khen thưởng chủ tịch chúng ta hai câu. Bành Thượng Vân nói rồi nhìn về phía Vương Tử Quân rồi dùng giọng tò mò nói. Anh họ của chủ tịch Vương làm gì thế? Ai cơ? Thư ký Triệu nhìn cánh cửa bị đóng lại, lúc này mới có thời gian chú ý đến Bành Thượng Vân. Chính là người vừa rồi trò chuyện với bí thư Hàn. Bành Thượng Vân sờ đầu rồi khẽ nói. Hình như tên là Vương Tử Quân. Vẻ mặt thư ký Triệu chợt trầm xuống, hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn Bành Thượng Vân. Tiểu Bành, lời này anh chỉ nên nói với tôi, nếu như bị người ta nghe được, chỉ sợ anh cũng đừng hòng làm lái xe cho chủ tịch Vương. Vương Tử Quân là cái tên mà anh có thể gọi sao? Bí thư Vương là thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang, nếu so về vị trí thậm chí còn vượt qua cả chủ tịch tỉnh Vương. Bành Thượng Vân nghe những lời này mà đỏ mặt tía tai, chợt nói. Trời ạ, khôn ngờ còn trẻ mà vị trí lại cao như thế.
Khi Bành Thượng Vân đang cực kỳ cảm khái thì đoàn người Vương Tử Quân và bí thư Hàn Điền Thịnh đã đi ra. Trước khi Hàn Điền Thịnh lên xe còn bắt tay cười nói với Vương Tử Quân. Bí thư Tử Quân, tỉnh Chiết Giang là quê hương của anh, sau này nếu Nam Giang bên kia có chuyện gì tốt, mong cậu quan tâm đến Chiết Giang nhiều hơn. Chương 1157, muốn làm việc thành công phải là mặc áo đen đi đêm. Bí thư Hàn quá khách khí rồi, có ai mà không thương nhớ quê hương, có gì cũng phải nhớ đến quê hương, tất nhiên có gì tốt tôi sẽ không chối từ, sẽ nghe theo lời phân phó của bí thư Hàn. Vương Tử Quân duỗi hai tay bắt tay Hàn Điền Thịnh rồi mỉm cười nói. Hàn Điền Thịnh dừng lại hơn 2 phút, sau đó rời khỏi bệnh viện. Sau đó còn có 5-6 lãnh đạo tỉnh ủy đi đến, mãi đến khi trời tối mới dần dần vắng người. Trải qua một ngày trị liệu thì Vương Lão Gia Tử trở nên khá hơn, buổi tối cũng dùng được chút cháo, sau đó ngủ mê man. Sau khi xác định ông cụ không có vấn đề, đám người Vương Quang Vinh mới thở ra một hơi, tuy đây phòng bệnh cao cấp thế nhưng cũng không nên ở lâu. Cô Vương Ái Hoa của Vương Tử Quân chủ động ở lại hầu hạ ông cụ, đoàn nàng Vương Tử Quân được Vương Giải Phóng thu xếp đi dùng cơm. Lúc này thành phố Giang Thị vẫn là đèn đường huy hoàng, thế nhưng Vương Tử Quân lại sinh ra chút lạ lẫm. Dù sao hắn đã lâu rồi không ở thành phố Giang Thị, dù là lúc đến thăm ông nội cũng căn bản không đi dạo phố. Sắp xếp cho một đoàn người dùng cơm căn bản là chuyện đơn giản với Vương Giải Phóng, đoàn người đi vào một khách sạn cũng khá cao cấp, sau đó giám đốc khách sạn cũng phải đi ra chào đón. Chủ tịch Vương, đã sắp xếp xong, mời ngài. Vị giám đốc khách sạn rất cung kính với Vương Giải Phóng, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Vương Giải Phóng ừ một tiếng, sau đó nói với Vương Giải Phóng. Anh, khách sạn này khá tốt, đồ ăn cũng khá ngon, chúng ta vào đây ăn một bữa vậy. Vì Vương Lão Gia Tử không có vấn đề gì nên tâm tình của Vương Quang Vinh cũng thả lỏng xuống. Cũng là người nhà cả, cứ tùy tiện là được. Tuy Vương Quang Vinh nói cứ tùy ý, thế nhưng khách sạn cũng không phải tùy ý như vậy. Sau khi nhóm người Vương Tử Quân chia ra ngồi xuống hai bàn, đủ mọi thức ăn được đưa lên. Giám đốc khách sạn cũng rất biết đúng mực, dù rất muốn lộ mặt nhưng biết không nên quấy nhiễu bữa cơm gia đình, vì vậy chỉ đi đến cửa rồi cáo từ. Anh, Tử Quân, Thuận Tân, hôm nay thật sự cảm ơn trời đất, ông cụ không có việc gì, chúng ta cạn chén xem như an ủi. Vương Giải Phóng nâng ly rượu lên dùng giọng đề nghị nói. Vương Tử Quân nhìn vẻ nhiệt tình của chú mình mà khẽ nhíu mày. Nhị thúc xem ra vẫn còn có chút áp chế, dù thế nào cũng không nên đặt mình trước mặt rượu mới đúng chứ. Tô Thuận Tân vốn có chút mẫn cảm ở Vương gia, dù sao cũng không được tự nhiên. Tuy trong lòng oán trách, thế nhưng Vương Tử Quân nâng ly lên lại khẽ cùng với Tô Thuận Tân, hành động mờ ám này của hắn làm cho vẻ mặt của Tô Thuận Tân đã dễ nhìn hơn. Bữa cơm này dù là khá ngon nhưng vì ông cụ còn nằm trên giường bệnh nên cũng không ai quá thả lỏng, chỉ nửa giờ sau thì tan cuộc. Vương Giải Phóng đáng lý còn phải trực đêm, thế nhưng cuối cùng hai cha con Vương Quang Vinh và Vương Tử Quân lại giành mất. Hai người bọn họ công tác bận rộn, sáng mai còn phải quay về. Bệnh viện sắp xếp cho Vương Lão Gia Tử rất tốt, trong phòng có một phòng xếp, có đầy đủ dụng cụ gia đình và giường ghế nghỉ ngơi, có thể nói là đầy đủ. Sau khi Tiểu Bảo Nhi đi ngủ, Vương Tử Quân để cho Mạc Tiểu Bắc và mẹ đi về nhà. Sau khi cho ông cụ uống nước, ông cụ khẽ giơ ngón tay lên, thế nhưng không thể nào mở hết các ngón ra được. Vương Tử Quân nhanh chóng đặt bàn tay của mình vào nắm lấy bàn tay ông cụ, thế là ông cụ mới ngủ. Vương Tử Quân đi vào pha trà, hắn rót một ly cho bố rồi cười nói. Bố, gần đây bố công tác thế nào? Vương Tử Quân luôn nhớ kỹ một câu, muốn thành công thì cần phải mặc áo đen đi đêm. Đặc biệt là người trong quan trường, càng cần phải an phận. Vì vậy khi vị trí lên cao, hắn căn bản rất ít khi rêu rao trước mặt dân chúng, số lần đến thành phố Ma Đô thăm bố cũng ít dần đi. Người trong quan trường căn bản là thân bất do kỷ, cha con ngồi xuống trò chuyện với nhau cũng khá ít. Vương Quang Vinh nhìn đứa con trưởng thành tự tin của mình, trong lòng có chút tự hào, cũng có chút tiếc nuối. Tuy người khác nhắc đến Vương Tử Quân luôn dùng lời khích lệ, thế nhưng con càng vĩ đại thì càng không ở bên cạnh mình. Nếu như Vương Tử Quân là một người thường, như vậy sẽ có thời gian đi dạo bên cạnh mình. Nhưng Vương Tử Quân thì lại khác, khi mà đám con cái của các ông bạn già còn đang làm loạn, con trai của lão đã đi đến vị trí khác biệt rồi. Mặc dù không cùng công tác một chỗ với Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Quang Vinh biết con trai mình đi lên không dễ dàng gì.
đặc biệt là ở tỉnh Sơn Nam, tất cả đều phải dựa vào tự bản thân Vương Tử Quân. Tất nhiên Vương Tử Quân phát triển gian khổ làm cho Vương Quang Vinh tự hào, đồng thời cũng có chút không muốn. Cũng không tệ lắm, công tác thuận lợi, Bí Thư Lâm đang thúc đẩy xây dựng khu kinh tế mới, hiệu quả rất cao, được lãnh đạo tán thưởng. Vương Tử Quân biết rõ những gì bố mình đang nói, vì trước khi Lâm Trạch Viễn áp dụng các phương pháp chính trị ở thành phố Ma Đô đã từng trưng cầu ý kiến của hắn, có thể nói là hắn còn hiểu hơn cả bố mình là Vương Quang Vinh. Tuy Lâm Trạch Viễn là người có năng lực chấp hành rất mạnh và ánh mắt nhìn xa trông rộng, thế nhưng Vương Tử Quân là người có tri thức hai đời, thế nên hai bên vẫn có chút chênh lệch. Tri thức của Vương Tử Quân kết hợp với năng lực bản thân của Lâm Trạch Viễn, làm cho Lâm Trạch Viễn có thể cho ra những phương án thích hợp nhất để giải quyết những vấn đề tồn tại ở thành phố Ma Đô mà thậm chí là trong cả nước. Hành động của Lâm Trạch Viễn liên tục bị người ta bắt chước, thậm chí được tuyến trên tán thành, trở thành phương châm chính sách mở rộng khắp nước, làm cho uy vọng của Lâm Trạch Viễn liên tục tăng tiến. Thậm chí trong số những người cạnh tranh cùng hàng ngũ thì Lâm Trạch Viễn xem như chiếm nhiều ưu thế tuyệt đối. Một vài hãng truyền thông can đảm ở nước ngoài thậm chí còn cho ra không ít dự đoán. Bố, chú Lâm bây giờ cần cực kỳ ổn định, có một số việc bố nên nhắc nhở chú ấy một chút. Vương Tử Quân nghĩ đến một lần gọi điện thoại cho Lâm Trạch Viễn, thế là trầm giọng nói. Vương Quang Vinh cười cười, lão căn bản chưa từng hoài nghi khứu giác chính trị của con mình. Nhưng mình và Lâm Trạch Viễn cộng lại đã hơn 100 tuổi, thế mà còn phải để cho một người trẻ tuổi như Vương Tử Quân mở lời dặn dò, điều này làm cho lão có chút xấu hổ. Được rồi, chú Lâm là hạng người gì thì con cũng biết, cũng không cần con phải quan tâm. Vương Tử Quân cười cười, sự quan tâm của hắn có thể là dư thừa, với trình độ nhìn xa trông rộng của Lâm Trạch Viễn, Bí Thư Lâm sẽ rất ổn định giải quyết vấn đề. Tử Quân, nghe nói con nổi nóng ở tỉnh Nam Giang sao? Vương Quang Vinh uống một ngụm trà rồi dùng giọng nghiêm túc hỏi, mặc dù đang công tác thế nhưng lão cảm thấy sự chênh lệch với con trai, nhưng dù sao cha cũng là cha, cũng phải quan tâm đến con trai. Vương Tử Quân biết rõ Vương Quang Vinh nói đến sự kiện mình lớn tiếng ở hội nghị thường ủy Nam Giang, hắn cười cười nói. Bố, nếu con không làm như vậy, chỉ sợ cũng bị mất quyền lực. Chương 1158, đọc sách với Thái tử, anh và người ta căn bản không cùng một cấp. Vương Tử Quân thấy ông nội có chút mệt mỏi, thế là cảm thấy rất đau thương, rất khó chịu, lại không dám mở miệng khóc, lòng dạ giống như bị vò nát vậy. Vương Tử Quân nắm chặt bàn tay ông nội không buông, Vương lão gia tử giống như hiểu được tâm tình của hắn, lão cười nói. Ông tự biết rõ bản thân mình, Tử Quân à, cháu cũng đừng đau lòng. Từ năm 18 ông đã tham gia cách mạng, đã trải qua nhiều sinh tử, có một số việc đối với ông thì căn bản đã thấy được từ sớm rồi. Hơn nữa ông đã sống được rất lâu rồi, con cháu cũng xem như đầy đàn, những người trước kia cùng tham gia cách mạng căn bản đã hy sinh trên chiến trường, đối với bọn họ thì ông không phải đã biết được rất nhiều rồi sao? Trong nhà này, cô của cháu căn bản là khá thoải mái, dượng của cháu công tác ở xí nghiệp, căn bản là người trầm ổn, ông cũng rất yên tâm. Bố của cháu, mặc dù không có năng lực quá lớn, thế nhưng làm việc ổn định, cũng là người thành khẩn. Tuy không có không gian phát triển quá lớn, thế nhưng ít nhất cũng không có chuyện gì. Vương lão gia tử nói đến đây thì dùng ngón tay khô gầy chỉ lên trán của Vương Tử Quân rồi nói. Chỉ còn cháu, mặc dù đôi khi cực kỳ lớn gan, thế nhưng là người thận trọng, làm việc đáng tín nhiệm, ông cũng không hy vọng cháu chịu thiệt thòi. Điều làm cho ông không yên tâm, chính là nhị thúc của cháu. Nhị thúc của cháu là người có hùng tâm, cũng có bản lĩnh, thế nhưng làm việc lại không được. Nó không những tàn nhẫn, còn có chút cay nghiệt thiếu tình cảm, loại tính cách này cuối cùng cũng đưa đến phiền toái và thiệt hại lớn cho mình. Vương Tử Quân cố nén nước mắt, hắn nhìn cơ thể khô gầy của ông nội, sau đó nói lời an ủi. Ông cứ yên tâm, nhị thúc không có việc gì, không phải còn có cháu sao? Vương lão gia tử đinh nói thêm điều gì đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Tiểu Bảo Nhi cầm lấy một đóa hoa nở rộ vui vẻ xông vào. Ông cố, chúc ngài mau sớm khôi phục khỏe mạnh, như vậy mới chơi trốn tìm với cháu được nữa chứ. Tiểu Bảo Nhi vừa đưa đóa hoa lên cho ông cố vừa dùng giọng vui vẻ trong trẻo nói. Khi thấy Tiểu Bảo Nhi thì trên mặt Vương lão gia tử xuất hiện nụ cười vui vẻ. Lão tiếp nhận đóa hoa trong bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Bảo Nhi, sau đó cười ha hả nói. Tốt, lần này ông sẽ theo sát cháu. Không được phép khóc đấy nhé. Vương Tử Quân tuy rất muốn ở thêm 2 ngày, thế
thế nhưng vì nguyên nhân công tác mà không thể không lên máy bay quay về Nam Giang. Mạc Tiểu Bắc vốn ở lại, cuối cùng lại bị Vương Lão Gia Tử ép phải đi. Vương Tử Quân lên máy bay mà liên tục rơi lệ, Vương Lão Gia Tử nói những lời kia làm cho trong đầu hắn sinh ra nhiều dự cảm bất thường. Tuy với độ tuổi của ông cụ bây giờ căn bản là khó có được, thế nhưng hắn là con cháu, ai tình nguyện tiếp nhận sự thật tàn khốc này. Nhưng những tâm tình không tốt này cũng chỉ được Vương Tử Quân che giấu trong lòng, Tiểu Bảo Nhi nhanh chóng đi ngủ, Mạc Tiểu Bắc khéo léo đưa cho hắn một chiếc khăn tay, tỏ ý đừng để cho con nhìn thấy. Bí thư Vương. Khi Vương Tử Quân đi ra khỏi sân bay, Du Giang Vĩ, Phu Trường Long đã tiến lên đón chào, cũng có một chiếc xe 30 chỗ của Ủy ban Tư pháp chạy đến. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với nhóm người Vu Trường Long, sau đó lên xe. Vì có Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi ở đây, thế cho nên Vương Tử Quân cũng không dám nói đến chuyện công tác. Mãi đến khi xe vào nhà, Phu Trường Long mới đi đến phòng làm việc báo cáo công tác hai ngày nay cho Bí thư Vương. Vì Vương Tử Quân là người khống chế thế chủ đạo của Ủy ban Tư pháp, thế cho nên tất cả công tác đều phải được vận hành trong lòng bàn tay của hắn. Sau khi nói đến vài công tác, Vương Tử Quân chợt hỏi Vu Trường Long. Bây giờ có tin tức gì về tình hình điều chỉnh nhân sự trong tỉnh hay không? Bí thư Vương, danh sách của Ủy ban Tư pháp chúng ta đã được đưa ra, lần này tổng cộng có 3 cán bộ của Ủy ban Tư pháp được khảo sát, trong đó Bí thư Mạnh chuẩn bị tiến lên làm Bí thư Thị ủy thành phố Ô Phổ. Vu Trường Long nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Vu Trường Long căn bản cũng có ý nghĩ của mình về phương diện điều chỉnh nhân sự lần này, vị trí trong cơ quan như bãi đậu xe, chỉ cần một chiếc xe chạy đi sẽ có một chiếc khác chạy đến lấp đầy chỗ trống. Anh phải tìm đúng thời cơ, nắm chặt lái xe vào đúng vị trí, nếu không thì chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe khác chạy vào chiếm chỗ mà thôi. Chỉ cần có một vị phó bí thư được điều động, như vậy sẽ có cơ hội cho Vu Trường Long tiến lên. Nhưng bây giờ hắn thật sự cảm thấy rất rối loạn. Với thân phận của Vu Trường Long, nếu muốn nói với Bí thư Vương thì căn bản là khá đơn giản, vấn đề là phải biểu đạt ý nghĩ của mình thế nào đây. Cũng không thể nói rằng, thưa Bí thư Vương, tôi cảm thấy mình là người có năng lực rất mạnh, thành tích cũng không thiếu, hy vọng tổ chức có thể gia tăng trọng trách cho tôi. Nếu như không nói như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Anh cũng không thể cầm một số tiền lớn đến quăng ra trước mặt Bí thư Vương, nói là tôi muốn làm quan. Vì vậy những ngày qua Vu Trường Long cảm thấy tâm tình như gió thổi cỏ lay, căn bản không được yên tĩnh. Vương Tử Quân nhướng mày, Bí thư Thị ủy thành phố Ô Phổ, chức vụ này cũng không dễ cạnh tranh. Chưa nói đến phương diện Ô Phổ là thành phố có vị trí địa lý quan trọng, hơn nữa hắn cũng biết vài người cạnh tranh nhau vị trí Bí thư Thị ủy Ô Phổ, với thực lực của Mạnh Chí Đạo thì căn bản khó thể nắm chắc vị trí Bí thư Thị ủy trong tay. Dù là Phó Thư ký trưởng Triệu Cao Tề hay là Chủ tịch thành phố Ô Phổ là Khổng Bình Cương cũng có lý lịch và lực ảnh hưởng không phải là Mạnh Chí Đạo có thể so sánh được. Lúc này Mạnh Chí Đạo cạnh tranh với hai người kia, căn bản là không có chút ưu thế. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân trầm giọng nói. Không phải vị trí nhân tuyển cho Bí thư Thị ủy Ô Phổ chỉ có một mình Bí thư Mạnh đấy chứ. Nghe nói còn có Triệu Cao Tề và Khổng Bình Cương. Vu Trường Long cũng không che giấu mà thành thật đáp. Vương Tử Quân không nói gì thêm, hắn lại hỏi về tình huống khảo sát của hai người còn lại. Hai người kia được khảo sát đến nhận cấp phó ở ban ngành thị ủy, nhưng đáng tiếc là hai người kia căn bản không nằm trong vòng lo nghĩ của Vương Tử Quân. Ví dụ như trưởng phòng Thôi Nghênh Quốc của ban tuyên truyền giáo dục, người này công tác không có gì hay, thế nên Vương Tử Quân căn bản không quan tâm. Nhưng lúc này đối phương lại là nhân tuyển cho vị trí phó chủ tịch thành phố Lâm Hồ, còn là nhân tuyển duy nhất. Vương Tử Quân căn bản gật đầu nói với Vu Trường Long. Tôi biết rồi. Vu Trường Long nhìn sự trầm mặc của Vương Tử Quân, hắn cũng không dám ở lâu trong phòng của lãnh đạo. Hắn nhanh chóng rời đi, sau khi ra khỏi phòng thì Vương Tử Quân khẽ cau mày. Kết quả này nhìn vào thì giống như coi trọng cán bộ của ngành tư pháp. Thế nhưng thực tế lại căn bản chỉ là dùng thủ đoạn nhỏ để không cho người ta tiến lên, biểu hiện với người khác rằng khối tư pháp căn bản không có quyền quyết định nhân sự. Nếu như lãnh đạo đứng đầu đơn vị không nói gì, như vậy uy vọng ở đơn vị sẽ giảm xuống rất thấp. Lúc này đám người trong khối tư pháp tỏ ra cực kỳ trung thành tận tâm với Vương Tử Quân, tất nhiên bọn họ làm như vậy cũng là vì tương lai có hồi báo. Nếu Vương Tử Quân không thể nào hồi báo cho bọn họ, như vậy tất cả sự trung thành tận tâm sẽ bị ảnh hưởng. Trong đơn vị thì lãnh đạo đứng đầu lúc nào cũng cần trợ thủ đến giúp việc,
mặc dù anh không nói lời nhiệt huyết, thế nhưng nếu muốn phát triển kế hoạch lớn của mình, ít nhất cũng phải có người bên dưới hưởng ứng tích cực, nếu tất cả là lý luận suông thì căn bản là vô nghĩa. Hơn nữa đám phụ tá đắc lực nếu cảm thấy tương lai của mình không được anh xem trọng và có tác dụng quyết định, như vậy uy tín và lực hiệu triệu của anh sẽ bị khiêu chiến nghiêm trọng. Lúc này nhìn danh sách khảo sát thì có vẻ như rất công bằng, thế nhưng thực tế lại có thứ gì đó đang che giấu, căn bản là ai cũng cảm nhận được điều này. Mình không đi thì người ta sẽ làm khó, Vương Tử Quân nghĩ đến cạnh tranh của Mạnh Chí Đạo ở vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ, hai nắm đấm không khỏi siết chặt vài phần. Mạnh Chí Đạo đứng bên ngoài phòng làm việc của Vương Tử Quân mà cảm thấy có chút bất an, hắn căn bản không có chút lo lắng về phương diện cạnh tranh vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ. Hắn là một cán bộ công tác lâu năm, hắn căn bản hiểu rõ tình huống của tỉnh Nam Giang là như thế nào. Dù là phó thư ký trưởng Triệu Cao Tề của văn phòng tỉnh ủy hay là chủ tịch Khổng Bình Cương của thành phố Ô Phổ đều là những cán bộ mà Mạnh Chí Đạo căn bản không thể nào so sánh được, dù là lý lịch hay uy vọng thì hắn cũng thua kém đối phương rất xa. Lúc này có người đưa Mạnh Chí Đạo lên cạnh tranh một vị trí với hai người kia, căn bản là muốn hắn cùng đọc sách với thái tử. Đây là sự kiện khó thể nào thành công, hắn cũng không tình nguyện vung tay chạy trọt quan hệ. Đặc biệt là sau khi nghe nói được những lời châm chọc của người ngoài, hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Mình nhất định là bị người ta coi là hồ ly, anh nói xem, biết rõ không thể làm mà vẫn bị ép làm là sao? Chỉ là lời này có thể nói được với Bí Thư Vương sao? Bí Thư Vương dù không nói rõ, thế nhưng hắn cũng cảm giác được. Đó là Bí Thư Vương hy vọng cán bộ của khối tư pháp được điều động có vị trí tốt. Bí Thư Vương có ý nghĩ này căn bản là chuyện tốt với cán bộ bên dưới, thế nhưng lý tưởng thì tốt nhưng sự thật lại là xương cốt, làm cho người ta cảm thấy Bí Thư Vương không được như ý. Mạnh Chí Đạo trầm ngâm giây lát vẫn cắn răng gõ cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân đang lật xem văn kiện, khi thấy Mạnh Chí Đạo đi vào thì hắn chỉ về phía ghế salon, tỏ ý cho Mạnh Chí Đạo ngồi xuống. Bí Thư Vương, sức khỏe của ông cụ đã tốt lên chưa? Mạnh Chí Đạo châm cho Vương Tử Quân một điếu thuốc rồi dùng giọng quan tâm hỏi. Vương Tử Quân cười cười nói. Đã khá tốt rồi, tạm thời không có vấn đề gì lớn. Ôi, anh xem, người có tuổi thì sức khỏe không bằng trước kia được. Hoàn cảnh khí hậu của Nam Giang cũng không tệ, theo tôi thấy thì Bí Thư Vương không bằng đưa ông cụ đến đây. Trước đó tôi có đọc một quyển tạp chí. Nói là dựa theo phân tích của chuyên gia, nếu người lớn tuổi thay đổi địa phương thường xuyên, sẽ có sự trợ giúp rất lớn đến sức khỏe. Thế thì phải thử một chút, nhưng ông cụ nhà tôi quen với phương Bắc, chỉ sợ không muốn đi. Vương Tử Quân cảm khái nói một câu, sau đó nói sang chuyện khác. Chí Đạo, anh xem phong thư này đi. Mạnh Chí Đạo nhanh chóng tiếp nhận phong thư của Vương Tử Quân. Thấy bên trong là nội dung lên án con trai Uông Kính Đỗ của trưởng phòng tổ chức Uông Dừng Minh của thành phố Ô Phổ, tên này vì một người phụ nữ mà đâm chết người. Trong bức thư ghi rõ khi đó công an đến thì kẻ giết người được nhận định là Uông Kính Đỗ, nhưng đến ngày hôm sau thì lại biến thành Lý Nhị Hồng. Lúc này gia đình người bị hại không phục, quyết định đòi lại lý lẽ cho con mình. Mạnh Chí Đạo nhìn nội dung của phong thư mà cảm thấy có 7 phần đáng tin, nhưng hắn biết sự việc muốn điều tra cho tốt cũng không dễ dàng. Dù sao thì đối phương đã có sẵn sự chuẩn bị, hơn nữa có rất ít người chịu khó chọc vào sự kiện xảy ra ở thành phố Lâm Hồ. Bí Thư Vương, thành phố Lâm Hồ. Vương Tử Quân biết rõ Mạnh Chí Đạo muốn nói gì, hắn khẽ khoát tay nói. Chuyện này đã được gia thuộc của người bị hại phản ánh, như vậy chúng ta cần phải điều tra chân tướng cho thật sự rõ ràng. Đi đến thành phố Lâm Hồ rõ ràng là chọc vào tổ ong vò vẽ, Mạnh Chí Đạo cảm thấy tâm tình siết chặt. Thầm hối hận vì mình đến không đúng lúc. Nếu như hắn đến chậm hơn một chút, như vậy chuyện khó giải quyết có lẽ không đến lượt mình. Khi Mạnh Chí Đạo đang cảm thấy căng cứng trong lòng, chợt nghe thấy Vương Tử Quân trầm giọng nói. Bí thư Mạnh, sự kiện này có tính chất nghiêm trọng, anh tự mình dẫn đội đi xuống một chuyến, tiến hành đốc thúc chuyện này. Mạnh Chí Đạo tuy không muốn đi nhưng Vương Tử Quân đã nói ra khỏi miệng, thế là cũng không dám nói lời nào. Vì vậy sau khi xin chỉ thị của Vương Tử Quân về phương diện nhân thủ, hắn rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi Mạnh Chí Đạo rời đi thì Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế salon, thật ra hắn đã nhận được bức thư kia hơn một tuần, chỉ là hắn suy nghĩ trước sau, không quyết định giải quyết ngay lập tức. Vương Tử Quân là cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, hắn nhận được rất nhiều đơn tố cáo.
khi hắn nhận được bức thư tố cáo kia, cảm thấy mình nên nhìn hướng gió xem như thế nào đã. Lâm Hồ là địa phương mà chủ tịch Trử Vận Phong phát triển lên, là nơi nổi tiếng trong tỉnh Nam Giang, căn bản không ai có thể chen chân vào, dù là bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân cũng căn bản không dám động vào cán bộ thành phố Lâm Hồ. Tuy thật lòng thì Vương Tử Quân có chút do dự, thế nhưng nếu không làm gì thì lương tâm cắn rứt. Nhưng hắn một khi đã động vào, chắc chắn sẽ bị cán bộ thành phố Lâm Hồ đối kháng tổng lực. Vương Tử Quân không sợ đối kháng, thế nhưng trước khi đối kháng bắt đầu thì cần phải chuẩn bị cho tốt, không thể làm cho chuyện tốt mất đi, như vậy là không đáng. Lục Trạch Lương là trưởng phòng tổ chức, bình thường hắn cũng không đến báo cáo công tác cho chủ tịch Trử Vận Phong. Thế nhưng lúc này có liên quan đến phương diện điều chỉnh nhân sự, hắn cũng cần phải báo cáo với chủ tịch Trử Vận Phong. Danh sách mà Lục Trạch Lương cần trưng cầu ý kiến, thực chất cũng là chính bản thân hắn tự làm ra cho Trử Vận Phong mà thôi. Trử Vận Phong cầm danh sách các cán bộ sắp được điều động, thế là trong mắt lóe lên ánh sáng. Danh sách này căn bản không có vấn đề gì quá lớn, rất nhiều người được lão và Diệp Thừa Dân có sự ăn ý trước đó, mà làm cho lão cảm thấy cực kỳ chú ý chính là vị trí bí thư thị ủy thành phố Lâm Hồ. Trong hai người Khổng Bình Cương và Triệu Cao Tề, Trử Vận Phong có khuynh hướng về phía Khổng Bình Cương. Lão cảm thấy Khổng Bình Cương là người công tác lâu năm, kinh nghiệm phong phú, là một người có khả năng và cực kỳ đắc lực. Người này nếu đi đầu ở thành phố Ô Phổ, như vậy thành phố Ô Phổ sẽ tiến lên bậc thang mới. Nhưng bây giờ trong danh sách lại xuất hiện một cái tên, chính là người thứ ba, Phó Bí Thư Mạnh Chí Đạo. Trử Vận Phong có thể nói khá hiểu rõ về Mạnh Chí Đạo, biết rõ người này công tác đầy năng lực, nhưng những thứ khác còn chưa rõ ràng. Đồng thời cũng cảm thấy Mạnh Chí Đạo căn bản không cùng cấp bậc với hai người kia. Người không có hy vọng lại lọt vào danh sách này, nó có ý nghĩa thế nào, điều này làm cho người ta đáng phải xem xét. Trử Vận Phong nhìn gương mặt có hơi béo của Lục Trạch Lương, lão thản nhiên nói. Trưởng phòng Lục, Mạnh Chí Đạo là có chuyện gì thế này? Chương 1159, vững bước đẩy manh, nuông chiều sinh hư. Chủ tịch Trử, Bí thư Diệp nói gần đây khối tư pháp triển khai mở rộng công tác rất tốt. Chúng ta đối với những đồng chí có khả năng cũng không nên cứ mãi bám vào một khuôn mẫu để chuyển chọn. Trải qua hội nghị nghiên cứu của phòng tổ chức, tôi cảm thấy đồng chí Mạnh Chí Đạo căn bản phù hợp với chức vụ bí thư thị ủy Ô Phổ. Trước mặt Trử Vận Phong thì Lục Trạch Lương căn bản không giữ lại lời nói của mình. Trử Vận Phong nào không hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Lục Trạch Lương. Lão lắc đầu vô thức, thầm nghĩ Lục Trạch Lương bây giờ lại chơi trò này. Nhưng lão cũng không thể không thừa nhận trò nhỏ nhặt này có thể gây đả thương rất mạnh, Vương Tử Quân nhất định có thể nhìn ra được, chỉ sợ nhìn ra cũng không nói nên lời. Hai năm qua thành phố Ô Phổ phát triển kinh tế rất tốt, có xu thế phát triển mới, vị trí bí thư thị ủy này nhất định phải chọn cho xong, căn bản không nên để xuất hiện vấn đề nào. Trử Vận Phong đặt danh sách xuống rồi thản nhiên nói. Lục Trạch Lương là người nghe nhạc biết tiếng ca. Thật ra Trử Vận Phong không nói những lời này thì hắn cũng biết rõ cần phải làm gì. Lúc này Trử Vận Phong đã mở miệng, ý nghĩa của nó là quá rõ ràng, đó chính là cho hắn tự do vung tay ở phương diện này, để cho Khổng Bình Cương tiến lên tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ. Chủ tịch Trử, hôm trước tôi đến báo cáo với bí thư Diệp, khi đó bí thư Diệp cũng cho là nên bảo trì tính công tác lâu dài ở thành phố Ô Phổ. Sau khi nói đến vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ, Trử Vận Phong nói ra vài ý kiến ở phương diện khác, cuối cùng trầm giọng nói. Trưởng phòng Lục, khối tư pháp công tác không tệ, các anh cũng nên có chút lo lắng cho cán bộ của đơn vị bọn họ. Chủ tịch Trử, điều này tôi cũng đã suy xét kỹ, không những đề cử đồng chí Mạnh Chí Đạo tiến lên làm bí thư thị ủy Ô Phổ, còn có trưởng phòng Thôi Nghênh Quốc của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy là nhân tuyển cho vị trí phó chủ tịch thành phố Lâm Hồ. Lục Trạch Lương nói xong thì dùng giọng uất ức nói. Chủ tịch Trử, trong mắt người ngoài thì tôi là một vị trưởng phòng tổ chức giống như nắm quyền, thế nhưng thực tế đôi khi cảm thấy không nắm công tác này là tốt hơn, vì chỉ cần vừa động đến nhân sự thì các phương diện ùn ùn kéo đến. Ví dụ như nói về Thôi Nghênh Quốc, vì giữ gìn sự đoàn kết ban ngành, chúng tôi đã phải nắm bắt lại một vị trưởng phòng khá tốt của phòng tổ chức tỉnh ủy lại. Lục Trạch Lương nói nửa thật nửa giả, nói rằng công tác tổ chức rất khó khăn. Còn về phương diện đề bạt Thôi Nghênh Quốc cũng không phải chỉ đơn giản là như vậy. Vì người cạnh tranh với Thôi Nghênh Quốc đã sớm được Lục Trạch Lương đưa đến vị trí quan trọng hơn rồi. Nhưng lời nói của hắn lại nhận được sự tán thưởng của Chủ tịch Trử Vận Phong.
Lần này điều chỉnh nhân sự, Trử Vận Phong cảm thấy trước khi có kết quả thì người của mình phải có vị trí tốt, xem ra Lục Trạch Lương cũng thầm hiểu ý nghĩ của mình. Sau khi nói hai câu cổ vũ Lục Trạch Lương, Trử Vận Phong trầm giọng nói. Trưởng phòng Lục, có một số việc anh cảm thấy khó xử, tôi đây biết rất rõ. Nhưng anh cũng không nên cứ công tác không trả giá như vậy, dù có khó khăn cũng phải đi làm. Anh là trưởng phòng tổ chức, như vậy phải có trách nhiệm phân công chứng thực cho cán bộ trong tỉnh, phải đẩy những đồng chí vĩ đại và có khả năng tiến lên vị trí thích hợp. Lục Trạch Lương nói thêm vài câu khách sáo với Trử Vận Phong, lúc này mới rời khỏi phòng làm việc của Trử Vận Phong. Lúc này vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, thế nhưng nụ cười xảo quyệt trên mặt thì căn bản là ai cũng có thể thấy được. Lúc này hắn căn bản là cho ra chút thủ đoạn nhỏ, điều này làm cho Vương Tử Quân giống như ăn phải quả đắng, căn bản là khổ nhưng không nói nên lời. Sau này chỉ cần là cán bộ của khối tư pháp thì Lục Trạch Lương phải ra tay thật mạnh, để xem Vương Tử Quân có thể làm gì được mình. Còn chưa quay về phòng thì điện thoại của Lục Trạch Lương đã vang lên, hắn nhìn dãy số điện thoại quen thuộc, sau đó trầm giọng nói. Bính Cương, không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Khoảng thời gian này nếu không có chuyện gì thì đừng gọi điện thoại cho tôi. Người gọi điện thoại đến chính là Phó Chủ tịch thành phố Ô Phổ là Khổng Bình Cương, hắn vừa nói lời xin lỗi với Lục Trạch Lương vừa cười nói. Trưởng phòng Lục, ngài dạy bảo làm sao tôi dám quên. Nhưng sự kiện hôm nay có chút đặc biệt, có người bạn ở vùng núi mua được một con rắn tốt, đã mời dầu bếp nổi tiếng làm món long hổ tranh đấu. Ngài là người chuyên nghiệp, tôi không những mời ngài nếm thử. Còn muốn ngài chỉ điểm cho đầu bếp một chút. Lục Trạch Lương nghe thấy những lời như vậy thì vẻ mặt hòa hoãn hơn một chút, sau khi hời hợt mắng một câu thì hắn cúp máy. Chiều hôm đó Mạnh Chí Đạo đưa tổ giám sát đến thành phố Lâm Hồ. Trước khi Mạnh Chí Đạo đi, Vương Tử Quân gọi nhóm 5 người bọn họ đến phòng làm việc, yêu cầu bọn họ nhất định phải điều tra vụ này cho thật sự rõ ràng. Vương Tử Quân tiến chân nhóm người Mạnh Chí Đạo, hắn cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này dù không có người nói với hắn, thế nhưng có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào phương diện điều chỉnh nhân sự, bọn họ càng không xem trọng một Mạnh Chí Đạo được đề bạt làm bí thư thị ủy Ô Phổ. Dù sao thì chênh lệch giữa Mạnh Chí Đạo và hai nhân tuyển còn lại cũng là quá lớn. Mạnh Chí Đạo là ai đẩy ra? Không phải là Vương Tử Quân sao? Thực tế chứng minh Lục Trạch Lương dùng chiêu thức đầy thủ đoạn này để ép Vương Tử Quân bị người ta cười vào mặt. Nếu như không thể làm cho Mạnh Chí Đạo được điều động, như vậy sẽ căn bản cực kỳ bất lợi để Vương Tử Quân triển khai mở rộng công tác trong khối tư pháp. Vương Tử Quân trầm ngâm về công tác ở thành phố Ô Phổ, hắn bấm điện thoại cho thư ký trưởng Đào Nhất Hành. Đào Nhất Hành nói chuyện điện thoại cực kỳ khách khí, đây cũng không phải là giả, vì hắn tôn trọng Vương Tử Quân, ít nhất cũng đặt Vương Tử Quân lên vị trí ngang bằng mình. Thư ký trưởng Nhất Hành, đã vài ngày chưa báo cáo công tác với ngài, không biết ngài có thời gian triệu kiến tôi không? Vương Tử Quân dùng giọng cực kỳ thân cận nói vào trong điện thoại. Đào Nhất Hành rất khách khí với Vương Tử Quân, hắn cười ha hả nói. Bí thư Vương, ngài nói như vậy làm tôi cảm thấy xấu hổ, ngài bây giờ cứ chờ trong phòng làm việc, tôi sẽ đến ngay. Đào Nhất Hành nói rồi cũng không cho Vương Tử Quân từ chối, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Vương Tử Quân nghe những tiếng tút tút phát ra từ đầu dây bên kia. Thế là không khỏi cảm thấy có vài phần bội phục vị thư ký trưởng đi theo bí thư Diệp Thừa Dân. Mặc dù hắn công tác không thua kém thư ký trưởng Đào Nhất Hành, thế nhưng phương diện đối nhân xử thế lại căn bản không khéo đưa đẩy bằng thư ký trưởng Đào. Tuy Đào Nhất Hành sẽ đến nhưng Vương Tử Quân cũng không chờ trong phòng làm việc, hắn đặt điện thoại xuống, sau đó đi bộ về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Dù Giang Vĩ là thư ký của Vương Tử Quân, hầu như lúc nào cũng phải nhìn vào hành động của bí thư Vương. Lúc này hắn thấy bí thư đi ra, thế là nhanh chóng đi theo. Vương Tử Quân chợt khoát tay với Du Giang Vĩ ở phía sau. Cậu cứ ở đây chờ, tôi đi rồi quay lại ngay. Lời nói của Vương Tử Quân làm cho Du Giang Vĩ có chút buồn bực, bí thư Vương gần đây không biết bị làm sao mà lại thích đi một mình, là muốn đến nơi nào. Nhưng bí thư Vương đi đâu cũng không quan trọng, quan trọng nhất là thái độ lạnh băng như thế có phải đang không hài lòng với công tác của mình không? Bí thư Vương đi ra ngoài sao? Vương Tử Quân còn chưa xuống lầu thì chủ nhiệm văn phòng Vu Trường Long không biết từ đâu xông ra, hắn nở nụ cười khiêm tốn nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản khoát tay áo với Vu Trường Long, tỏ ý đối phương không cần đi cùng mình, sau đó chậm rãi xuống lầu.
Khi Vương Tử Quân đi đến khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, lúc này Đào Nhất Hành đang vội vàng đi ra. Khi hắn thấy Vương Tử Quân thì cười hì hì nói. Bí thư Vương, xem ra năng lực chấp hành của tôi là không tốt, mong lãnh đạo phê bình. Vương Tử Quân bắt chặt tay Đào Nhất Hành rồi cười nói. Thư ký trưởng, anh cứ khách khí với tôi, còn không bằng để tôi đến phòng làm việc mát mẻ của anh, vì mặt trời hôm nay nóng hơn hôm qua rất nhiều. Đào Nhất Hành cười ha hả, cũng không nói gì thêm, trực tiếp đưa Vương Tử Quân vào trong phòng làm việc của mình. Thư ký của Đào Nhất Hành đã sớm chú ý đến hai vị lãnh đạo, thế là nhanh chóng dâng đến ly trà lạnh. Bí thư Vương, mùa hè tôi thường thích uống trà lạnh, ngài nếm thử xem thế nào. Tuy hương vị không quá tốt, thế nhưng uống vào cảm thấy rất thoải mái. Vương Tử Quân cũng không khách khí, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, chợt thấy cảm giác mát mẻ bùng lên đầu. Hắn cười cười nói. Thư ký trưởng, tôi phê bình anh một câu, anh có đồ tốt như vậy mà không sớm lấy ra, nếu không phải hôm nay tôi tự mình đến đây, căn bản không được hưởng dụng rồi. Hai người nói cười vài câu, sau đó Vương Tử Quân nghiêm mặt nói. Thư ký trưởng Đào, tôi căn bản không hiểu rõ lắm về tình huống của thành phố Ô Phổ, lúc này bí thư Mạnh của Ủy ban Tư pháp chúng tôi được cho là nhân tuyển cho vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ, tôi căn bản không biết gì nhiều, thế nên mới tìm anh lấy chút kinh nghiệm. Đào Nhất Hành đã sớm phán đoán được ý nghĩ của Vương Tử Quân, lúc này nghe thấy Vương Tử Quân trực tiếp nói ra, thế là cũng không lảng tránh mà nói ngay. Bí thư Vương, đồng chí Mạnh Chí Đạo dù có năng lực công tác rất tốt, thế nhưng lại thiếu kinh nghiệm công tác ở cơ sở, nếu như tùy tiện đảm nhiệm vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ, chỉ sợ đại đa số lãnh đạo sẽ không thông qua. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, Đào Nhất Hành nói rõ tình hình thực tế. Tuy Mạnh Chí Đạo là cán bộ cấp giám đốc sở, thế nhưng đại đa số là kinh nghiệm công tác trong khối tư pháp tỉnh ủy, khả năng tiến lên làm bí thư thị ủy Ô Phổ là rất nhỏ. Lần này Vương Tử Quân đến tìm Đào Nhất Hành cũng không phải đề cử Mạnh Chí Đạo lên làm bí thư thị ủy Ô Phổ, hắn muốn chính là một chuyện khác, muốn tạo thành hiệp nghị với Đào Nhất Hành. Thư ký trưởng, tôi rất thỏa mãn với năng lực công tác của đồng chí Chí Đạo, nhưng nếu để cho đồng chí này đảm nhiệm vị trí bí thư thị ủy, tôi cảm thấy căn bản là nuông chiều sinh hư. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Đào Nhất Hành, hắn thản nhiên nói. Tôi cho rằng bồi dưỡng cán bộ thì nên làm từng bước một. Đào Nhất Hành nhìn hai mắt của Vương Tử Quân, trong lòng phỏng đoán ý nghĩ của Vương Tử Quân. Hắn là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn là người có quyền cao hơn Vương Tử Quân ở phương diện nhân sự, dù sao thì đôi khi hắn cũng là người đại biểu cho ý chí của Diệp Thừa Dân. Đào Nhất Hành cũng căn bản không nắm chắc về phương diện nhân tuyển cho vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ. Ô Phổ là thành phố khá lớn trong tỉnh, bí thư Diệp cần phải nắm bắt vị trí bí thư thị ủy nơi này, nhưng người được Trử Vận Phong bên kia đề cử lên chính là Khổng Bình Cương, lại là một đối thủ cạnh tranh cực mạnh. Còn Mạnh Chí Đạo, Đào Nhất Hành căn bản chưa từng suy xét qua. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Đào Nhất Hành hiểu được ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế là khẽ trả lời. Nếu để cho Mạnh Chí Đạo đảm nhiệm vị trí chủ tịch thành phố Ô Phổ, thư ký trưởng Nhất Hành cảm thấy thế nào? Vương Tử Quân cũng không đi đường vòng mà dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Để cho Mạnh Chí Đạo tiến lên làm chủ tịch thành phố Ô Phổ, đây không phải là muốn nắm bắt vị trí của Khổng Bình Cương sao? Đề nghị này của Vương Tử Quân không khỏi làm cho Đào Nhất Hành cảm thấy giật mình. Bí thư Tử Quân, ý của anh là cho Khổng Bình Cương tiến lên làm bí thư thị ủy sao? Vương Tử Quân vung tay ra thản nhiên nói. Thư ký trưởng, ngài cảm thấy còn có lựa chọn nào tốt hơn không? Vẻ mặt Đào Nhất Hành trở nên rất ngưng trọng, đề nghị này làm cho hắn cảm thấy giật mình, cũng hiểu được là khó có thể. Nhưng sự kiện này không còn nằm trong sự quyết định của hắn, dù sao thì cũng cần phải có ý kiến của Bí thư Diệp Thừa Dân và Chủ tịch Trử Vận Phong. Bí thư Vương, chuyện này tốt nhất là anh nên bàn với Bí thư Diệp. Đào Nhất Hành trầm ngâm giây lát rồi cho ra đáp án đúng trọng tâm. Vương Tử Quân cười cười nói. Chuyện này tôi vốn muốn báo cáo với Bí thư Diệp. Thế nhưng đồng chí Triệu Cao Tề là phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, là lính của anh Đào, vì vậy tôi cảm thấy trước tiên nên nghiên cứu với anh. Nếu như anh cảm thấy không thể được, tôi sẽ buông bỏ lời đề nghị này. Đào Nhất Hành nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Vương Tử Quân, thế là trong lòng có chút vui mừng. Hắn biết rõ Vương Tử Quân căn bản không nói dối, dù sao với thân phận của Vương Tử Quân, căn bản không cần thông qua một vị thư ký trưởng như hắn, có thể trực tiếp nói với Diệp Thừa Dân. Anh Vương, anh cứ yên tâm,
những chuyện khác anh cũng không cần chen vào, vì tất là vì công tác mà thôi. Đào Nhất Hành nở nụ cười làm cho Vương Tử Quân yên tâm hơn, hắn sở dĩ đi tìm nói chuyện với thư ký trưởng Đào trước, cũng là vì muốn thử xem địa vị của Triệu Cao Tề trong mắt Đào Nhất Hành. Lúc này Đào Nhất Hành nói lời hàm hồ, thế nhưng Vương Tử Quân có thể căn cứ vào đó để thấy Đào Nhất Hành cũng không quá tán thưởng Triệu Cao Tề. Tôi sẽ đi đến báo cáo với bí thư đại nhân. Vương Tử Quân uống một hớp trà rồi nói tiếp. Thư ký trưởng, chỗ này của tôi còn có một vấn đề phiền toái. Tôi có một người thân của bạn đồng sự thi đậu vào nhân viên của văn phòng chúng ta, sau này kính mong ngài quan tâm hơn. Những chuyện nhỏ nhặt thế này mà mở miệng nhờ thì Đào Nhất Hành cảm thấy rất có thể diện, thế nên hắn vỗ ngực của mình nói. Bí thư Vương, ngài yên tâm, ngài là bạn bè của tôi, có gì cứ để đó tôi lo. Sau khi xử lý tốt quan hệ với Đào Nhất Hành, Vương Tử Quân đi về phía phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân. Vì không có hẹn trước, thế cho nên hắn phải đi đến phòng làm việc của thư ký Khuất Trấn Hưng. Lúc này Khuất Trấn Hưng cũng không xem văn kiện giống như trước, khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì vội vàng đứng lên nói. Chào bí thư Vương. Trấn Hưng, bí thư Diệp có thời gian rảnh không? Tôi có chút công tác cần báo cáo với lãnh đạo. Vương Tử Quân tùy ý ngồi xuống ghế rồi dùng giọng thoải mái nói. Khuất Trấn Hưng căn bản không có chút ý nghĩ coi thường vị lãnh đạo tỉnh ủy trẻ tuổi này. Trong ban thư ký của bọn họ cũng có nhiều lời nghị luận, tuy bí thư Vương là người có vị trí không cao trong ban ngành thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng nhìn vào xu thế trước mắt, chỉ sợ vài năm sau sẽ là một người có lực ảnh hưởng cực mạnh ở Nam Giang. Chương 1160, trao đổi ép lên Lương Sơn. Khuất Trấn Hưng cúi người đưa hai tay ra bắt tay với Vương Tử Quân, sau khi buông tay thì người cũng hơi cúi xuống một chút, cho ra động tác mời ngồi. Sau khi Vương Tử Quân ngồi xuống thì hắn nhanh chóng thay nước châm trà. Bí thư Vương, ngài cũng đừng quá gấp, lúc này trong phòng bí thư đang có người, ngài uống trà đi, để tôi vào xem thế nào. Vương Tử Quân cười nói. Vậy thì làm phiền cậu rồi. Phòng làm việc của Khuất Trấn Hưng không lớn, chỉ có một gian, lại được thu dọn sạch sẽ. Vương Tử Quân đưa mắt đánh giá phòng làm việc của Khuất Trấn Hưng, trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Tự đánh giá xem mình nên đả động Diệp Thừa Dân như thế nào. Dựa theo cấp bậc ngày càng tăng tiến, Vương Tử Quân càng ngày càng quan tâm đến mối quan hệ với các lãnh đạo của mình. Đặc biệt là quan hệ với lãnh đạo đứng đầu một tỉnh, càng hy vọng mình và lãnh đạo có thể hòa hợp êm thấm. Nhưng chỗ nào có người thì có giang hồ, ngàn người ngàn mặt, hầu như mỗi người đều có ý nghĩ khác nhau ở cùng một sự việc. Nếu muốn thống nhất ý nghĩ của người khác, ít nhất cũng phải xem vào tài nghệ khống chế của mình. Diệp Thừa Dân đi đến tỉnh Nam Giang có thái độ dễ dàng tha thứ cho Trử Vận Phong ở nhiều sự việc, cũng không phải là vì bí thư Diệp tâm tính lương thiện, mà lão hy vọng quán triệt được ý chỉ của mình, lại bảo trì sự đoàn kết ban ngành. Bây giờ vì vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ, có lẽ Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong cũng phải ở vào xu thế quyết đấu. Dù là bất kỳ ai tiến lên cũng không tránh được tranh chấp, mà tranh chấp như vậy căn bản không quá tốt với hai người. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Vương Tử Quân cảm thấy Diệp Thừa Dân sẽ đồng ý với ý kiến của mình. Có thể là trọng điểm của sự việc này Vương Tử Quân xem ra cũng không nằm trên người của Diệp Thừa Dân, mà nằm trên người của Trử Vận Phong. Biện pháp tổng hợp này không phải là không có ai nghĩ ra, thế nhưng không có người nào cảm thấy nó có thể làm được, thậm chí có người không muốn làm như vậy. Khi Vương Tử Quân còn đang suy nghĩ miên man bất định thì Khuất Trấn Hưng đi đến, hắn cười nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, bí thư Diệp bên kia sẽ trò chuyện 5 phút nữa, anh chờ bí thư một chút. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ căn bản không quá quan tâm đến 5 phút chờ đợi, vì vào vị trí của Diệp Thừa Dân, trên cơ bản là mỗi ngày đều có lịch trình dày đặc, dù là bí thư thị ủy tuyến dưới muốn gặp mặt bí thư cũng phải hẹn trước. Chính mình tùy ý đến tìm gặp bí thư, bây giờ chỉ phải chờ 5 phút, như vậy căn bản là quá tốt rồi. Sau khi trò chuyện với Khuất Trấn Hưng vài câu, thời gian chậm rãi trôi qua. Tiếng đóng cửa khẽ vang lên, Khuất Trấn Hưng nhanh chóng đứng dậy, khi Khuất Trấn Hưng đi đến cửa, một người đi đến bên ngoài phòng làm việc của Khuất Trấn Hưng. Trưởng phòng Khuất, bí thư cho mời anh đi qua. Người kia lên tiếng, sau đó bắt tay Khuất Trấn Hưng nói. Cậu khi nào có rảnh thì nhất định phải đến thành phố Ba Uẩn chúng tôi đi dạo đấy nhé. Người đàn ông này lên tiếng và thấy được Vương Tử Quân đang tươi cười ngồi bên kia, sau khoảnh khắc ngây người, hắn nhanh chóng tiến lên nói. Chào bí thư Vương, vừa rồi tôi không chú ý ngài ở trong này.
Vương Tử Quân đứng lên nó. Bí thư Bình Đông, tôi nghe nói thành phố Ba Uẩn có biến đổi rất lớn, khi nào thì anh cho tôi cơ hội đến thăm đây? Lật Bình Đông nhìn gương mặt với nụ cười nhàn nhạt của Vương Tử Quân, hắn có chút chần chờ. Hắn có thể ung dung đối mặt với các vị thường ủy tỉnh ủy khác, thế nhưng đối với Vương Tử Quân thì căn bản có chút gì đó vướng mắc. Hắn không biết mình nên hận hay nên cảm kích Vương Tử Quân, tuy Vương Tử Quân làm cho hợp tác của thành phố Ba Uẩn và Kim Bảo Đồng Nghiệp thất bại thảm hại, thế nhưng vì việc xử lý theo đúng quy định với công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp mà tập đoàn Đắc Khố Mạn vốn có ý không đầu tư lại chạy đến thành phố Ba Uẩn. Đầu tư của tập đoàn Đắc Khố Mạn làm cho thành phố Ba Uẩn lại trở thành một địa phương nóng hừng hực, Lật Bình Đông càng là đối tượng được lãnh đạo tỉnh ủy chú ý. Vừa rồi hắn đến trò chuyện với bí thư Diệp Thừa Dân, căn bản là nói về hạng mục của tập đoàn Đắc Khố Mạn. Bí thư Vương, ngài đến thành phố Ba Uẩn chỉ đạo công tác, chúng tôi hoan nghênh còn chưa kịp. Lật Bình Đông dù sao cũng không phải là người thường, hắn có chút chần chừ, sau đó cung kính nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn nụ cười của Lật Bình Đông, hắn chợt cười ha hả nói. Vậy thì coi như quyết định, vài ngày nữa tôi sẽ đến thành phố các anh tham quan một chút. Đúng lúc này Khuất Chấn Hưng đi đến, hắn nhìn về phía Vương Tử Quân rồi cười cười nói. Bí thư Vương, bí thư Diệp đang chờ ngài trong phòng. Diệp Thừa Dân căn bản hiểu rõ vì sao Vương Tử Quân lại đến gặp mình. Thật sự là Diệp Thừa Dân có chút tức giận vì danh sách nhân viên được phòng tổ chức khảo sát lần này. Mặc dù tất cả danh sách phần lớn chứng thực kết quả thương lượng giữa lão và Trử Vận Phong, thế nhưng đối với chỉ thị của lão về cán bộ của khối tư pháp tỉnh ủy thì Lục Trạch Lương rõ ràng là bằng mặt mà không bằng lòng. Mạnh Chí Đạo vốn là phó bí thư ủy ban tư pháp, ý nghĩ của Diệp Thừa Dân chính là sắp xếp xuống bên dưới làm chủ tịch thành phố hoặc là phó bí thư, như vậy xem như làm tốt công tác chuẩn bị để được đề bạt tiếp theo. Nhưng không ngờ Lục Trạch Lương lại chứng thực quá mức, ném Mạnh Chí Đạo vào trong danh sách nhân tuyển cho vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ. Lần này điều chỉnh nhân sự có độ nặng lớn nhất là vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ. Diệp Thừa Dân muốn quán triệt ý chỉ của mình, tất nhiên vị trí bí thư thị ủy này không thể không tranh chấp được. Nhưng Trử Vận Phong cũng không nhượng bộ ở vị trí này, vì vậy mới có tranh chấp giữa hai người Khổng Bình Cương và Triệu Cao Tề. Diệp Thừa Dân căn bản là không vui vì sự kiện này, Lục Trạch Lương cho thêm cả Mạnh Chí Đạo đi vào. Rõ ràng lại làm cho lão thêm một ngạt. Dựa theo tư chất lý lịch của Mạnh Chí Đạo, sắp xếp một vị trí như vậy căn bản là không có mấy hy vọng. Không những ảnh hưởng đến thể diện của Vương Tử Quân, còn làm cho bí thư tỉnh ủy mất mặt. Diệp Thừa Dân đã cho ra hứa hẹn với Vương Tử Quân, thế nhưng lần này khối tư pháp lại xảy ra sự kiện như vậy, điều này làm cho mình nói với Vương Tử Quân thế nào đây? Nhưng nếu như vì chuyện này mà oán trách Lục Trạch Lương, như vậy Lục Trạch Lương có thể dùng lời nói đường hoàng để chứng thực chỉ thị của mình, đây cũng không phải là vấn đề gì cả. Vấn đề nhân sự chỉ cần động vào một điểm sẽ ảnh hưởng toàn thân, lúc này trên cơ bản là ý đồ đã được thực hiện, Diệp Thừa Dân không muốn làm phức tạp vấn đề, vì vậy cuối cùng mới cố gắng áp chế tâm tư bức bối vì danh sách khảo sát cán bộ của Lục Trạch Lương. Nhưng tâm tư bỏ cũ thay mới với vị trí của Lục Trạch Lương trong lòng Diệp Thừa Dân càng thêm mãnh liệt. Nhưng Vương Tử Quân đến tìm Diệp Thừa Dân khá sớm, điều này làm cho Diệp Thừa Dân có chút bất ngờ. Lão đã nghĩ kỹ biện pháp trấn an Vương Tử Quân, đó chính là sau này sẽ tiến hành đền bù cho Mạnh Chí Đạo. Bí thư Tử Quân, mời cậu ngồi. Diệp Thừa Dân đi ra khỏi bàn làm việc, lão cười nói với Vương Tử Quân. Diệp Thừa Dân không mở miệng, chỉ là chờ Vương Tử Quân lên tiếng. Nhưng trong lòng lão cũng không bình tĩnh. Dù sao thì lão cũng không hoàn thành được lời hứa hẹn của mình với Vương Tử Quân ở sự kiện Mạnh Chí Đạo. Bí thư, tôi cảm thấy cảm động vì những gì ngài đã giúp đỡ cho khối tư pháp, đồng thời cũng cảm thấy rất có áp lực. Vương Tử Quân nở nụ cười thản nhiên rồi dùng giọng bình tĩnh nói. Tất nhiên sau này chúng tôi công tác phải biến áp lực thành động lực, sáng tạo ra thành tích tốt nhất. Diệp Thừa Dân cười cười, cũng không nói lời nào. Lão biết rõ lời nói trước đó của Vương Tử Quân chỉ là chăn đệm, ngay sau đó mới là lời thật lòng. Bí thư, đồng chí Mạnh Chí Đạo có năng lực công tác tốt, thế nhưng dù sao cũng không có kinh nghiệm chấp trưởng một phương, nếu trực tiếp để cho anh ấy tiếp nhận vị trí cao nhất của thành phố Ô Phổ, tôi cảm thấy dù là tín nhiệm đồng chí của mình, thế nhưng rõ ràng cũng là một hành động cực đoan không chịu trách nhiệm. Diệp Thừa Dân nhìn vẻ mặt chăm chú của Vương Tử Quân, lão thiếu chút nữa thì cười rộ lên. Nếu như không phải lão hiểu tình huống sự việc,
lúc này nhìn mặt Vương Tử Quân thì thật sự giống như Mạnh Chí Đạo sẽ tiến lên làm bí thư thị ủy Ô Phổ. Mạnh Chí Đạo là đối tượng được khảo sát, thế nhưng căn bản không có hy vọng với vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ, khoảng cách tiến lên nói dài không dài, nói ngắn cũng không phải ngắn, đối với một số người thì đó là bước ngắn, thế nhưng đối với một số người thì đó lại là con rạch ngang trời, khó thể vượt qua. Mạnh Chí Đạo hầu như là người ở phía sau. Vương Tử Quân không thể không biết tin tức, bây giờ nói như vậy là có mục đích gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 109.